Quan Lộ Thương Đồ, chương khác. Tập 6. Chương 124, City cổ phần Hải Châu. Chương khác tiếp tục tự tin trình bày suy nghĩ của mình. Trong cải cách quốc sĩ, đất đai là mảng dễ bị bỏ quên nhất, thành phố không có tiền, vậy hãy lập một công ty tương tự Cẩm Hồ, không bị hạn chế ngành nghề, trước tiên dùng phương thức bao thầu tiếp quản quốc sĩ, sau đó dần mua lại các xí nghiệp vận hành thành công. Chỉ cần có thể gom được một phần tài chính, dần dần chuyển nhà máy ra ngoài, nhưng mảnh đất thương nghiệp chất lượng cao có được đem phát triển địa ốc một cách mù quáng không phải là chuyện tốt, mà học theo mô hình cầu từ phượng, khai phá các thị trường chuyên nghiệp, tới lúc đó tài sản công tay sẽ tăng lên nhanh chóng, gió bên trên có một số doanh nghiệp vận hành thất bại, lúc này cũng đã có năng lực quay lại thu dọn tàn cuộc rồi. Trương Khắc nói xong, mọi người đều rơi vào im lặng. Ở đây chỉ có Tạ Vãn Tình biết đó toàn là suy tính của một mình Trương Khắc, đây là hoài bão thực sự của y sao. Lời nói của Trương Khắc có tác động quá lớn, tiếp đó mọi người đều tỏ ra trầm tư. Ăn tối xong, Tống Bồi Minh đi trước, Trương Khắc tiễn Tạ Vãn Tình về khách sạn xong, cùng Đường Học Khiêm và cha ngồi xe chạy dọc đường quốc lộ bên sông Sơ Cảng. Bất chi bất giác đã tới 10 giờ đêm, bên ngoài trời rét căm căm, trên đường chẳng còn xe cộ nữa, đi qua nhà máy giấy, tường bao đã phá bỏ, lộ ra khoảng sân rộng và nhà xưởng cao lớn, Trương Khắc hỏi. Vấn đề khai thông sông Sơ Cảng có ai đề xuất chưa ạ? À, vẫn do Cục Thủy Lợi đề xuất, nếu khả thi sẽ đưa thẳng lên Thường ủy thảo luận. Đường Học Khiêm trả lời. Cháu quan tâm tới cả cái này sao? Nhà máy giấy đóng cửa đã gần một năm mà khúc sông này vẫn còn có mùi khó ngửi, nên cháu mới hỏi. Trương Khắc nghĩ, chú mình làm việc thật là tốc độ. Đường Học Khiêm nhìn Trương Khắc một lúc rồi thở dài. Bác đang tiếc cháu không thể mau chóng tốt nghiệp tới làm trợ thủ cho bác. Trong vụ án Đinh Hướng Sơn, Diệp Tân Minh làm Đường Học Khiêm quá thất vọng, khiến sau khi ông ta lên làm thị trưởng, không yêu cầu an bài thư ký chuyên chức, quay sang bảo Trương Chi Hành. Việc chủ kiến công ty giống anh lập tức soạn phương án cho tôi, định đặt cấp hành chính cao quá, có thể để chính phủ trực tiếp thông qua là được, đừng kinh động tới các thường ủy khác, tôi sẽ trao đổi riêng, nếu được sẽ bắt đầu từ Thành Nam, bảo Tống Bồi Minh phối hợp một chút. Tiếp đó trong vòng một tuần, mỗi ngày Trương Khác đều phải chạy về nhà để thảo luận với cha việc thành lập công ty xác giống, Trương Khác biết đối với cha mà nói, đây là cơ hội đáng quý. Bởi thế đành phải ban ngày trốn học tới công ty xử lý một số việc, hoàn toàn vứt thi cuối kỳ sang một bên. Kế hoạch của Trương Khác làm Tạ Vãn Tình động lòng, phối hợp với việc cải tạo môi trường ô nhiễm để chỉnh đốn ngành làm giấy, đây là cơ hội cực tốt để Cẩm Hồ phát triển lớn mạnh nhanh chóng. Tạ Vãn Tình ngay hôm sau trở về tỉnh thành nói chuyện với ông nội Chỉ Đồng, Từ Học Bình hết sức tán thưởng, đây là một kế hoạch to lớn đầy chí tiến thủ. Đặc biệt mô hình cải cách quốc sĩ mới Trương Khác đề xuất càng đem lại cho ông ta sự gợi mở lớn, chỉ là đây không thuộc chức trách của ông ta nên chỉ có thể nhìn Hải Châu tiến hành thí điểm trước. Chớp mắt cái đã qua Tết Dương lịch năm 95, Trương Khác chẳng hề có cảm giác gì, một mặt là vì mọi người quen coi nguyên đán là bắt đầu ổn năm. Một mặt Trương Khác chẳng còn thời gian tinh lực thừa quan tâm tới chuyện ngoài hai dự án. Công ty do Trương Chi Hành phụ trách thành lập tên gọi là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cổ phần Hải Châu, trong thành phố lúc này chưa có ai nhìn ra được ý nghĩa của cái công ty xác giống này, khi nộp đề án Trương Chi Hành cũng chẳng miêu tả tiền đồ của nó, cho nên không ai tranh giành vị trí này với ông ta. Đương nhiên thành phố chẳng ném một xu vào công ty này, chỉ lấy danh nghĩa chính phủ yêu cầu công thương cho công ty lập khoản tín dụng 3.000 vạn. Đồng thời yêu cầu Trương Chi Hành cố gắng không dùng tới khoản tín dụng này. Trong mắt người khác công ty cổ phần Hải Châu đúng là thảm, trừ hai gian phòng vốn dùng để đựng đồ tạp nham mượn của chính phủ để treo biển ra thì bên trong ngay một cái bàn làm việc ra hồn cũng không có. Cái ghế thư ký trưởng chính phủ mặc dù so với một số cục trưởng trực thuộc thành phố thì quan trọng hơn một chút, nhưng đều xử lý công tác mang tính sự vụ, tính chất công việc quyết định đây là việc rắc rối mà thiếu tính kiến thiết, thăng tiến gần như dựa vào tích lũy tư lịch. Có quan hệ với Từ Học Bình, Trương Chi Hành có cơ hội tới khu huyện rèn luyện, sau khi năng lực khống chế toàn cục của ông ta được thừa nhận, mới có khả năng quay về thành phố tìm kiếm vị trí ỉn. Lấy lời Trương Khác mà nói, theo bố trí này, Trương Chi Hành năm nay đã 42, trước khi nghỉ hưu làm thị trưởng hoặc là bí thư thành ủy sẽ không thành vấn đề. Cho nên phải thiết kế một con đường tắt. Bất kể là Chu Phú Minh hay Đường Học Khiêm đều không thể nhìn rõ tiền đồ vài năm sau của City cổ phần Hải Châu như Trương Khác. Tất nhiên không dự liệu được ý nghĩa chính trị xã hội của nó. Trương Chi Hành cũng không biết, với ông ta mà nói, ý nghĩa lớn nhất là thoát được công tác mang tính sự vụ rắc rối,
làm chút chuyện ý nghĩa kiến thiết, có thể tăng thêm tư lịch. Mặc dù cái công ty này đúng là thật tệ. Trương Chi Hành kiêm nhiệm tổng giám đốc công ty, nhưng trừ ông ta ra, thành phố không cho công ty thêm bất kỳ một biên chế nào, một hạn ngạch biên chế sự nghiệp cũng không có, càng đừng nói tới kinh phí làm việc. Trương Chi Hành không phải là không biết biến báo, ông ta nắm đại quyền chính phủ, lại được Đường Học Khiêm ngầm cho phép, nên điều hai người bên chính phủ tới phụ trách công việc thường ngày của công ty, còn điều một chiếc xe hơi chuyên dụng, văn phòng phẩm, điện thoại, máy in trực tiếp chuyển từ văn phòng chính phủ sang, chẳng sợ người khác nói gì. Hai người được điều dụng kia biên chế vẫn trong chính phủ, thu nhập, phúc lợi chẳng ảnh hưởng chút nào, còn tăng cường quan hệ với thư ký trưởng sao lại chẳng muốn. Thành phố tiến hành điều chỉnh chức trách công tác, giảm bớt gánh nặng cho Trương Chi Hành, tăng thêm trọng trách cho hai phó thư ký trưởng, trách nhiệm đi đôi với quyền lực, hai phó thư ký trưởng sao có chuyện chối từ. Dù thế Trương Chi Hành cũng hao tổn quá nửa tinh lực ở chuyện chính phủ, không thể tự thân làm mọi việc của công ty cổ phần Hải Châu, cần tìm người thích hợp chấp hành thử nghiệm cải cách quốc sĩ. Trương Chi Hành và Đường Học Khiêm đều xuất thân từ Viện Sư phạm Hải Châu, trước tiên quay về đó nay là Đại học Hải Châu tìm người. Giảng viên kinh tế học Lý Minh Học rời trường gia nhập công ty cổ phần Hải Châu. Trương Khắc nghe thế thiếu chút nữa đố kỵ với cha, kiếp trước tập đoàn Long Dụ đã nhiều lần dùng lương ời Lý Minh Học tới, nhưng ông ta không thèm bận tâm, vùi đầu nghiên cứu học vấn. Thực ra mô hình cải cách quốc sĩ của Trương Khắc chính do Lý Minh Học sau này đưa ra, Trương Khắc chỉ cải tiến thêm để hình thành phương án cuối cùng như hiện nay. Nếu lịch sử không nghịch chuyển, phương án cải tạo của Lý Minh Học không được ứng dụng vào thực tiễn, vì khi ấy Đinh Hướng Sơn chấp chính Hải Châu, rất nhiều người nhìn thấy mối lợi cực lớn trong cải tạo quốc sĩ, ai chịu từ bỏ cơ hội quan thương câu kết thưa dự bữa tiệc tài phú đó. Trương Khắc hy vọng cha và Đường Học Khiêm không tiết lộ phương án này do Cảm Hồ cung cấp. Đường Học Khiêm hỏi vì sao, Trương Khắc nói. Phương án này nếu tung ra sẽ chặn đứng đường tài lộ rất nhiều người, nếu để người ta biết Cẩm Hồ quản chuyện không liên quan sẽ khiến người ta căm ghét. Lý Minh Học dứt khoát bỏ chức vụ ở Đại học Hải Châu cũng là vì bị phương án này làm động lòng, khi ấy ông ta đã có khái niệm sơ bộ về phương thức cải cách quốc sĩ mới rồi. Còn một nhân tố quan trọng khác là ông ta thừa nhận nhân cách và học thức của Trương Chi Hành. Nếu là người khác, vừa nhìn thấu vấn đề tồn tại lại có bối cảnh mạnh mẽ đằng sau thì bỏ công chức đi tham dự vào bữa tiệc tài phú này mới là chính xác, chứ không phải đi cải tạo. Chương 125, Tập đoàn Vạn Yến. Hai ngày trước khi thi cuối kỳ, Trương Khắc về nhà gặp được Lý Minh Học tới thăm. Lý Minh Học mới 44 tuổi, chỉ đeo mỗi kính cận, không hề có hình tượng lôi thôi giống người vùi đầu vào văn phòng nghiên cứu học vấn. Ông ta mặc đồ tây mang lại cho người ta cảm giác điềm đạm nho nhã, rất có khí chất nho thương. Khi Trương Khắc vào nhà, Trương Chi Hành đang cùng Lý Minh Học và hai học sinh của ông ta ngồi ở phòng khách nói chuyện, mẹ thì bận rộn trong bếp. Đây là Tiểu Khắc à, nhiều năm rồi chưa gặp. Lý Minh Học quay đầu lại, ôn hòa nói. Còn nhớ trước kia ở Viện Sư phạm, Tiểu Khắc thường bị cô bé nhà thị trường Đường bắt nạt, có lần còn khóc lóc chạy từ nhà trẻ về, nói đi tìm ba giúp báo thù, lần đó bác cười đau bụng. Sau đó, cháu quên sạch, cứ quấn lấy cô bé, tên là Đường Thanh đúng không nhỉ? Bác còn nhớ Tiểu Khắc ôm lấy tiểu cô nương người ta, nói là vợ của mình, hiện giờ có tiến bộ chút nào chưa, nghe nói còn cùng trường với Đường Thanh. Không chỉ cùng trường mà còn cùng lớp nữa. Trương Chi Hành trả lời thay con. Chà, cực kỳ quá rồi, Tiểu Khắc phải nỗ lực nhé, Đường Thanh mà lớn lên giống mẹ năm xưa thì sẽ là đại mỹ nữ đấy. Trương Khắc thấy Lý Minh Học vừa gặp mặt đã kể chuyện xấu trước kia của mình, tựa hồ còn có chút mơ mộng với Cố Kiến Bình năm xưa, chả lẽ có gian tình. Giận hết cả người, xem ra ông ta chẳng vì địa vị của cha mà lấy lòng mình, tính cách rất siêu thoát. Trương Khắc rất muốn người ta coi mình là thiếu niên trai trai, cười xấu hổ trốn vào phòng, tới giờ ăn cơm mới ra. Khi ăn cơm, cô nghiên cứu sinh hỏi tới thành tích học tập của Trương Khắc, đây là tâm bệnh của Lương Cách Chân, lại sắp thi rồi, mà Trương Khắc hoàn toàn chẳng có ý thức học tập, hiện giờ bà chỉ yêu cầu Trương Khắc bỏ thi là được, nhắc tới liền thở ngắn than dài. Kiến thức cao trung cháu còn chưa quên, nhân kỳ nghỉ đông cháu dạy kèm cho Trương Khắc nhé. Cô nghiên cứu sinh nói. Trương Khắc liếc nhìn cô ta, lúc mới vào phòng giới thiệu tên là Tiểu Mân, 23 tuổi, trắng trẻo, đeo kính gọng bạc, tóc rợn sóng, rất có nét, còn chưa tốt nghiệp, mặc dù trông cũng được đấy, nhưng so với Hứa Tư còn kém xa lắm, còn chưa ra xã hội đã biết giữ liên hệ mật thiết với lãnh đạo rồi. Nam nghiên cứu sinh còn lại tên Trần Vệ Đông, tuổi tác tương đương. Lý Minh Học rất coi trọng hai người, đều tiến cử vào công ty.
Trương Khác ngó lơ cô ta, làm bộ thiếu niên xấu hổ, vùi đầu ăn cơm không nói. Lương Cách Chân thì rất cao hứng, vội gật đầu. Sao dám phiền tới cháu được, thường ngày cháu cũng không ít việc. Tiểu Mân cười duyên. Mỗi ngày thế nào chẳng có chút thời gian ạ, hơn nữa chính phủ thành phố cũng gần đây, mỗi ngày đi làm về cháu có thể qua đây, nếu được, cháu còn có thể ăn trực bữa cơm. Trương Khác thấy cô ta cứ nói xoen xoét vội nháy mắt với cha, ngàn vạn lần đừng để cô ta tưởng thật. Trương Chi Hành cũng đau đầu, nếu từ chối chẳng phải đả kích sự nhiệt tình của người ta. Nhìn cha thấy chết mà không cứu, Trương Khác bực bội nói. Kỳ nghỉ đông con có kế hoạch đi Hồng Kông chơi rồi, không muốn ở nhà học thêm gì hết. Ngữ khí khô khốc làm Tiểu Mân sượng người. Thằng bé này ăn nói kiểu gì thế? Lương Cách Chân cười ngượng ngùng với Tiểu Mân, bà thấy có lỗi với nhiệt tình của cô ta, song càng quan tâm tới chuyện Trương Khác hơn. Sao đột nhiên lại tới Hồng Kông? Trước đó mẹ đã nghe thấy con nói đâu, có phải là đòi vãn tình đưa con đi chơi? Con đừng cứ gây phiền phức cho người ta. Trương Khác chỉ ậm ừ, chẳng nói có chẳng nói không, Trương Khác muốn nhân lúc Tương Vi ở Hồng Kông chưa về đích thân đi một chuyến khảo sát thị trường đầu đã, dù sao đã quyết định giao chuyện Cẩm Hồ cho Tạ Vãn Tình, không nhân cơ hội nghỉ đông đi chơi thì quá buồn chán. Lưu Minh Huy đã từ An Huy trở về, hôm sau tới công ty, Trương Khác nhớ ra hỏi. Bạn gái anh có phải là học sinh của Lý Minh Học? Lúc này mới biết Tiểu Mân đúng là bạn gái của Lưu Minh Hoa, còn cao hơn hắn một khóa. Lưu Minh Huy tốt nghiệp đại học xong liền đi làm, Tiểu Mân tiếp tục học nghiên cứu sinh, thời đó nghiên cứu sinh thuộc về quần thể trí thức cao cấp. Từ biểu hiện hôm qua của Tiểu Mân mà xét, cô ta vừa có tri thức lại có đầu óc, nhưng bị công ty của chính phủ kéo qua mất rồi. Trương Khác không hỏi sâu thêm, chuyện ở Cẩm Hồ này Lưu Minh Huy chỉ biết do y phụ trách, còn cổ phần chỉ có Hứa Tư và Tương Vi biết. Trương Khác không biết Tương Vi có tiết lộ cho Tống Bồi Minh không, nhưng theo cách nói chuyện trước kia tựa hồ ông ta không biết. Cho dù Lưu Minh Huy và Tiểu Mân hợp lại phát hiện ra điều gì đó cũng chẳng phải lo. Lưu Minh Huy chuyến này thu hoạch khá phong phú, cùng hắn tới Hải Châu còn có Đinh Hòe phó tổng kỹ sư của phòng kỹ thuật công ty hữu hạn hệ thống điện tử Vạn Yến. Tất cả báo cáo đều không bằng một người am hiểu cả kỹ thuật lẫn thị trường. Với Trương Khác kỳ thi cuối kỳ chỉ có thể hình dung bằng hai chữ vội vàng, do mỗi ngày thi, mẹ đều dặn dò một phen nên Trương Khác không bỏ thi. Nhưng tâm tư không đặt vào đó, cứ thi xong là về công ty thảo luận với Đinh Hòe. Kỹ thuật sản xuất đầu đĩa đã bán công khai hóa, mất đi khả năng xin bảo hộ độc quyền, dù là Vạn Yến cũng không thể. Hiện giờ có ít nhất 10 công ty đủ chứng cứ chứng minh bọn họ nắm được kỹ thuật này trước Vạn Yến. Nhưng có điều cho tới nay trên thị trường chỉ có đầu đĩa của Vạn Yến, Trương Khác muốn mau chóng nắm được kỹ thuật sản xuất đầu đĩa thì cách nhanh nhất là đục khoét nhân viên kỹ thuật của Vạn Yến. Đinh Hòe 35 tuổi. Trước đó hắn làm việc ở Viện Nghiên cứu Khoa học Điện tử An Huy, sau khi Vạn Yến chế tạo ra chiếc đầu VCD đầu tiên, Đinh Hòe liền vào phòng kỹ thuật của CT Vạn Yến, tham dự công tác phát triển phần cứng và phần mềm một loạt đầu VCD sau đó. Trừ Đinh Hòe ra còn có mấy đồng nghiệp khác ở Viện Nghiên cứu theo hắn tới Vạn Yến làm việc, có vài người bị Lưu Minh Huy lấy tiền lương cao làm động lòng, Đinh Hòe đại diện bọn họ chính thức tiếp xúc với Cẩm Hồ. Trương Khác cũng hiểu được vì sao Đinh Hòe muốn rời khỏi Vạn Yến. Giai đoạn đầu Vạn Yến đầu tư hơn 100 triệu tiền nghiên cứu, 2.000 vạn tiền quảng cáo, tới nay số đầu đĩa bán ra còn chưa tới 2 vạn, mỗi chiếc đầu đĩa giá tới 4.000 ngàn, Vạn Yến thu hồi vốn đã khó, đừng nói gì tới lợi nhuận. Vạn Yến lỗ rồi. Vạn Yến đã tiêu hết tiền cho khởi động thị trường đầu đĩa, đang rơi vào nguy cơ sinh tồn. Từ Đinh Hòe được biết Khương Vạn Mãnh người sáng lập ra Vạn Yến đang chạy vạy khắp nơi điều động tài chính, chuẩn bị mở rộng cơ sở sản xuất, giảm giá thành. Vạn Yến có thành công không? Hiển nhiên là không, nếu không thương hiệu Vạn Yến đã chẳng bị lãng quên. Dù Trương Khác trong tay có tiền cũng tự làm chứ không đầu tư vào Vạn Yến, mặc dù dùng một cái giá nhỏ mua lại Vạn Yến cũng lãi đấy, nhưng người sáng lập Vạn Yến chắc sẽ không chịu khuất phục vào thời điểm này. Ngày Trương Khác thi xong, Tương Vi cũng trở về Hải Châu, cô mang theo một tin tức quan trọng, ở Thâm Quyến, Hồng Kông đã xuất hiện đĩa lậu rồi. Trương Khác không biết lúc này có người khác nhìn thấy tiên cơ của thị trường đầu đĩa chưa, nhưng y biết điều kiện để thị trường đầu đĩa bùng phát đã có, đó là đĩa lậu. Sau khi tổng hợp tin tức ở các phương diện, Trương Khác lập tức lên hạng mục đầu đĩa, không thể kéo dài được nữa, vì không biết phải tốn mất bao lâu mới nghiên cứu chế tạo ra được cái đầu đĩa đầu tiên. Quyết định đột ngột của Trương Khác làm mọi người ngạc nhiên, còn lời giải thích của Trương Khác là: xem đĩa VCD lậu sướng hơn xem băng nhiều.
giải thích kiểu quái gì thế không biết. Chương 126, Tạ Vãn Tình quay về. Cho dù nhìn từ báo cáo thị trường, tiền đồ đầu đĩa không phải bi quan lắm, nhưng các hạng mục cả Cẩm Hồ đều đang trong trạng thái tất bật, lúc này đột nhiên lập hạng mục mới làm người khác không sao hiểu nổi. Tạ Vãn Tình còn đang phấn khích vì phương án lần trước Trương Khác đề xuất ra nhắm chuẩn vào ngành nghề làm giấy ở Hải Châu, dự kiến trong thời gian 3 tới 5 năm chỉnh hợp đại bộ phận nhà máy giấy có giá trị ở Hải Châu, lập nên tập đoàn sản xuất giấy cỡ lớn. Sau đó Tạ Vãn Tình cùng Chu Du, Trương Khác thảo luận qua tính khả thi của phương án, kế hoạch là sau khi nhà máy giấy Tân Quang vượt qua được 2 tháng đầu gian nan nhất, Chu Du sẽ rời Hải Thái, tới Cẩm Hồ hiệp trợ Trương Khác thực thi phương án này. Vậy mà Trương Khác đột nhiên nói hứng thú thay đổi, thực làm người ta phát điên. May là Tạ Vãn Tình tín nhiệm Trương Khác vô điều kiện, dù sao kế hoạch do một tay Trương Khác vạch nên, y đột nhiên ngừng thực hiện cô cũng chỉ cảm thấy đáng tiếc chứ không hề thấy khó chấp nhận. Khi Trương Khác bước vào văn phòng làm việc hết sức hiện đại kia, Tạ Vãn Tình hỏi ngay. Mô hình Cẩm Hồ em nói có tiếp tục phát triển thêm không? Trương Khác trả lời cô. Đương nhiên có, trước kia em dương cờ của chị đánh bừa đánh bậy. Chị và Chu Du tới, em vừa khéo chút gánh nặng sang, Hứa Tư trả cho chị làm trợ thủ, em sợ sắp lộ tẩy mất rồi. Tạ Vãn Tình không rõ rốt cuộc Trương Khác có tình cảm thế nào với Hứa Tư, giờ vụ án Đinh Hướng Sơn đã chính thức xét xử, mặc dù tin tức không công bố, nhưng quan trường Hải Châu chắc chắn càng mẫn cảm chú ý tới người liên quan tới vụ án. Tạ Vãn Tình từ lâu đã muốn điều Hứa Tư tới làm trợ thủ ình, vừa ngăn cho Hứa Tư không ít rắc rối không đang có. Đồng thời lo quan hệ thân mật giữa Hứa Tư và Trương Khác vô tình bị Trương Chi Hành và Đường Học Khiêm biết, lúc đó không biết sẽ có hậu quả gì. Tạ Vãn Tình nhắc nhở. Nếu em không muốn bỏ phương án này thì phải biết rằng trong 3 tới 5 năm, Hải Dụ cũng chính là Cẩm Hồ sẽ không thể cung cấp nhân lực cho em thực hiện kế hoạch khác đâu. Người có thể kiếm, hơn nữa đưa mấy nhân viên kỹ thuật cốt cán của Vạn Yến qua. Tiền, trong tay em còn chừng 200 vạn, có năng lực làm lớn, không thì chơi nhỏ. Cho dù có lỗ sạch cũng chẳng có gì phải tiếc. Trương Khác giang tay ra tỏ thái độ dửng dưng làm Tạ Vãn Tình hết cách. À phải, chị tới Hải Châu thì chị Đồng làm sao đây? Bà nội chị Đồng quyết định qua Tết sẽ nghỉ hưu, chị Đồng đã chấp nhận Hứa Duy rồi, Giang Đại Nhi cũng thường xuyên tới giúp, và lại chị cũng đâu hoàn toàn bỏ mặc phía tỉnh thành. Trương Khác nhớ ra sang năm từ học bình 61 tuổi rồi, 63 tuổi là giới tuyến phó cấp tỉnh, phó bộ lui về tuyến 2. Nhưng hiện giờ ông ta đang nhắm vào vị trí tỉnh trưởng. Trương Khác nhe răng cười. Đấy chị xem, vẫn có thể an bài được mà, lập hạng mục đầu đĩa là không có vấn đề gì. Thật hết cách với em, chị phát hiện em như con khỉ ấy, nhặt thứ này ném thứ kia, chị vốn hy vọng em đặt tinh lực vào Cẩm Hồ đó. Tạ Vãn Tình cười bất lực. Từ giữ lại cái xác giống ở tỉnh thành ra chị sẽ chuyển toàn bộ tài sản vào Cẩm Hồ, cổ phần ở Cẩm Hồ, chúng ta mỗi người một nửa. Trương Khác lắc đầu. Ba em mà biết em chiếm lợi lớn như thế của chị sẽ gõ lủng đầu em. Làm người phải có trước sau, Cẩm Hồ chỉ có mỗi cái vỏ, cổ phần của em đáng được mấy đồng. Cứ lấy doanh lợi năm sau phân phối vào cổ phần đi, chị Vãn Tình cũng đâu lấy ưu thế tài chính làm em thua thiệt. Hiện giờ tài sản giá trị nhất của Hải Dụ là 20% cổ phần ở Hải Thái và 2 tầng lầu ở tòa nhà Cẩm Hoa, cùng 200 vạn tiền mặt, cái đó có thể tính toán ra được. Còn tài sản vô hình không thể tính toán, chị thấy không gì sánh bằng đầu óc của em, Cẩm Hồ chỉ nửa năm có ngày hôm nay, chẳng phải là nhờ chủ ý của em sao? Tạ Vãn Tình nhất quyết nói. Nếu đem tài sản Hải Dụ chuyển vào Cẩm Hồ, nó sẽ có tài sản 2.000 vạn, em chiếm 30% là lợi lớn rồi, chị đừng khuyên em lấy nhiều hơn, cũng đừng lấy bớt của em. Hiện giờ ba em phụ trách City cổ phần Hải Châu, giả sử có qua lại với Cẩm Hồ, hoặc ba em tốt số lên làm thường ủy gì đó. Số cổ phần này em càng không thể giữ, nếu không gây rắc rối cho ba em. Hành vi bị người ta lên án là Trương Khác không thèm làm, nhưng có lối tắt không đi là có lỗi với bản thân. Cẩm Hồ chỉnh hợp ngành giấy ở Hải Châu sẽ mất thời gian dài, Trương Khác muốn kiếm một mẻ ở thị trường đầu đĩa, sau đó quay lại tăng tốc phát triển cho Cẩm Hồ, lúc này có nắm cổ phần hay không Trương Khác không để ý lắm. Và lại nếu để người ta biết y là người khống chế thực tế của Cẩm Hồ, sẽ tạo ra ảnh hưởng ác liệt thế nào khi mà Cẩm Hồ chỉnh hợp ngành giấy Hải Châu ở quy mô lớn. Trương Khác suy nghĩ nhiều như thế không làm Tạ Vãn Tình bất ngờ. Vấn đề này thế nào cũng có cách giải quyết, điều lệ con lãnh đạo tránh kinh doanh cũng không phải áp đặt cứng nhắc, quan trọng là Cẩm Hồ trong sạch là không có vấn đề gì. À mà, chính thái có quyền thu mua Cẩm Hồ,
lần này hãy đem số cổ phần đó loại đi, tránh ngày sau bọn họ lại tới chiếm thành quả. Nếu là em ấy, Trương Khắc cười gian tà. Em sẽ cố gắng mở rộng phân ngạch cổ phần đó của Chính Thái, nhãn hiệu Tân Quang em không đặt ở Cẩm Hồ, Chính Thái không tới chiếm thì thôi, nên chen vào, hắc hắc. Tạ Vãn Tình không thuyết phục được Trương Khắc, sau khi rời văn phòng, Trương Khắc tìm Đinh Hòe hy vọng hắn đưa thêm nhiều nhân viên sản xuất và kỹ thuật của Vạn Yến tới Hải Châu. Tiền lương Trương Khắc đưa ra điều kiện lương bổng làm Đinh Hòe không thể kháng cự, Đinh Hòe lương ở Vạn Yến mỗi tháng là 400 đồng chưa tính thưởng, nhưng hiện giờ Vạn Yến kinh doanh không tốt, không trông mong gì vào thưởng nữa. Còn Trương Khắc hứa khi hắn tới sẽ chuyển 15 vạn vào ngay tài khoản, đây tuyệt đối là con số khổng lồ. Trong tay Trương Khắc chỉ có hơn 200 vạn, nhưng ở trong ngành chế tạo số tiền này thực không đáng là gì, tuyển nhân viên kỹ thuật, thuê địa điểm, mua máy móc sản xuất, miễn cưỡng cầm cự tới được khi chiếc đầu đĩa đầu tiên sản xuất ra. Tiếp đó số tài chính cần mở rộng quy mô sản xuất là không thể dự toán, Cẩm Hồ lại không thể hỗ trợ tài chính và nhân lực, thực không nghĩ ra tới lúc đó Trương Khắc sẽ làm thế nào. Trương Khắc để Lưu Minh Huy và hai nhân viên phòng kế hoạch chuyên trách hạng mục này, Lưu Minh Huy lúc này mới biết vì sao Trương Khắc cho lắp đầu đĩa trong văn phòng phòng kế hoạch. Trước khi tuyên bố điều chỉnh sắp tới của Cẩm Hồ với những người khác, Trương Khắc muốn nói cho Hứa Tư biết đầu tiên. Hôm nay bắt đầu nghỉ đông rồi, xem chừng cậu có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ. Hứa Duy hai hôm nữa cũng về, chỉ đồng ở bên kia không ai chiếu cố rồi. Hứa Tư đang vùi đầu xử lý văn kiện, thấy Trương Khắc đi vào ngồi thẳng dậy, vươn tay ra giãn cơ thể, thoải mái kêu lên một tiếng. Áo khoác Hứa Tư treo trên ghế, người mặc bộ áo len bó tím, động tác này làm khuôn ngực tròn trịa ngạo nghễ hiện ra một cách hoàn mỹ, khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải nóng người. Trương Khắc đi tới, lấy chiếc kính lớn trên mặt cô xuống, nhìn chăm chú vào đôi mắt hớp mất hồn phách của y. Sau này chị Vãn Tình sẽ quản lý công ty, em đúng là sẽ hơi rảnh rỗi, chị Đồng chắc sẽ nghỉ đông ở Hải Châu, đến Tết mới về tỉnh thành. Bị Trương Khắc nhìn, Hứa Tư có chút xấu hổ. Trên môi Trương Khắc đã có lớp lông tơ, sau khi cạo đi để lại chân lông đen đen, trong càng có vị nam nhân, suy nghĩ này đột nhiên len vào đầu làm Hứa Tư chỉ muốn giấu mặt đi. Nhưng nghe Trương Khắc nói tới việc Tạ Vãn Tình quản lý trực tiếp công ty, ngạc nhiên thốt lên. Vậy Hải Dụ thì sao? Cẩm Hồ lần này chuẩn bị làm lớn, Hải Dụ sẽ chuyển hết tài sản sang Cẩm Hồ, đại biểu pháp nhân sẽ chuyển sang chị Vãn Tình, chị chuẩn bị làm trợ thủ cho chị ấy đi. Trương Khắc lắc lư cái kính. Sau này đừng đeo nó nữa, em thích nhìn dáng vẻ hiện giờ của chị. Nói rồi mở ngăn kéo ném chiếc kính vào. Chương 127, lời mời. Tôi quen đeo kính rồi, sao đột nhiên bỏ được? Hứa Tư vừa giận, nhưng trong lòng nhộn nhạo bởi tình cảm mới lạ, cô bất chi bất giác quen với việc Trương Khắc thay mình quyết định mọi việc. Chị Vãn Tình tới Hải Châu không thể ở mãi khách sạn được, có nên an bài chỗ ở cho chị ấy không? Sinh hoạt gì có cần gì? Tôi và Hứa Duy tới giúp là được. Trương Khắc nghĩ một lúc, trừ biệt thự ở Tượng Sơn ra thì không có tiểu khu cao cấp nào, nói. Mấy ngày này ủy khuất chị ấy và chị Đồng ở khách sạn vậy, chỉ cần chị ấy xác định thường trú ở Hải Châu thì người quan tâm chỗ ở của chị ấy nhiều lắm. Hứa Tư cười, nghĩ cũng phải, nhớ ra Trương Khắc vừa thi xong, liền hỏi. Lần này thi thế nào, không tệ hơn lần trước chứ? Không thể tệ hơn được. Nếu như có thằng ngốc nào có thể thi tệ hơn em thì em sẽ có tiến bộ cực lớn. Hứa Tư phì cười, bao nhiêu chuyện quấn lấy người, có thể bỏ thời gian ra thi đã là phải tạ ơn trời đất rồi. Hy vọng lần này Phi Dung không lật mặt cậu trước cha mẹ tôi, nếu không cô giáo dạy kèm tôi đây về nhà sẽ bị giáo huấn. Chị cũng có làm hết chức trách của mình đâu. Trương Khắc mặt dày nói. Hay là kỳ nghỉ đông này giúp em học bù. Cậu chắc là cần chứ. Hứa Tư tò mò nhìn y, không biết y muốn học gì, tóm lại không phải là kiến thức cao trung. Trương Khắc cười gian. Sau này chị làm trợ thủ cho chị Vãn Tình, em phải kiếm cớ để chị tới chỗ em chứ. Cút đi, lần nào cũng bắt tôi thu dọn phòng cho cậu. Trương Khắc đang định nói vài câu trêu ghẹo Hứa Tư thì điện thoại vang lên, Hứa Tư nhấc máy nghe, một lúc sau đưa cho Trương Khắc. Điện thoại của giám đốc Thiệu, gọi tới văn phòng của cậu, chị Vãn Tình chuyển qua. Bên cầu Tứ Phượng giao cho hắn phụ trách rồi, muốn tiền thì tìm Tương Vi, tìm em làm gì? Trương Khắc cằn nhằn nhận lấy điện thoại. Lão Triệu, tìm tôi có việc gì, không phải đội công nhân xây dựng của công ty chú tôi muốn về nhà ăn Tết đấy chứ? Công trình phải làm tới trước Tết 2 ngày mới dừng. Thiệu Chí Cương trong điện thoại nói.
Khác thiếu gia còn ấn tượng về giám đốc của Thịnh Thế Niên Hoa không? Thịnh Thanh chứ gì, sao không có ấn tượng cho được? Vừa mới đập tanh bành quán của người ta, kém trí nhớ tới đâu cũng không thể quên nhanh như thế được. Trương Khác ngồi trên bàn của Hứa Tư, điện thoại đặt trên đùi, nói rất vô lại. Hứa Tư nghe vậy vờ giận dư dứ nắm đấm trước mặt y. Thịnh Thanh rất áy náy về chuyện lần trước, buổi tối nếu rảnh, muốn mời Khác thiếu gia tới chỗ hắn, cho hắn cơ hội tạ tội. Tưởng tôi là trẻ con à, có gì nói qua điện thoại đi. Thịnh Thanh trong bụng không nguyền rủa y và Đỗ Phi đã phái tạ ơn trời đất rồi, sao áy náy cho được. Ha ha, biết ngay không lừa được Khác thiếu gia, Thịnh Thanh có hứng thú với Nguyên Tường. Thiệu Chí Cương ngập ngừng. Chuyện này tôi không quyết được, hay là tiếp xúc thêm một lần. Trương Khác cầm ống nghe gõ vào trán, chỗ giải trí ít có chỗ nào sạch sẽ, nên chẳng hy vọng người kinh doanh nó thanh bạch, nhưng nếu Nguyên Tường mà làm thối lên sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của trung tâm ẩm thực. Buổi tối gặp một chút cũng được, anh về công ty trước đi, lát nữa có chuyện quan trọng công bố. Trương Khác đặt điện thoại xuống nói với Hứa Tư. Được rồi, thông báo cho Tương Vi, Chu Phục về công ty, để mọi người có chuẩn bị tâm lý. Mọi người về công ty, nghe Trương Khác nói Tạ Vãn Tình chủ trì toàn diện công tác đều không nghi vấn lắm, đám Thiệu Chí Cương, Chu Phục luôn cho rằng Tạ Vãn Tình mới là người đứng sau chỉ đạo, hiện giờ vấn đề Hải Dụ đã giải quyết xong, quay sáng nắm Cẩm Hồ là hợp tình hợp lý. Tiếp đó nghe nói Tạ Vãn Tình chuyển tài sản của Hải Dụ sang, ai nấy đều hưng phấn, Cẩm Hồ thế là có dáng vẻ của công ty lớn rồi. Tuyên bố đơn giản xong, Trương Khác đứng dậy ý bảo Tạ Vãn Tình ngồi vào chỗ của y. Chủ trì cuộc họp nghe người dưới báo cáo. Sau cuộc họp ngắn, Hứa Tư cùng Tạ Vãn Tình tới Sa Điền đón Chỉ Đông. Trương Khác cùng Thiệu Chí Cương tới Thịnh Thế Niên Hoa gặp Thịnh Thanh. Hiện nay xe của công ty rất dư giả, chiếc Audi mang biển quân đội thành xe chuyên dụng của Trương Khác. Hai bên đường Bắc Lộ chẳng có quán bar nào ra hồn, nhưng rất nhiều căn nhà đẹp, những chiếc đèn lồng đỏ xoay tròn, chiếu qua ô cửa sổ pha lê, chiếu lên khuôn mặt của các cô gái phong trần. Thời gian vẫn còn sớm. Hai người vào quán, nghe thấy bên trong đang phát bài hát của Tề Tần Tôi thuở ban đầu, Trương Khác rất thích bài hát này, đại sảnh rất yên tĩnh, Trương Khác để ý thấy không hề có các cô gái tiếp khách, đi vào bên trong qua ánh sáng mờ, không ngờ phát hiện ra Đỗ Phi, tên tiểu tử này đang đứng sau quầy bar, bên cạnh là cô phục vụ khống chế hắn hôm nọ, hình như nghe Thịnh Thanh gọi là tiểu hạ. Trương Khác cười hăng hắc đi tới quầy bar. Mày bắt đầu tới đây chơi bời từ bao giờ thế? Tới học pha cốc tai. Thôi đi, chỗ này chém khách trực tiếp, căn bản không cần pha cốc tai kiếm cơm. Khác thiếu gia. Trương Khác quay lại, thấy Thịnh Thanh từ phòng bao đi ra, liền hỏi. Không phải quá sớm nữa, sao vắng vẻ thế này? Đặc biệt mời Khác thiếu gia tới chơi, sao để người khác tới làm ổn được? Thịnh Thanh cười niềm nở nói. Mời vào phòng bao ngồi, vừa khéo Đỗ thiếu gia cũng ở đây. Nếu như không có ai vậy phòng bao nào rộng bằng đại sảnh được. Trương Khác quay sang nói với Đỗ Phi. Pha cho tao một cốc mày sở trường nhất, không ngon cẩn thận tao rót vào họng mày. Đỗ Phi mũi hừ một tiếng tỏ ý khinh bỉ, cần lấy đầu nghệ khoe tài, tính tròn ra tên này cùng lắm đến đây 10 ngày, sợ hắn lắc rơi cốc rượu lên đầu, chuyển sang vị trí khác cho an toàn. Lúc này cô phục vụ kia đang dọn dẹp quầy bar, trước đó đèn tối nhìn không ra, lúc này tới gần, đúng là tươi trẻ, chừng 18 tuổi, bắt chuyện. Tiểu thư. Xin hỏi phương danh cô là gì? Cô gái ngẩng đầu lên nhìn y một cái, vẻ mặt lãnh đạm, không để ý tới y nữa. Khụ, khụ. Đỗ Phi ho hai tiếng, nháy mắt với Trương Khác, nhích tới. Từ khi Đỗ Phi chuyển lớp tới nay trừ mấy ngày thì không thấy hắn đâu, Trương Khác nghĩ, chả lẽ mấy ngày vừa rồi hắn trốn ở đây? Tao sợ mày khua cái thứ kia đập vào đầu nên tránh đi, mày tới làm cái gì? Trương Khác ngờ vực hỏi. Thịnh Thanh ngồi xuống. Chỉ cô gái phục vụ. Em gái tôi, Thịnh Hạ. Thấy Trương Khác nghi hoặc giải thích thêm. Em ruột, tuổi tác chênh nhau hơi nhiều một chút. Thịnh Hạ lúc này mới mỉm cười, coi như chào hỏi. Trương Khác nghĩ thầm, Thịnh Thanh tuổi nhiều như thế, dù có con gái như Thịnh Hạ cũng chẳng lạ. Lúc Trương Khác và Đỗ Phi quanh quẩn ở Thịnh Thế Niên Hoa trong kiếp trước, thì nó đã rời khỏi cái ngõ tồi này này từ lâu, Thịnh Thanh cũng không cần người nhà phụ giúp ở mấy chỗ hỗn tạp này. Cho nên đây là lần đầu Trương Khác nghe nói hắn có cô em gái nhỏ như vậy. Nhớ lại cảnh Đỗ Phi bị cô gái này bẻ quạt tay ra sau, Trương Khác rợn sống lưng, cô em này tranh xe một chút thì hơn. Đỗ Phi điều chế xong, pha ỗi người một ly cốc tai. Trương Khác nhấp một ngụm,
phun ngay trở lại, chỉ giá rượu sau Đỗ Phi. Đổi bia cho tao ngay. Mọi người bật cười, đại sảnh rộng lại chỉ có mấy người bọn họ, tiếng cười không náo nhiệt lắm. Tụ họp với Thiệu Ca vài lần, được nghe ít nhiều sự tích vĩ đại của Khác thiếu gia. Thịnh Thanh nhắc lại chuyện cũ. Vậy mà để quân ta đánh quân mình, nói ra thật xấu hổ. Thiệu Chí Cương không phải hạng người lắm mồm, đại khái chỉ ám chỉ cho hắn biết chuyện cầu từ Phượng ai là người có thể định đoạt, Trương Khắc cười. Tôi có sự tích vĩ đại gì, muốn nghe giám đốc Thiệu nói cho biết đây. Chương 128, giao dịch khu giải trí. Thiệu Chí Cương giúp Thịnh Thanh nói thẳng luôn. Thịnh Thanh hứng thú với khu giải trí ở cầu từ Phượng, tôi bảo cậu ta chuyện này Khác thiếu gia có tiếng nói. Hắn và Ngô Thiên Bảo có giáo huấn rồi. Tại vòng vo ở hạng mục trung tâm ẩm thực nên bị Trương Khác cho uống gió gần nửa tháng. Trương Khác lờ đi, nhận lấy bia Đỗ Phi đưa cho, nói. Ba mày mà biết mày ở đây có biết chú ấy sẽ xử lý mày ra sao không? Giám đốc Thịnh, nói thế ông đừng khó chịu, nếu để thư ký Đỗ biết được chuyện xấu trước kia của quán ba, hơn nữa Đỗ Phi lại hay chạy tới đây, ông ít nhất phải vào nhà đá 10 năm đấy. Thịnh Thanh sắc mặt âm trầm, Trương Khác tới đây làm hắn có chút hy vọng. Ai ngờ vừa mở miệng đã nghe Trương Khác nói lời này, đổi lại là ai cũng chẳng chịu nổi, nhưng lại không thể phát tác với Trương Khác. Thiệu Chí Cương cũng xấu hổ, lời Trương Khác tuy hơi nặng, nhưng không phải là không có lý, nếu kẻ khác có mưu đồ với con hắn, hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách để kẻ đó cuốn xéo càng xa càng tốt. Đỗ Tiểu Sơn thanh danh ở Tây Thanh không tệ, tất nhiên không chấp nhận Thịnh Thanh kéo con mình xuống bùn. Trương Khác, mày nói gì đấy, tao thích nên tự chạy tới đây. Đỗ Phi không thích Trương Khác quyết định thay mình, lại thêm mấy ngày qua Thịnh Thanh để lại cho hắn ấn tượng rất tốt, hắn cũng cảm thấy lời của Trương Khác quá nặng. Trương Khác thong thả uống bia, y không định quanh co với Thịnh Thanh, nếu sau này hắn đã có thể đưa Thịnh Thế Nên Hoa lên quy mô như thế, ắt không phải là nhân vật đơn giản, nói không chừng sau này còn dựa vào người như hắn mới được việc, cũng chẳng hy vọng Thịnh Thanh xông pha xã hội bao năm có thể tâm phục khẩu phục mình, nói thẳng luôn. Nếu Thịnh Thế chuyển tới cầu tứ phương vẫn làm ăn theo cái kiểu ở đây tôi thấy không cần nói tiếp nữa. Tiền kiếm cả đời không xong, nhưng tôi phải cẩn thận không bị nghẹn, cho nên đừng mang ý đồ dùng tiền thuế đánh động tôi, khu đó giá trị thế nào tôi hiểu rõ lắm, giám đốc Thịnh đã hiểu ý tôi chưa? Thiệu Chí Cương thấy Trương Khác nhìn thấu hết rồi, lại không chặn hết được, nên nói giúp Thịnh Thanh. Giúp trong cái xó này Thịnh Thế chẳng làm nên trò trống gì. Làm ăn kiểu này nói tới cùng vẫn là cặn bã, chẳng ai để ý tới. Thịnh Thanh nếu cam tâm tiếp tục như thế, tôi còn móc nối cho hắn sao, thế chẳng phải tự chuốc khó chịu vào người. Trương Khác mặt hòa hoãn hơn. Vậy giám đốc Thịnh nói xem, ông định làm ăn thế nào? Tôi không muốn tự gây rắc rối ình. Trương Khác, khu cầu Tứ Phượng là địa bàn của mày à? Đỗ Phi hỏi chen vào. Địa bàn, mẹ, mày tưởng tao là xã hội đen chắc. Trương Khác bật cười, không biết ở quán ba bọn họ nghị luận thế nào về mình. Địa bàn cái quái gì? Cho mày biết, làm xã hội đen trong nước là đường cùng, không có tiền đồ đâu, ôm chút tiền nhanh chóng tẩy trắng đi mới là con đường nghiêm chỉnh. Thịnh Thanh biết Trương Khác nói mình, nhưng không chịu nổi một thằng nhãi dậy bảo bản thân, giọng trầm xuống. Nước quá trong không có cá. Điều này không cần ông dạy tôi. Trương Khác nhướng mày lên, giọng cứng rắn. Nguyên tường kinh doanh ra sao do tôi định đoạt, không kiếm được xu nào cũng không sao. Đại đa số chỗ giải trí ở Hải Châu liên quan tới mại dâm, ma túy, nhưng nguyên tường không được phép. Nếu giám đốc Thịnh thấy làm như người ta cũng không sao thì chúng ta khỏi cần nói tiếp. Thịnh Thanh thấy Trương Khác dứt khoát như thế thì có hơi do dự, hắn cũng không xác định Trương Khác có thể định đoạt được thật hay không. Thịnh Thanh bắt đầu tẩy trắng từ khi nào thì Trương Khác không rõ. Thịnh Thế Niên Hoa mà y quen thuộc kiếm đủ từ rượu và vé vào cửa, gái gọi không hề có quan hệ về kinh tế với người phụ trách, càng không ra mặt tổ chức. Kiếm tiền ở tầng giữa đen và trắng. Thấy Thịnh Thanh do dự, Trương Khác nói tiếp. Trước kia nhà máy giấy bốc lên mùi khó ngửi, cho nên bên nguyên tường chẳng làm ăn gì nổi, nhìn qua bên cung văn hóa, chỗ đó vừa nhỏ vừa sập sệ, vậy mà người chen chật cửa. Có lẽ người trong giới của ông xem thường lợi nhuận ở đó, nhưng làm thế tuyệt đối hơn bên này nhiều. Để tôi suy nghĩ một chút. Thịnh Thanh thấp giọng xuống. Trương Khác phất tay nói ngay. Ông nghĩ bao lâu cũng được, nhưng tôi nói điều kiện của tôi, ai kinh doanh nguyên tường cũng được, trừ trả trước tiền thuê 2 năm ra phải nộp thêm 100 vạn tiền đảm bảo, nếu cơ quan công an nhận định người kinh doanh dính líu tới vụ án hình sự. Hợp đồng kinh doanh hủy bỏ, tiền thuê và tiền bảo đảm coi như bồi thường tổn thất cho chúng tôi.
Thịnh Thanh nghe điều kiện Trương Khác đưa ra sững người, thấy Thiệu Chí Cương im lặng, nên dù thấy khó chấp nhận, nhưng cũng không vội cự tuyệt ngay. Đỗ Phi không nói xen vào được rất bực mình, đến khi Trương Khác nói tới tiền đảm bảo, giật mình hỏi. Sao nhiều thế? Trương Khác lắc đầu nói cho hắn biết. Thịnh Thế nhìn bên ngoài hơi ọp ẹp, nhưng kiếm khẳm đấy. Rượu bia đắt hơn ngoài tới mấy lần chưa nói, cốc tai mày vừa pha cho tao, toàn là rượu giả. Gặp loại dê béo như chúng ta thì khỏi cần phải nói. Gái ở đây moi tiền của khách cũng phải bỏ phần trăm ra nộp tiền quản lý cho quán không phải ít, đương nhiên tiền chi ra cũng không ít, trừ thuế đầu người cục công an cứ tính đầu gái mà thu thì khoản phí bất định cũng khá khá. Người thi thoảng qua một chuyến như chúng ta, giám đốc Thịnh không phải lúc nào cũng lấy rượu giả ra chiêu đãi. Nhìn chung mà nói, cái quán này trông chẳng ra sao, nhưng tiền kiếm thì lại được lắm đấy. Quay sang hỏi Thịnh Thanh. Quán ba này mở mấy năm rồi, kiếm được đủ rồi chứ hả? Thịnh Thanh mặt lúc xanh lúc trắng, không ngờ Trương Khác hiểu rõ cái nghề của bọn họ như thế. Thiệu Chí Cương mỉm cười, thấy Thịnh Thanh có chút đang thương, thấy Trương Khác ít tưởng còn tưởng có thể bắt nạt được, nắm quyền chủ động, giờ thì thất vọng rồi. Trương Khác không định tốn thời gian với Thịnh Thanh, uống hết cốc bia rồi nói với Đỗ Phi. Tao đưa mày về, lên xe có chuyện muốn nói với mày. Trương Khác đứng dậy. Thiệu Chí Cương vỗ vai Thịnh Thanh. Suy nghĩ đi, lời Khác thiếu gia cũng là ý của tôi. Đi vào xe, Trương Khác nói. Lão Thiệu tôi tin anh, nên tin bạn bè anh kết giao cũng không quá kém. Mặc dù Trương Khác nói như thế tức là hắn phải chịu trách nhiệm, nhưng Thiệu Chí Cương vẫn thấy rất dễ chịu. Thịnh Thanh sẽ hiểu thôi, hắn lăn lộn bên ngoài bao năm rồi, dù hắn có định rửa sạch thì có những chuyện mà không phải ngay tức thì có thể dứt ra. Cứ nói chuyện lần trước Khác thiếu gia bị sẹo ấy, hắn muốn ngừng rồi, nhưng hắn đã làm thì không thể kiềm chế người dưới được. Điều kiện cậu đưa ra giúp hắn thoát thân, nếu hắn bỏ qua thì cũng không xứng là bạn của tôi. Thiệu Chí Cương đúng là hiểu rất thấu ý của y, Trương Khác gật gù. Chuyện này giao cho anh, tiền thuê bao nhiêu là thích hợp thì anh và Quách Kiến Thành quyết định. Nếu Thịnh Thanh là kẻ thông minh, giúp hắn một chút cũng không sao, lại quay đầu sang Đỗ Phi. Mày mới vài ngày đã thay lòng đổi dạ rồi à? Đừng tưởng người ta tuổi không chênh chúng ta là bao, nhưng người ta ra ngoài xã hội thấy nhiều biết rộng, hai thằng như mày cũng không đủ cô ta chơi đùa đâu. Đỗ Phi phản ứng ngay. Mày đứng nói vớ vẩn, Thịnh Hạ chỉ giúp anh một chút, cô ấy học ở nhị trung, còn là lớp trưởng đấy. Ồ, học sinh ưu tú, vậy càng chẳng có tiếng nói chung với chúng ta rồi. Trương Khác vỗ trán làm vẻ cay đắng. Chuyện này tao đếch thèm nói với mày. Còn chuyện cầu Tứ Phượng là sao? Đỗ Phi hưng phấn hỏi. Cái này không nói rõ ngay được, hôm khác đưa mày tới chơi. Hơn nữa mày suốt ngày quấn lấy cô ả Thịnh Hạ đó, mấy ngày nữa bọn họ cũng nói ảy biết thôi. Chương 129, nhường ra món lợi nhỏ. Hôm sau Thiệu Chí Cương liền nói với Trương Khác, Thịnh Thanh đồng ý điều kiện y đề xuất, muốn sửa cả nguyên tường thành sàn nhảy cỡ lớn, hắn để lại quán ba cho đám thủ hạ, coi như tình nghĩa thế là thỏa đáng. 100 vạn tiền đảm bảo hắn sẽ nộp trước, nhưng tiền thuê hy vọng cho hoãn một chút, dù sao cải tạo từ một khu giải trí đơn giản ban đầu thành sản nhảy cỡ lớn, đầu tư không phải ít, tài chính của hắn hơi căng. Ở Hải Châu thì Trương Khác còn sợ ai dám quyệt tiền y, cho dù chính phủ khu Nam Thành cũng chẳng dám, bên kia cải tạo xong theo tháng trả tiền cũng không có vấn đề. Trương Khác bảo Thiệu Chí Cương cứ theo đó mà làm. Khi Đinh Hòe từ An Huy quay về Hải Châu, Trương Khác và Lưu Minh Huy và Đinh Hòe trước Tết tới Hong Kong một chuyến, xác nhận nhà máy Tương Vi liên hệ trước đó đúng là có khả năng kỹ thuật sản xuất đầu đĩa, trước Tết 2 ngày trở về Hải Châu. Đinh Hòe về thẳng quê An Huy ăn Tết, hết Tết hắn sẽ kéo một đám kỹ thuật viên của Vạn Yến tới Hải Châu. Tiền hồi khoản nhà máy giấy thu được trước Tết đạt tới 800 vạn, thêm vào 300 vạn Hải Thái trả trước và 500 vạn tiền chính phủ thuê, khoản tín dụng đáo hạn đã không còn là vấn đề nữa. Huống chi Cẩm Hồ giờ không phải là công ty rỗng ruột nữa, trong tài khoản có 300 vạn, lại có thể đem tài sản ở tòa nhà Cẩm Hoa tại tỉnh thành đi thế chấp vay tiền. Trương Khác về công ty, thấy nhân viên đang dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị nghỉ Tết. Trương Khác thấy Chu Phục đang đưa ra danh sách nhân viên trực ban Tết. Công nhân viên nhà máy thời gian qua rất khổ cực. Chu Phục dè dặt nói. Hay là nhà máy thưởng thêm một chút để cổ vũ sĩ khí. Chuyện này ông không nói với giám đốc Tạ à? Trương Khác kỳ quái. Giờ đã là ngày bao nhiêu rồi, 2 ngày nữa là mùng 1 Tết, giờ ông mới nhắc tới chuyện này. Giám đốc Tạ đồng ý sau Tết điều chỉnh nâng lương cho công nhân,
nên tôi ngại không nhắc tới nữa, đợi Khác thiếu gia về mới thương lượng, nếu cậu thấy được tôi đi nói với giám đốc Tạ. Tuy nói Cẩm Hồ đã giao cho Tạ Vãn Tình quản lý, nhưng Cô Phục vẫn thói quen có chuyện gì tìm Trương Khác trước. Trương Khác cười ha hả. Giám đốc Chu giờ cũng biết nói chuyện rồi, lấy kẹo ngọt ra dỗ tôi hả? Được, đi thương lượng với chị Tương một chút, nếu tài vụ cho phép, ông hãy nói phương án này, nhà tư bản cũng phải chú trọng cho công nhân mật ngọt chứ. Văn phòng góc Tây Nam vẫn thuộc về Trương Khác, không cần biết sau này Trương Khác có được bao nhiêu thời gian tới công ty. Tạ Vãn Tình và Hứa Tư chung một văn phòng, như thế cũng hợp với thân phận trợ lý của Hứa Tư. Trương Khác thì hy vọng Hứa Tư cùng văn phòng với mình, tới lúc đó chắc y hối hận vì dùng kính pha lê làm tường. Cách tường pha lê thấy bóng giang nhỏ nhắn xinh xinh của chị Đồng đang nhảy nhót bên trong, Trương Khác đi vào đặt qua cầm ở tay ở bên cửa, lặng lẽ đi tới đằng sau chị Đồng ôm choàng lấy, chị Đồng cười khanh khách, vùng vẫy trong lòng y. Trương Khác ghì chặt cô bé bế lên. Chị Vãn Tình, bao giờ chị về tỉnh thành? Ăn cơm tất niên với em đã, mai chị đi sớm. Hứa Tư ở bên nói. Còn chẳng phải vì đợi cậu về sau, cậu không muốn về Hải Châu ăn Tết nữa à? Vì chọn quà mọi người, tốn rất nhiều tâm tư, nếu không em đã về từ lâu rồi. Trương Khác hất đầu về phía cửa, bế chỉ Đồng ngồi xuống ghế sofa, chỉ Đồng hiện giờ không khác gì những đứa bé bình thường, chỉ là vẫn không chịu nói chuyện. Trương Khác đem chuyện vừa nói với Chu Phục thuật lại cho Tạ Vãn Tình. Chúng ta phải dựng nhà máy Tân Quang thành điển hình, hơn nữa nửa đầu năm công nhân nhà máy hơi bi thảm, nếu tài vụ cho phép có thể tăng chút phúc lợi, em bảo Chu Phục cùng Tương Vi mang phương án tới. Em thấy được là được, chị bắt đầu từ hôm nay đã nghỉ Tết rồi, không muốn động não nữa. Tạ Vãn Tình lười nhắc nói. Chị Đồng thấy Hứa Tư mở gói quà của Trương Khác, vùng thoát khỏi đầu gối của y, xuống xem quà. 20 phút sau Chu Phục và Tương Vi đi vào, ông ta sớm soạn sẵn phương án trong tay rồi. Tạ Vãn Tình xem lướt qua rồi đưa cho Trương Khác. Trương Khác nhận lấy xem, chép miệng nói. Nhà máy hiện giờ chưa có lợi nhuận chính thức. Không thể gọi là tiền thưởng cuối năm, sửa thành tiền an ủi đi. Búng tờ giấy đánh tách một cái, nói. Phương án này quá keo kiệt, nâng ột chút, cán bộ 1.000, công chức chính thức 800, nhân viên tạm thời 600, giám đốc Chu đi sửa phương án, chị Tương liên hệ với ngân hàng. Chị Vãn Tình, chị gọi điện cho khu trưởng Tống xem khu có thể phái người cùng tới nhà máy thăm hỏi với công nhân được không? Chu Phục do dự nhìn Tạ Vãn Tình, Tạ Vãn Tình cười. Chả lẽ giám đốc Chu sợ khu trưởng Tống không đồng ý? Khu trưởng Tống không dám không đồng ý. Chu Phục thấy Tạ Vãn Tình đồng ý rồi, hưng phấn cướp lấy tờ giấy trong tay Trương Khác, chạy như bay ra khỏi văn phòng, và đúng vào một nhân viên đang xách xô nước lau tường tới. Chu Phục vội nói không hề gì, rồi chạy về văn phòng sửa phương án. Tương Vi liên hệ với ngân hàng, bảo hai nhân viên đi lấy tiền. Trương Khác thấy Chu Phục bị nước bẩn dội lên người, cau mày nói. Lão Chu chừng ấy tuổi rồi mà làm việc còn vụng về hấp tấp, thật làm người ta không yên tâm. Hứa Tư phì cười. Giám đốc Chu không ngờ cậu khẳng khái như thế nên chạy vội đi không cho cậu thời gian đổi ý. Nếu kiếm 100 vạn là công bằng, thì chỉ kiếm 90 vạn, chị sẽ có càng nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Trương Khác nói một câu triết lý, lấy một cái hộp nhỏ trong túi quà, bên trong là dây chuyền thủy tinh đen. Dây chuyền này định tặng cho chị Hứa Duy, 800 đô Hong Kông đấy. Chẳng biết có mua được một nụ cười của chị ấy không? 800 đồng với chúng ta mà nói là con số không đáng lọt vào mắt, với công nhân bình thường mà nói thì lại khác. Ít nhất họ có thể ăn Tết tốt hơn, chúng ta nhường ra chút lợi nhỏ, nhưng năm sau bọn họ sẽ chăm chỉ làm việc. Hứa Tư trêu. Cậu không nói ra câu cuối cùng cũng chẳng ai coi cậu nổi lòng từ thiện đâu. Tạ Vãn Tình thò đầu tới. Chị thì đang chờ mong em có thể mua quà gì cho chị và chị Đồng. Em dày công lựa chọn tỉ mỉ, cảm thấy chiếc vòng tay mã não này rất hợp với chị. Hứa Tư vạch trần y một cách vô tình. Có phải nửa ngày cuối cùng vội vã chạy tới hàng trang sức, mua luôn một đống không? Còn không biết xấu hổ nói dày công lựa chọn. Trương Khác ưỡn mặt thớt ra nói. Vậy cũng tốn một phen tâm tư, chị sẽ từ chối nhận chứ hả? Không từ chối đâu, vậy chẳng phải tự làm bản thân áy náy sao? Hứa Tư lấy túi quà đổ lên bàn làm việc của Tạ Vãn Tình, kéo Tạ Vãn Tình và chỉ Đồng tới mở ra xem. Quả nhiên toàn là món trang sức nhỏ như châm cài áo, kẹp tóc, bông tai. Mua cùng ở một cửa hàng, may Trương Khác mặt dày mặc Hứa Tư và Tạ Vãn Tình cười nhạo, nếu là người khác sớm đã xấu hổ chạy mất rồi.
Tạ Vãn Tình gọi điện cho Tống Bồi Minh, hỏi ông ta có thời gian tới phát tiền thăm hỏi cho nhân nhân nhà máy giấy không? Chuyện được thể diện thế này Tống Bồi Minh sao có thể không có thời gian? Hẹn nửa tiếng sau sẽ tới tụ họp ở công ty. Từ sau khi nhà máy chính thức đi vào sản xuất, đây là lần đầu Trương Khác tới, y khôi phục bổn phận thiếu niên theo sau tham quan nhà máy. Vì để công nhân có một cái Tết hạnh phúc, nhà máy phát trước một tháng lương, thêm vào tiền an ủi lần này, mỗi nhân viên chính thức được 2.000 đồng ăn Tết. Mẹ Hứa Tư làm công nhân tạm thời, thu nhập ít hơn công nhân chính thức một chút, nhưng với mặt bằng Hải Châu coi là khoản tiền lương không tệ rồi, đại khái bà không ngờ rằng còn được tiền an ủi, nhưng cũng chỉ giảm bớt một chút áp lực tâm lý mà thôi. Chương 130, tiền an ủi. Một gia đình phổ thông thập niên 90 gánh khoản nợ trên 20 vạn, áp lực lớn thế nào người mười mấy năm sau không thể tưởng tượng được, Hứa Tư hận không thể đem mỗi đồng tiết kiệm được đi trả nợ. Nhưng cô chỉ dám nói với người nhà lương mình 2.000 đồng một tháng, mỗi tháng đưa 1.500 đồng trả nợ. Vụ án Đinh Hương Sơn đã có tuyên án sơ thẩm, bên phía Hải Châu không công bố chút tin tức nào, dường như là chuyện chẳng hề quan trọng, nó hoàn toàn biến mất vĩnh viễn trong tầm mắt người dân bình thường. Khi đi tới kho hàng, gặp được mẹ Hứa Tư, Trương Khác không tiếp tục đi nữa, ở lại khi trò chuyện với bà, nói tới mẹ Trần Phi Dung, trong thời gian Trương Khác đi Hong Kong, Lưu Phân đã có thể xuống giường đi lại, kịp xuất viện trước Tết. Lúc nằm viện hàng xóm thân thích đều đến thăm, rời bệnh viện có nghèo đến mấy cùng phải bày tiệc đáp tạ, nhà Trần Kỳ mở quán rượu, cũng không quá tốn kém, mùng 3 sẽ mở tiệc. Nói ra Trương Khác là người bọn họ phải cảm ơn nhất, bọn họ không rõ cha mẹ Trương Khác làm gì, nhờ Hứa Tư mời Trương Khác khi đó tới ăn cơm. Hứa Tư còn chưa rảnh nói chuyện này, Trương Khác không hiểu mình mùng 3 có rảnh không, chỉ đáp cho có lệ tới lúc đó xem tình hình, thấy Hứa Tư từ ngoài đi tới, hỏi. Tham quan xong rồi à? Khu trưởng Tống và giám đốc Tạ vào phòng nói chuyện không thấy cậu đâu, nên tôi đi tìm. Hứa Tư nói với mẹ. Con và Trương Khác đi trước, công ty tối nay ăn cơm tất niên trước, con không về nhà nữa. Trương Khác nhớ tới một việc nói. Mẹ Trần Phi Dung vẫn là công chức nhà máy. Cái khác chưa nói vội lát nữa thím tới phòng tài vụ lấy tiền an ủi giúp nhé, cháu gặp giám đốc Chu sẽ nói giúp. Mẹ Hứa Tư vui mừng. Vậy thì quá tốt rồi, nếu không tôi không biết ăn nói mẹ Phi Dung ra sao đây. Trương Khác cười, với y mà nói đây là chuyện không thể đơn giản hơn, nhưng với người khác ý nghĩa khác hẳn. Sau kỳ nghỉ đông chưa được gặp Trần Phi Dung, cho dù lúc đi học cũng rất ít thấy, bình thường cô ít rời lớp học, chẳng phải là cố ý tránh Trương Khác chắc là cũng có. Trường điểm mà, giáo viên hận không thể đem từng phút của học sinh đặt vào việc học tập, nam sinh còn hay ra ngoài tụ tập tán phét, nữ sinh thi thoảng mới ra ngoài. Hiện tượng ngày tới năm cuối cấp càng nghiêm trọng, rất nhiều cô gái trông quá không béo, nhưng đùi bụng toàn mỡ thịt vì ngồi quá nhiều. Trường khác thường xuyên rời trường không đúng giờ, cho dù thi thoảng gặp Trần Phi Dung thì quá nửa là lúc y ở cạnh Đường Thanh, cho nên chẳng tiếp xúc với Trần Phi Dung mấy. Trường khác và Hứa Tư rời khỏi kho hàng. Tòa nhà hành chính của nhà máy mới kề sát cửa lớn, theo tiếng vỗ tay tới phòng họp, thấy Tống Bồi Minh đang rất phấn chấn hả hê chắp tay với người xung quanh, chắc là vừa phát biểu xong. Trương Khác thì thầm với Hứa Tư. Đến đúng lúc, đỡ phải nghe ông ta làm nhảm. Hứa Tư mím môi cười, không để ý tới y. Tống Bồi Minh còn có việc ở khu, phát tiền mang tính đại biểu rồi rời đi, Tạ Vãn Tình được chu phục, Tương Vi tháp thùng đem tiền tới các phòng. Trương Khác cùng Hứa Tư dẫn Chỉ Đông vào trong phòng chu phục nói chuyện. Trương Khác đợi một lúc, nếu phát hết tiền cho hơn 200 công nhân không xong ngay được, hôm nay mới về Hải Châu, tối lại tiếp tục ra ngoài, không biết phải nghe mẹ oán tránh mưa xê nào, đợi Tạ Vãn Tình về lầu hành chính nghỉ, liền nói với cô. Hôm nay em đưa Chỉ Đông về nhà, tối để em nó ngủ ở chỗ em, sáng mai chị qua đón nhé. Trương Khác dẫn Chỉ Đông bảo Chu Văn Bân tới công ty trước, lấy quà cho Đường Thanh. Rẽ vào tiểu khu sư phạm, biết lúc này không tiện tới nhà, liền đứng ngoài gọi điện thoại cho Đường Thanh. Đường Thanh mặc áo lông trắng muốt chạy xuống, chiếc áo trắng càng làm nổi bật cánh môi hồng thắm và đôi mắt đen linh động trông càng thêm mỹ lệ sao xuyến lòng người. Đường Thanh chui vào xe, trước tiên thơm lên Mã Chỉ Đồng, rồi luôn mồm than vãn với Trương Khác. Bạn đi Hong Kong chơi sao không nói với mình? Mình ở nhà buồn phát điên, cô tiểu mân kia chủ động yêu cầu dạy kèm cho bạn cơ mà, sao lại đẩy sang nhà mình? Cô ta nhiệt tình tới mức làm mình chịu không nổi, mà mình có cần học thêm sao, rồi còn phải luyện bút lông. Bạn gái Lưu Minh Huy đúng là người ta không còn gì để nói, Trương Khác vội lấy quà ra an ủi Đường Thanh. Đường Thanh không vội mở gói quà ra,
Mỗi khi cuối năm người tới nhà thăm nhiều vô kể, làm cô nàng bực mình, nhận được điện thoại của Trương Khác, đương thanh vui hết sức, làm gì có chuyện một hai món quà là có thể đuổi đi được, trước khi xuống lầu đã nói với mẹ là tới nhà Trương Khác ăn cơm. Trương Khác nghĩ trong nhà mình chẳng yên tĩnh hơn nhà Đường Học Khiêm là bao, chỉ là người quà cấp bậc thấp hơn mà thôi, Trương Khác dặn Đường Thanh. Tới nhà mình nhìn thấy gì cũng đừng nói nhé. Nhà bạn cũng có người tới tặng quà à? Đường Thanh thắc mắc. Gần như thế, chúng ta và chỉ đồng ở trong phòng chơi, mặc kệ họ là được. Lúc này thì không nghĩ gì, nói xong mới nhớ từ ngày bị cắn lưỡi, còn chưa giáo huấn cho cô nàng lần nào, ánh mắt liếc qua Đường Thanh có thêm vài phần khiêu khích, tiếc cô nàng với chuyện tình cảm còn rất ngây ngô, chẳng chú ý quay sang trêu chọc chỉ đồng. Trương Khác ỉu xìu bảo Chu Văn Bân đưa về nhà. Ban ngày người tới tặng quà còn có chút cố kỵ, rất nhiều lãnh đạo cục đều ở khu này, ai tới nhà ai mọi người nhìn cái là rõ. Dù Tết tới tặng quà là một lý do tốt, nhưng sau vụ án Đinh Hương Sơn, thói quen quà cáp có bớt đi, Trương Khác thấy trong sân không có mấy người lạ, nhưng rất nhiều hàng xóm từ cửa thò đầu ra nhìn ngó, chắc vì trời chưa tối, lãnh đạo đều chưa về. Người tặng quà thấy chiếc Audi đi vào chỉ coi là người tới giống mình, mỗi người trong khu là biết con trai Trương Chi Hành về rồi. Trương Khác và Đường Thanh mỗi người nắm một bàn tay chỉ đồng lên tầng 3, nghe thấy bên trong có tiếng nói cười. Gõ cửa thấy Trương Chi Vi, Trương Chi Phi và Trương Dịch, Trương Mân đều có mặt. Chú mua nhà ở thành phố, Trương Mân nghỉ đông, thím cùng cô bé tới thành phố ở. Trương Chi Phi thấy Trương Khác vội cười nói. Vừa nói Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Trương Khác tưởng trong phòng khách là người lạ, có cớ chui vào phòng tình cảm với Đường Thanh, nhìn thấy họ, không khỏi có chút thất vọng. Không phải máy bay chưa tới rồi sao? Trương Chi Phi hỏi. Mọi người đợi cả chiều rồi đấy, cứ tưởng cháu về nhà trước. Ai ngờ đi tìm Đường Thanh. Trương Chi Phi vừa nói xong, Trương Khác ăn ngay một cú đá của Đường Thanh, đành cắn răng nhịn đau, ai bảo mình không đi tìm Đường Thanh đầu tiên. Lương Cách Chân đeo tạp dề đi ra, thấy chỉ đồng và Đường Thanh, cười vui sướng. Mẹ đang mong Thanh Thanh và chỉ đồng tới ăn cơm, mẹ chỉ đồng đâu? Công ty hôm nay ăn cơm tất niên, chị Vãn Tình là tổng giám đốc, làm sao thoát thân được? Lương Cách Chân thở dài. Phải quản lý một công ty lớn như thế, cô ấy thật vất vả. Chỉ đồng ngày mai phải về tỉnh thành phải không? Mẹ đã chuẩn bị giúp đồ năm mới rồi. Đường Thanh đương nhiên không muốn nói chuyện với một đám người không thân quen mấy, kéo chỉ đồng trốn vào phòng Trương Khác. Trương Khác hỏi mẹ, ba bao giờ về ạ? Trương Chi Phi cười nói. Thành phố tổ chức đại kiểm tra trước năm mới, ba cháu có thể về trước 12 giờ là giỏi rồi, ăn cơm thì khỏi nghĩ tới nữa. Chỉ sang Trương Dịch. Qua Tết nó lên thành phố làm việc, tạm thời làm ở công ty chú. Với người anh họ này, Trương Khác không có thiện cảm cũng chẳng có ác cảm, nhưng vì có chút oán hận bác cả chuyển sang nên quan hệ rất lạnh nhạt, gần như quên mất hắn rồi, nói. Làm ở Đông xã tốt xấu gì cũng là cán bộ quốc gia, tới Hoành Viễn có tiền đồ gì chứ, mời cháu tới cháu cũng chẳng tới. Trương Chi Phi cười xòa, ông ta biết Trương Khác không muốn Trương Dịch tới thành phố, nhưng Trương Dịch lằng nhằng với ông ta gần nửa năm rồi. Bị kẹp vào giữa ông ta rất khó xử, làm ra vẻ không hiểu ý Trương Khác, lấy phong bao đỏ ra đút vào tay Trương Khác. Chút tiền mừng tuổi này chú biết cháu chẳng cần, nhưng dù sao vẫn phải có. Trương Chi Vi cũng nhân cơ hội lấy phong bao đỏ ra đút vào tay Trương Khác. Chả lẽ nhận của người này lại không nhận của người kia? Trương Khác đành nhận cả hai. Chương 131, Phố Thị. Có Trương Chi Vi và Trương Dịch ở đây làm Trương Khác hối hận không ở lại công ty ăn tất niên, ăn tối xong, Trương Khác bảo chú đưa Đường Thanh về, y cùng chỉ đồng cũng lên xe, hỏi. Tối chú có việc gì không? Thấy chú lắc đầu liền nói. Vậy đưa bọn cháu tới phố đêm chơi đi, lúc này còn sớm, Đường Thanh về nhà cũng rất buồn chán. Đường Thanh liếc y một cái, ý nói, coi như bạn thức thời, nếu về thế này, chẳng bằng tự nhốt mình trong phòng ngay từ đầu. Ngày kia mới là đêm giao thừa, người dân bận rộn có nhiều người hôm nay mới chuẩn bị cho năm mới. Trong thành phố có vài phố đêm, nhưng thực sự náo nhiệt là phố thị gần Sa Điền, nơi đó nhân khẩu đông, lại là khu thành cổ, thậm chí còn giữ truyền thống miếu hội. Phố thị của Sa Điền rất đông, xe không đi vào được, đành đỗ bên ngoài. Con gái thích món đồ nho nhỏ, Đường Thanh và Trương Mân tới mỗi sạp hàng đều dừng lại không đi, Trương Khác phải nắm chặt lấy tay chỉ đồng, tránh cô bé hưng phấn quá chạy mất. Xem hết sạp này tới sạp khác, Đường Thanh chọn rất nhiều thứ, có vẻ còn thích hơn cả đồ trang sức Trương Khác đem từ Hong Kong về,
chắc là vì bị mẹ quả quá nghiêm cố nàng ít có cơ hội ra ngoài chơi, cho nên phấn khích khác thường. Trương Mân lúc này không còn thấy lạ nữa, cô bé theo sát sau lưng Đường Thanh, được Đường Thanh chọn ấy cái kẹp tóc rất đẹp, vui hết sức. Nhân lúc dạo phố, Trương Khác giải thích tình hình Cẩm Hồ cho chú, Trương Chi Phi nghe Tạ Vãn Tình chuyển hết tài sản sang Cẩm Hồ, rất kinh ngạc, như thế Cẩm Hồ giờ không chừng còn lớn hơn Hoành Viễn. Vậy cháu chiếm bao nhiêu cổ phần? 30%. Hả, sao nhiều vậy? Trương Chi Phi chép miệng. Chú vất vả 20 năm, bị cháu đuổi kịp trong nửa năm rồi. Sao thế ạ, chú thấy cay đắng ạ? Trương Khác hóm hỉnh nói. Có một chút. Trương Chi Phi cười sang sảng. Hiện giờ Hải Dụ đem cả gia sản chuyển tới rồi, Cẩm Hồ phải chăng chuẩn bị làm lớn? Chẳng có dã tâm gì đặc biệt đâu ạ, lần này thi cuối kỳ cháu lại đội sổ, chẳng thể cứ tiếp diễn mãi như vậy được, cho nên cháu giao Cẩm Hồ cho chị Vãn Tình. Trương Khác bày ra bộ mặt đau khổ. Nhóc con, lừa chú đấy à, có ma mới tin cháu. Cái công ty xác giống kia của ba cháu là chủ ý của cháu chứ gì, thủ đoạn giống của Cẩm Hồ lắm. Sao chú biết, thành phố đâu có động tĩnh gì lớn. Trương Khác lúc nãy chỉ là thuận miệng nói bừa thôi, chẳng phải cố ý che giấu. Ba cháu kể, người khác không nhìn ra ý nghĩa của công ty này, nhưng chú đây có chút nhãn quang đấy. Cái công ty này kỳ thực nắm đại quyền cải cách quốc sĩ lớn nhỏ ở Hải Châu, lũng đoạn nguồn tài nguyên cực lớn. Chú lạ là Cẩm Hồ chuẩn bị làm lớn rồi, sao cháu lại còn đưa ra chủ ý này cho ba cháu? Trương Khác biết chú cũng nhìn thấy cám dỗ lợi ích cực lớn trong cải tạo quốc sĩ. Chú cũng định chen chân vào. Cháu nhìn thấu hết mánh trong đó rồi, chú còn chen vào được sao? Trương Chi Phi có chút ủ rũ. Chú nghĩ không bao lâu sau người khác sẽ nhìn ra mô thức của Tân Quang, khó tránh khỏi kẻ khác chen vào. Tới khi đó áp lực của ba cháu và thị trường Đường sẽ rất lớn, lợi ích lớn tới một mức độ nhất định, chú Phú Minh có kéo ông ta xuống bùn hay không khó nói lắm. Nếu mọi người ai cũng được cắn một miếng thì chắc không có ai ý kiến đâu. Trương Khác cười nhạo. Cẩm Hồ đúng là có chút hành động, nhưng không chen chân vào mảng này, bất kể làm thế nào cũng chẳng trong sạch nổi, chẳng đụng vào cho xong. Hiện Đường Học Khiêm và Chu Phu Minh đang củng cố địa vị bản thân, ở trong thời gian trăng mật, nhưng hai người đứng đầu khó mà chung sống hòa thuận được, huống chi tính cách Đường Học Khiêm khá mạnh mẽ, lúc này chưa thể hiện ra. Nhưng chỉ cần ông ta và Chu Phu Minh cùng lật nhào đại địch là vạn hướng tiền xong, chắc mâu thuẫn giữa hai người sẽ lộ ra ngoài. Trương Khác và chú đứng bên đường nói chuyện, nắm chặt tay Chỉ Đồng không cho cô bé chạy lung tung, làm Chỉ Đồng phụng phịu giận dỗi, đột nhiên thấy Đường Thanh hối hả chạy về, chẳng nói chẳng rằng, kéo sành sạch Trương Khác chen lấn chạy về phía trước. Không thấy Trương Mân đâu, Trương Khác còn tưởng xảy ra chuyện gì, chạy tới mới thấy bóng hình quen thuộc của Trần Phi Dung. Cô bày sách báo cũ bán, đang đứng trả tiền cho khách. Mặc dù mặc chiếc áo len cũ, quần jean hơi bạc màu, nhưng Trần Phi Dung vẫn luôn bắt mắt, phía trước sạp có nhiều người đang hoặc ngồi hoặc đứng xem sách, nhưng e rằng đa phần tới đây vì cô chủ hàng xinh đẹp. Trương Mân cũng đang ngồi xem sách. Có gì hay mà xem. Trương Khác biết Trần Phi Dung tính cách hiếu thắng, lại dễ tổn thương, chưa chắc đã muốn người quen nhìn thấy mình bày hàng bán ở đây, muốn kéo Đường Thanh đi, Chỉ Đồng thấy Trần Phi Dung rất hưng phấn. Kêu a a, vùng khỏi tay Trương Khác chạy tới. Trương Khác vội đuổi theo giữ lấy Chỉ Đồng, thấy Trần Phi Dung vẻ mặt thiếu tự nhiên, cười. Bạn ở đây sao? Coi như chào hỏi. Đường Thanh chẳng chịu suy nghĩ gì, kéo tay Trương Khác tới cạnh Trần Phi Dung, cô nàng thuần túy hâm mộ Trần Phi Dung, mắt long lanh nhìn Trần Phi Dung nói. Bạn thật lợi hại, mình rất muốn ra đây bày đồ bán, nhưng mẹ mình không cho. Cố khiến mình chịu đồng ý cho Đường Thanh bày hàng bán có mà trời sập. Trương Khác gãi đầu khó xử, sợ Trần Phi Dung mang thâm thù đại hận với con cháu cán bộ làm Đường Thanh buồn. Trần Phi Dung thì tỏ ra rất bình đạm. Nhà mình ở gần đây, mình trông hàng giúp ba. Thực ra cô chỉ không ưa Trương Khác thôi, còn đối với Đường Thanh, tuy lãnh giảm, nhưng vẫn giữ được lễ độ và nhiệt tình giữa bạn cùng trường. Từ khi Trương Khác lấy cớ ra ngoài làm việc trốn học, Đường Thanh cực kỳ khao khát được làm việc. Cô nói muốn bày hàng chẳng phải nói cho vui, lập tức xin Trần Phi Dung ột góc tấm vải che mưa, đem cả đống thứ đồ lặt vặt vừa mới mua từ chỗ khác, kéo cả Trương Mân tới bày hàng dọn quán. Trương Khác đau đầu hết sức, Trần Phi Dung bán sách cũ là để phụ giúp tiền gia dụng, nói trông hàng cho cha chỉ là nói vậy thôi, tâm thái này cô gái được nuông chiều như Đường Thanh không thế nào hiểu được. Trần Phi Dung đã đủ thu hút rồi, may mà cô ăn mặc phổ thông bày hàng bán là bình thường, Đường Thanh mặc áo len trắng muốt. Cổ khoác khăn choàng cổ bằng lông đắt tiền,
thật không phù hợp chút nào. Thấy Chỉ Đồng cũng tỏ ra hết sức hưng phấn, Trương Khắc đành gọi với ra ngoài với chú, bảo chú ra xe đợi trước, giúp gọi điện về nhà, bởi y không biết sự phấn khích của Đường Thanh tới khi nào mới tan. Đường Thanh lúc mua mấy thứ đồ lặt vặt kia đã chẳng mặc cả rồi, lúc này còn tăng giá đem bán, bị mấy cô gái mua đồ mỉa mai trêu chọc, cô nàng tức khí đem luôn cả đồ trang sức Trương Khắc mua từ Hong Kong ăn bày ở trên vải mưa. Trương Khắc nhìn mà đau xót, chỉ đành buồn bực cúi đầu lật xem sách, đề phòng Chỉ Đồng quá khích, liền kẹp thân hình nhỏ bé trong lòng, không cho cô bé chạy lăng quăng. May mà Đường Thanh không ngốc đem đồ Trương Khắc tặng thành hàng lặt vặt bán mất, nhưng giá cô nàng đưa ra cũng kém xa giá trị thực của những món trang sức này, có điều người ta chẳng ai bỏ hơn 100 đồng đi mua đồ trang sức bày ngoài đường, nếu không Trương Khắc chỉ còn đường ôm cây mà khóc. Tới 10 giờ Trương Chi Phi đem điện thoại cầm tay tới cho Đường Thanh, cố khiến mình dục con về. Cô nàng đành kết thúc lần đầu tiên trong đời bán hàng, Trương Mân cũng tỏ ra chưa tận hứng. Đường Thanh thu dọn đống đồ lặt vặt chưa bán được cái nào, nói với Trần Phi Dung. Mình và Trương Khắc sáng mai còn tới mượn chỗ của bạn, được không? Trương Khắc khóc thầm trong lòng, mình không muốn tới. Đáng tiếc ở đây làm gì có chỗ cho y phát biểu ý kiến. Vậy ngày mai mình sẽ chiếm chỗ bên cạnh cho các bạn. Trần Phi Dung hơi do dự nói. Có điều các bạn bán đắt như thế. Không ai mua đâu. Chương 132, Đường Thanh đi bán hàng. Nếu Đường Thanh lấy bán được làm vui, Trương Khắc sẵn sàng bỏ giá gấp 10 mua lấy, nhưng Trần Phi Dung và Đường Thanh nói cười cười, chẳng mấy để ý tới y, nếu ngày mai bị Đường Thanh kéo đi bán hàng, không phải tủi thân chết sao? Đường Thanh gãi đầu, tự giễu bản thân. Bọn mình khi mua đồ chẳng hề mặc cả, ngày mai bán rẻ đi một chút, lỗ cũng không sao, quan trọng là phải có thực tiễn. Ba mình hay nói thế đấy. Lấy từ trong túi ra một cái kẹp tóc khảm những viên kim cương nhỏ thành hình mèo, đưa cho Trần Phi Dung. Cảm ơn bạn ngày mai chiếm chỗ hộ mình. Chỉ là chiếm chỗ thôi mà, không cần. Trần Phi Dung không chịu nhận. Trương Khắc mua bên đường đấy, đẹp lắm, nhưng mà mình có nhiều kẹp tóc rồi. Tóc bạn suôn thẳng hơn của mình, dùng cái này nhất định đẹp hơn mình. Tóc Đường Thanh hơi quăn tự nhiên, còn tóc Trần Phi Dung thì thẳng mượt. Nếu để Trần Phi Dung biết mấy viên kim cương kia đều là kim cương thật, chắc chắn có chết cũng không chịu nhận, Trương Khắc chọn lấy mấy quyển sách kẹp vào nách, nói. Mấy quyển sách này mình không trả tiền nữa là được. Trần Phi Dung do dự một chút mới nhận lấy. Đường Thanh hỏi Trần Phi Dung có cần lái xe đưa về không, Trần Phi Dung nói cha cô sẽ tới đón. Lúc này dòng người vẫn đông, Trương Khắc biết Trần Phi Dung sẽ không dọn hàng sớm như vậy, liền dắt tay Chỉ Đồng chen ra khỏi đám đông. Hôm sau. Một ngày trước giao thừa, ánh mắt trời vừa mới len qua khe cửa sổ chiếu vào văn phòng, Trương Khắc đang ngủ ngon thì thấy lỗ tai ngơ ngứa, Trương Khắc miệng chóp chép, không muốn tỉnh lại, lâu lắm rồi không được ngủ ngon như thế. Hôm qua Chỉ Đồng bị Đường Thanh chiếm mất, Trương Khắc được một đêm yên tĩnh. Không lâu sau lỗ tai lại ngơ ngứa, Trương Khắc đưa tay ra tóm lấy bàn tay mềm, dùng sức bóp một cái, Đường Thanh la toáng lên đau đớn, hậu quả là Trương Khắc ăn cú đá vào mông còn đau gấp đôi. Mấy giờ rồi? Trương Khắc rất miễn cưỡng mở đôi mắt nhập nhèm ra. Không còn sớm nữa, hơn 7 giờ rồi. Hôm qua còn nhờ Trần Phi Dung giúp mình chiếm chỗ đó. Đường Thanh muốn kéo Trương Khắc ra khỏi giường, nhưng bị Trương Khắc kéo một cái, cả người đổ ập lên người y, cuống cuồng chống tay lên ngực y, thấy Trương Khắc nhìn mình cười gian, mặt thẹn thùng nóng như hòn than, cựa mình muốn ngồi dậy. Khuôn mặt cô nàng mang theo một mùi hương thoang thoảng của thiếu nữ. Thật khiêu gợi khiến Trương Khắc dục dịch muốn làm bậy, đột nhiên nghe tiếng a a quen thuộc, thì Đường Thanh sai cả Chỉ Đồng giúp kéo tai Trương Khắc, lúc này y mới để ý bà cô nhỏ này cũng ở bên cạnh, cô bé chẳng thèm cởi giày nhảy ngay lên giường y, vội vàng nhảy bật ra khỏi ổ. Trương Khắc vừa rửa mặt xong thì Tạ Vãn Tình tới, Trương Khắc giúp tài xế đem đồ chuẩn bị năm mới chuyển vào cốp sau, Chỉ Đồng rõ ràng thích chuyện bày hàng ngày hôm qua, không muốn về tỉnh thành. Mọi người phải dỗ ngon dỗ ngọt mãi mới chịu buông Đường Thanh và Trương Khắc ra. Tiễn Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng, Trương Khắc về nhà mới biết Đường Thanh tối qua sau khi về nhà hưng phấn quá nửa đêm không ngủ được, đem hết những món đồ chơi cô thu gom được bao năm tập trung lại. Trương Khắc mở cái bao tải Đường Thanh xách qua ra xem, nào là búp bê, kẹp tóc, truyện tranh. Chả thiếu thứ gì, phàm là đồ con gái thích thu gom đều có ở đây, điều duy nhất làm Trương Khắc vui mừng là bên trong không có những món quà mình tặng cô nàng. Trương Khắc rất hoài nghi sao Cố Kiến Bình lại cho Đường Thanh xách một bao lớn ra khỏi nhà, không sợ Đường Thanh bỏ nhà ra đi sao. Trương Khắc gọi điện cho Chu Văn Bân, bảo hắn chưa vội nghỉ năm mới,
đưa xe tới chở bọn họ tới phố thị Sa Điền. Không lâu sau Trương Mân cũng tới nhà hắn, tiểu nha đầu tay cũng xách một cái túi căng phồng, Trương Khắc hỏi cô em họ chỉ tới đây nghỉ đông, hết kỳ nghỉ sẽ về đông xã học, đâu ra lắm đồ như thứ. Thì ra là Trương Chi Phi định hoàn toàn chuyển lên thành phố, giúp Tiểu Mân liên hệ trường sơ trung thuộc Đại học Hải Châu chuyển trường, chỉ là thời gian qua Trương Khắc không ở Hải Châu nên không biết. Tới phố thị Sa Điền, cha con Trần Phi Dung đang bày hàng, trên đường chưa có bóng người. Nhìn Trần Phi Dung mang chiếc kẹp tóc hôm qua đường thanh tặng, Trương Khắc hoài nghi có phải là mình chuyên mua nó cho Trần Phi Dung, chiếc kẹp tóc trên mái tóc suôn dài, làm khuôn mặt trắng nõn của Trần Phi Dung nhìn đặc biệt nhu hòa, bớt đi chút lạnh nhạt xa cánh, tăng thêm vài phần tươi tắn dịu dàng, làm Trương Khắc thất thần mất mấy giây. Trần Kỳ tới giúp xách đồ, nói với Trương Khắc. Hôm qua tiểu tư đưa 800 đồng tiền nhà máy phát tới rồi, cảm ơn cậu quá, không có cậu nói giúp mẹ Phi Dung không được phát số tiền này. Có gì đâu chú, cháu chỉ thuận miệng nói vài câu thôi mà. Trương Khắc xua tay cười. Trần Kỳ nhắc tới chuyện mùng ba mở tiệc, mời Trương Khắc tới, liếc qua thấy thái độ của Trần Phi Dung rất lãnh đạm, cụt hứng chỉ nói mùng ba có thể sẽ về quê. Giúp Đường Thanh và Trương Mân bày biện xong, Trương Khắc và Chu Văn Bân đi tìm chỗ ăn sáng, ngõ Đan Tỉnh bán đậu hoa ở ngay bên cạnh, cứ ăn món đậu hoa trơn mềm đó là Trương Khắc lại nhớ tới chiếc lưỡi ướt mềm của Đường Thanh. Tiếc là từ sau lần đó không còn cơ hội thưởng thức nữa. Ăn sang xong về phố thị, bên phía Đường Thanh đã bắt đầu khai trương rồi, tuy đồ đắt bán rẻ, nhưng Đường Thanh vẫn vui sướng. Đỗ xe sau lưng họ, không tiện bỏ Đường Thanh ở đó đi tìm Hứa Tư, Trương Khắc chui vào ngủ bù, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi sự huyên náo bên ngoài. Không biết ngủ được bao lâu, nghe thấy có người gõ cửa sổ, ngẩng đầu ra thấy Đỗ Phi áp mặt vào cửa kinh, ấn nút hạ cửa sổ xuống, hỏi. Sao mày cũng chạy tới đây? Biết mày và Đường Thanh ở đây nên tao chạy tới chơi. Trương Khắc thò đầu ra ngoài cửa nhìn, quả nhiên Thịnh Hạ cô em ở quán ba đang ở ngoài nói chuyện với Trần Phi Dung, thì ra Đỗ Phi biết tin ở chỗ Đường Thanh. Chiếc xe biển quân đội đã gây chú ý, lại thêm hai mỹ nhân bắt mắt Đường Thanh, Trần Phi Dung, tin tức tất nhiên truyền nhanh. Chu Văn Bân chẳng biết chạy đi đâu rồi, Đỗ Phi chui vào trong xe, nháy mắt nói. Lão đại giỏi thật. Chính phục được cả hai từ khi nào thế, nhìn có vẻ chung sống hòa bình không ghen tuông gì cả. Trương Khắc đúng là có mơ tưởng như thế, thực ra Đường Thanh tâm tư đơn thuần, chỉ coi Trần Phi Dung là bạn cùng trường, không tin lời đồn đại của người khác, còn Trần Phi Dung nhận ra tính cách của Đường Thanh nên không vì Trương Khắc giận lây cô. Trương Khắc thấy Đỗ Phi ngồi vuốt ve vô lăng, vội thò tay rút chìa khóa khỏi ổ, phố đầy người chẳng may tên tiểu tử này nổi hứng khởi động xe chạy, không chừng mang họa. Sắp năm mới rồi. Sao mày còn lang thang ngoài đường? Thời gian này ở nhà là ngắn nhất, phải tiếp cả đống người không quen, chẳng bằng ra ngoài cho thoáng gió. Thì ra cũng có phiền não giống nhau, thấy Trần Phi Dung và Thịnh Hạ nói chuyện rất vui vẻ, hỏi. Cô em nhà mày quen với Trần Phi Dung à? Nhìn qua có vẻ Thịnh Hạ chẳng để ý mấy tới Đỗ Phi, Trương Khắc cố ý nói vun vào, hy vọng hắn sớm thoát khỏi bóng ma của Lý Chi Phương. Trước kia hình như là cùng một trường sơ chung. Đỗ Phi ngầm thừa nhận cách xưng hô của Trương Khắc với Thịnh Hạ. Trương Khắc thầm nghĩ, Thịnh Hạ và Trần Phi Dung cùng sơ chung, chẳng phải nhà cũng ở gần đây. Đường Thanh hứng chí rất cao, Trương Khắc ở bên cô suốt cả ngày, Đỗ Phi thì ăn trưa xong không chịu nổi đi trước. Mai là 30 Tết rồi, cho nên buổi tối hôm nay vắng vẻ hơn hôm qua nhiều, nếu không hai nhà đầu Đường Thanh và Trương Mân chưa chịu về nhà. Đưa Trương Mân về nhà trước, tới trước tầng lầu nhà Đường Thanh. Thấy ở sân đỗ mấy chiếc xe, còn có cả không ít người ngồi dưới tảng cây, thấy có người từ cầu thang đi xuống là liền mấy người đổ xô tới, tranh nhau xếp hàng chúc Tết Đường Học Khiêm. Trương Khắc giúp Đường Thanh xách đồ lên nhà, trên cầu thang cố ý nói thật lớn tiếng, Đường Học Khiêm mở cửa ra đứng ở cửa, nhìn Trương Khắc nói. Nhóc con, dụ dỗ Thanh Thanh nhà bác đi đâu suốt cả ngày thế hả? Trương Khắc làm vẻ oan ức. Đường Thanh muốn tới Sa Điền mở quán, cháu bị bạn ấy tóm lấy làm cu li cả ngày. Vậy mà tiền bán được còn trả đủ ăn hai bữa cơm. Còn chưa vào tới nhà Đường Thanh đã tíu tít kể chuyện hôm nay đi bán hàng, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì gió lạnh, nhưng chẳng hề tỏ ra mệt mỏi. Trương Khắc vào nhà, những người chen nhau tới quà cáp dưới kia ngại ngùng đứng ngoài. Đường Học Khiêm nói với họ. Được rồi, mọi người có thể mang đồ đi, xuống dưới nói với những người còn lại, không phải Đường Học Khiêm tôi không biết cách ăn ở, hôm qua thành ủy họp muốn trừ đi cái lệ quà cáp này. Mọi người đừng để tôi thành kẻ đầu tiên nói lời nuốt lời.
cho dù những lời vừa rồi của Đường Học Khiêm vừa rồi có là thật lòng đi chăng nữa cũng không ngăn được nhiệt tình của người khác, Trương Khác ngồi một lúc liền chào ra về. Chương 133, phố cổ Sa Điền. 30 Tết, Trương Khác và mẹ cùng cả nhà chú về Đông xã ăn Tết. Làm thế là do Trương Chi Hành kiên quyết yêu cầu, ông ở lại chính phủ trực ban, hai mẹ con không ở nhà, chẳng phải lo người khác tới nhà tặng quà làm phiền. Cố Kiến Bình cũng dẫn Đường Thanh về quê, xem ra Đường Học Khiêm lần này hạ quyết tâm có hành động vào năm sau rồi. Lúc này chính phủ không điều xe tới được, Trương Khác bảo Chu Văn Bân lái xe đưa Cố Kiến Bình và Đường Thanh về quê, khỏi chịu cái khổ chen lấn trên xe khách. Nhà tổ dưới tên Trương Chi Hành ở Đông xã từ khi nhập Đông đã đường mấy người anh em họ gom tiền tu sửa hộ, thêm trang thiết bị vệ sinh, nội thất không thua kém gì nhà ở thành phố. Trương Chi vì thấy hai mẹ con Trương Khác về quê rất bất ngờ, thời buổi này có ai làm quan đi trốn người tới nhà tặng quà. Trương Khác ở Đông xã buồn chán, rảnh rỗi là nấu cháo điện thoại với Đường Thanh, y muốn gọi cho Hứa Tư, nhưng liên hệ với cô rắc rối hơn, lại dễ sinh phiền toái không đáng có. Trương Chi Hành giao thừa trực ở thành phố, mùng 1 mới tới Đông xã, mùng 2 lại vội trở về. Đường Học Khiêm và Chu Phú Minh mùng 3 cùng nhau tới tỉnh thành, thay mặt quan viên Hải Châu chúc Tết lãnh đạo tỉnh, quà cáp đều do ông an bài. Mùng 2 Trương Khác theo cha về thành phố, mùng 3 muốn lên tỉnh thành chúc Tết từ Học Bình, nhưng xét quan hệ với Chu Phú Minh, không tiện đi nhờ xe. Trương Chi Hành lái xe thả con đầu đường, nghĩ hôm nay mình chắc bị quấn lấy ở chính phủ không thoát thân được, hỏi. Chưa con có tới chỗ ba ăn cơm không? Không có ba thì con cũng đâu có đói. Trương Khác phủi áo khoác màu nâu, cười. Tối ba về Đông xã chứ? Chắc ba sẽ ở lại trực, buổi tối con cũng ở lại chỗ chiêu đãi đi. Xem tình hình đã, ngày mai con với ba có cùng đường để City Cẩm Hồ phái xe tới tỉnh thành. Trương Chi Hành cũng chẳng quản con tối lang trạ ở đâu, lái xe đi thẳng luôn. Xe đi từ Đông xã tới thành phố chỉ cần một tiếng, dậy sớm. Hiện giờ mới là 7 giờ sáng, sương sớm còn chưa tan hết, đang Tết mọi người dậy muộn, đường phố vắng tanh, chỉ có xác pháo rải khắp nơi. Lúc đó việc kiểm soát đốt pháo còn chưa chặt chẽ lắm. Trương Khác vẫn mang cảm giác xa lạ khó diễn tả với thành phố này, có lẽ y quen với cuộc sống ở đô thị hiện đại. Ngó thấy sạp báo trên phố còn chưa bán, cũng chẳng gọi được điện thoại công cộng, liền quốc bộ đi về hướng Sa Điền. Trương Khác không vội đi tìm Hứa Tư ngay mà dạo quanh Sa Điền. Vùng này có nhiều kiến trúc xây từ thời dân quốc, xen giữa đó là công trình còn lâu đời hơn, đứng xa dõi mắt nhìn chán lại tới gần quan sát, những đình viện, mái nhà, cột đỡ, tường viện mang đủ phong cách khác nhau, mang đủ vẻ đẹp khác biệt, không trùng lặp không hùa theo nhau, làm người ta nhìn mãi không biết chán. Sương sớm tan dần, bầu trời xanh nhạt nhạt hiện ra, gió xuân se se lạnh, những chiếc lá rụng bay lác đác trong ngõ vắng, một khung cảnh thật trữ tình cổ điển. Nếu chỗ này chỉnh đốn lại thật tốt thì ở cũng không tệ chút nào. Mặc dù đường lối quy hoạch thành phố dần phát sinh chuyển biến nhưng với quần thể kiến trúc cũ kỹ của Sa Điền, rốt cuộc tháo dỡ hay tu sửa, vẫn còn tồn tại ý kiến hoàn toàn đối lập. Quan trọng vẫn là ở một chữ, tiền. Trương Khác đã tính toán sơ bộ, nếu muốn tiến hành bảo vệ và tu sửa kiến trúc cổ của Sa Điền sẽ phải dùng hơn 3 tỷ, là thu nhập tài chính 3 năm của Hải Châu. Nếu đưa dự toán này ra, chỉ e Đường Học Khiêm sẽ là người đầu tiên từ bỏ nó. Nếu dỡ bỏ xây dựng lại, khai phát thương nghiệp thì có thể lợi dụng vốn thương nghiệp hoàn thành cải tạo Sa Điền, đây là việc đỡ tốn công lại có chính tích lớn. Thời đó du lịch còn chưa phát triển cho nên rất nhiều thành phố trong nước khi cải tạo thành phố vứt bỏ việc bảo hộ kiến trúc cổ. Vị thị trưởng nào chịu được một miếng bánh treo lơ lửng trên miệng như Sa Điền? Đường Học Khiêm không làm được chuyện thanh cao đó. Sơ cảng là bước đầu, Sa Điền là bước thứ hai, nếu thành phố không có tiền, nơi này sẽ giáo cho doanh nghiệp địa ốc khai thác, có thể một số kiến trúc tượng trưng như Thanh Dương Đạo Quán, Biệt Việt Ngàn Năm, Đài Đan Tỉnh. Có điều kiến trúc rời rạc lọt thỏm giữa ngôi nhà cao tầng cửa kính khung thép như thế sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Trương Khác đi tới ngõ Đan Tỉnh thì gặp Hứa Hồng Bá, thời tiết lạnh thế mà ông ta chỉ mặc áo phông quần thể thao mỏng manh, Trương Khác nhìn mà dùng mình thay ông ta. Thầy Hứa dậy sớm tập thể dục à? Trương Khác lên tiếng chào hỏi. Sáng sớm thế này mà cậu đã tới Sa Điền đi dạo sao? Hứa Hồng Bá đang chạy bộ, người đổ mồ hôi, ngạc nhiên vì mới sáng mùng 2 đã gặp được Trương Khác ở đây. Cháu về Đông xã ăn Tết rồi, sáng sớm theo ba cháu lên thành phố, đang định tới chúc Tết thầy đây. Trông cậu đâu giống người nghĩ tới tôi vào sáng sớm, và lại nhà tôi ở tít đằng kia cơ mà, cậu tới hướng này làm gì?
Hứa Hồng Bá vạch trần lời nói dối của Trương Khác. Chẳng lẽ là nói sáng sớm mình đã nhớ tới con gái nhà người ta, tất nhiên là không. Trương Khác cười. Cháu đi qua Sa Điền, thấy những công trình kiến trúc cổ này, nhìn thành mê mẩn, nếu không gặp thầy Hứa, chắc cháu vẫn tiếp tục đi tới. Hứa Hồng Bá cười ha hả, chấp nhận lời giải thích của Trương Khác, hiện giờ người ta chỉ thấy nơi này hỗn loạn sập sệ, trừ nhà nhiếp ảnh hoặc người say mê kiến trúc cổ mới nhìn ra vẻ đẹp của nó. Tôi về thay y phục trước đã, cậu tới viện cờ đợi tôi mời cậu uống trà. Thấy Hứa Hồng Bá có lời muốn nói, Trương Khác gật đầu, không nhắc tới chuyện chúc Tết nữa, tiếp tục men theo ngõ đơn tỉnh đi sâu vào bên trong, rồi rẽ sang một con ngõ khác, tới trước cửa nhà Hứa Tư. Nghe ngóng trong sân không có động tĩnh, chắc chưa có ai dậy, không tiện tới tìm Hứa Tư, Trương Khác đi tới hướng đạo quán. Ngõ này nhiều người nuôi chó, y đi qua, lũ chó đua nhau sủa như điên, làm y bủn rủn chân tay, hối hận không đi đường vòng. Đi tới cửa ngõ là nhà Trần Phi Dung, đạo quán ở ngay đằng sau nhà cô, thấy Hứa Tư đang thò đầu ngó nghiêng từ cổng nhà Trần Phi Dung. Đúng là cậu thật à? Hứa Tư mừng rỡ. Hôm nay mới mùng 2, không phải cậu về Đông xã ăn Tết sao? Sao chịu đoán ra là em? Trương Khác lấy làm lạ. Em đâu có vừa đi vừa hát. Hứa Tư cười khinh khích. Nghe thấy chó ở ngõ sủa dữ như thế, Hứa Duy nói nhất định là tên nhóc hư hỏng không chịu làm việc tốt tới rồi, ngó ra xem, đúng là cậu thật. Thi thoảng em cũng làm chuyện tốt mà, sao mọi người cứ nói xấu em như vậy? Hứa Duy cũng giỏi thật, sao biết mình muốn tìm chị cô ta làm chuyện xấu nhỉ? Trương Khắc cười. Sáng em theo ba về thành phố, thấy Hứa bảo em tới đây đợi, các chị mới sáng sớm đã tới nhà Trần Phi Dung làm gì? Nhà Phi Dung mai mời khách, hôm nay chuẩn bị, cho nên tới giúp. Trương Khắc thò đầu nhìn vào bên trong, Hứa Duy và Trần Phi Dung đang cầm vợt cầu lông nhìn về phía này. Hứa Duy cười đắc thắng. Thấy chưa, em đã bảo mà, chó trong ngõ chỉ giữ với tên nhóc hư hỏng. Mẹ Hứa Tư và Lưu Phân đang ngồi ở hành lang, đứng dậy nạt con, rồi mời Trương Khắc vào. Trương Khắc chắp tay chúc mừng năm mới rồi nói. Chú Trần mời cháu mai tới ăn cơm, nhưng mai cháu lên tỉnh thành rồi, cho nên hôm nay tới chúc Tết trước. Bác Hứa và chú Trần đâu ạ? Tới chợ mua đồ cho ngày mai. Hôm nay mới mùng 2 mà chợ đã có người bán hàng ạ. Trương Khắc ngạc nhiên. Có phải ai cũng như đại thiếu gia cậu đâu, nhà máy làm việc sớm, ngày mai đã bắt đầu làm việc rồi. Hứa Duy đứng bên ngọt nhạt châm chọc. Nhà máy giấy còn chẳng cho nghỉ Tết, mùng 1 mẹ tôi đã phải đi làm. Bên phía nhà máy đại tu máy móc hoặc máy móc hỏng hóc mới nghỉ, mẹ Hứa Tư làm việc ở kho có thể luân phiên nghỉ ngơi, xem như còn khá nhẹ nhàng. Chương 134, kẹp tóc gây phong ba. Trương Khác gãi đầu, biết đấu khẩu với Hứa Duy không phải là hành vi sáng suốt, cười hì hì hỏi Trần Phi Dung. Mọi người đang đánh cầu lông à? Trần Phi Dung không trả lời, Hứa Duy không biết đường thanh, có ý gán ghép hai người nên đưa vợt cho y. Tôi mệt toát hết mồ hôi rồi, cậu chơi đi. Ai ngờ Trần Phi Dung lại nhét vợt cho Hứa Tư. Em cũng mệt rồi, chị chơi đi. Trần Phi Dung còn mặc áo khác, mặt trắng trẻo, trán chẳng thấy mồ hôi, nhìn một cái là biết ngay mới sờ vào vợt. Hứa Tư thì má hồng hào vì vận động, mồ hôi trên trán chưa khô. Thấy Trần Phi Dung không muốn chơi với mình, Trương Khác nhún vai, không muốn Hứa Tư bị mệt, đi tới hành lang đặt vợt lên bàn, nói. Em thích đánh mạnh, sợ cầu bay lên mái nhà, thôi em tới viện cờ đợi thầy Hứa. Trương Khác đi ra cửa, Hứa Tư đuổi theo. Còn tưởng quan hệ hai đứa đã tốt hơn rồi. Đã bao giờ tốt đâu mà hơn ạ. Trương Khác nhớ ra quà mình mang từ Hong Kong về, Hứa Tư đã xem hết, chắc nhận ra chiếc kẹp tóc trên đầu Trần Phi Dung. Chị nói cái kẹp tóc trên đầu cô ấy à? Đúng đấy, cậu tưởng tôi nói cái gì? Nếu là quà em tặng, quá nửa là cô ấy ném trả vào mặt em tại chỗ, em dám sao? Trương Khác làm ra vẻ cười đau khổ. Đường Thanh bán hàng ở phố thì chắc chị cũng biết rồi. Cái kẹp tóc là Đường Thanh tặng cô ấy, em đau lòng chết đi đây, trong đống quà mang về thì cái kẹp tóc đó đắt nhất. Hứa Tư nhoẻn miệng cười, đôi mắt đẹp nhìn Trương Khác với vẻ trêu chọc. Cô bạn gái nhỏ của cậu khẳng khái thật, cô ấy chắc không biết cậu động lòng với Phi Dung nhỉ. Trương Khác quay sang nhìn thẳng vào mắt Hứa Tư, khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười vừa phóng túng lại ấm áp. Em chỉ động lòng với chị thôi. Tuy Trương Khác cười xấu xa. Nhưng nhìn đôi mắt đen thâm thúy đó tựa hồ nói với mình, đó không phải lời nói đùa, Hứa Tư hơi ngả người về phía sau, mặc dù Trương Khác không động đậy,
nhưng cô cảm giác được hơi thở nóng hổi của y phả lên mặt, mặt nóng ran. Nói linh tinh, ánh mắt hiện vẻ thẹn thùng của thiếu nữ, đẩy y một cái. Đi tìm thầy Hứa đi, tôi không theo cậu nữa, tránh nghe lời điên điên khùng khùng của cậu. Thấy Hứa Tứ bối rối trốn vào trong nhà, Trương Khắc cười, đi tới đạo quán. Sáng sớm đã tụ tập ít học sinh của viện cờ, do Hải Châu Tết không cấm đánh bạc, cho nên có hai bàn đang chơi bài, còn có người đánh cờ. Trương Khắc hay tới đạo quán đánh cờ hoặc tán gẫu với Hứa Hồng Bá, cho nên người ở đây đều nhận ra y, thấy Trương Khắc tới có vài người đứng dậy nhường chỗ cho y vào chơi bài. Người chuyên tâm học cờ đều giỏi tính toán, Trương Khắc không chắc thắng nổi tiền của họ, nói đợi thầy Hứa tới, đám viện sinh nghe nói lát nữa Hứa Hồng Bá sẽ tới thì có chút sợ hãi, lập tức dọn dẹp bài, hẹn tới nhà người khác tái chiến, thoáng cái đã biến mất sạch. Hứa Hồng Bá tới nơi, vừa đi vừa nhìn quanh nói. Bọn nhóc sáng sớm đã tụ tập ở đây chơi, sao về sớm thế nhỉ? Trương Khắc chỉ cười không đáp, hỏi. Thầy Hứa có chuyện gì muốn nói với cháu sao? Hứa Hồng Bá cầm ấm đi đun nước, miệng lẩm bẩm. Hai nha đầu nhà Hứa Hải Sơn mà tới pha trà giúp chúng ta được thì tốt. Hứa Hồng Bá đúng là biết hưởng thụ, bảo Hứa Duy, Hứa Tư tới phục vụ trà, có khác gì cuộc sống vương hầu trước kia, đúng là mơ tưởng. Trương Khắc cũng chẳng tin Hứa Hồng Bá có trà ngon ở viện cờ, nếu không đám viện sinh kia đã trộm sạch. Hứa Hồng Bá bày đủ bộ đồ pha trà, Trương Khắc chẳng hứng thú thưởng thức, món này về sau nhan nhản khắp nơi, chắc thời này còn có chút giá trị. Hứa Hồng Bá không nói, Trương Khắc coi như chỉ tới đây uống trà. Mặt trời đã xuất hiện, xua tan đi hơi lạnh trong sân, Trương Khắc ngồi nghe Hứa Hồng Bá nói kiến thức uống trà cả buổi sáng, uống no một bụng trà. Gần trưa Trần Kỳ tới mời Hứa Hồng Bá đi uống rượu, ông ta động lòng định nhận lời thì Trương Khắc nói tranh. Uống trà no rồi, tranh thủ buổi trưa học thầy Hứa vài chiêu cờ, bớt ăn một bữa không sao. Trần Kỳ nghe nói mai Trương Khắc lên tỉnh thành nên nhân lúc hôm nay y ở xa điền, bất kể thế nào cũng mời hắn tới nhà ăn cơm, nhưng Trương Khắc từ chối, Trần Phi Dung không ưa mình, tình cờ gặp trêu chọc vài câu không sao, nhưng chẳng cần tới nhà làm người ta không thoải mái. Làm Trần Kỳ ngại ngùng đứng đó không biết nói gì. Chơi cờ no được bụng sao? Thiếu niên đúng là luôn có tâm trạng tốt, tôi cũng không đói, chơi với cậu ván cờ vậy. Hứa Hồng Bá đứng dậy lấy cờ. Vậy đợi mọi người chơi cờ xong mở tiệc cũng không muộn. Trần Kỳ rời đạo quán mặt chẳng hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Nhà Trần Kỳ hôm nay mở tiệc hôm nay là vì cậu đấy. Hứa Hồng Bá mang cờ tới nói. Thầy rót cho cháu cả bụng trà rồi còn gì? Có chuyện thì lại chẳng nói, cháu không có kế hoạch ở lại ăn cơm, nếu thầy không muốn chơi cờ thì cháu về trước. Chính sự còn chưa nói Hứa Hồng Bá sao để Trương Khắc đi được, hai người vừa đi được vài quân cờ thì Hứa Tư đẩy cửa đi vào, lấy quân cờ trong tay Trương Khắc, nói. Mọi người đang đợi cơm đó, còn đánh cờ gì nữa, tạm để đó đã, ăn cơm xong hẵng nói. Uống trà dễ đói, uống trà cả buổi sáng, tè một bãi là bụng trống rỗng. Hứa Hồng Bá nói. Không đánh được cờ nữa rồi, đi uống rượu thôi. Lời chưa nói hết người đã ra tới cửa. Bị Hứa Tư nắm lấy tay, Trương Khắc phát hiện ra cô đang sốt ruột, hỏi. Có chuyện gì thế? Phi Dung bị mẹ làm khóc kia kìa, cậu còn trốn ở đây đánh cờ được à, cậu còn có lương tâm không? Hứa Tư lấy một thứ trong túi ra, xòe trước mặt Trương Khắc, đó là chiếc kẹp tóc kim cương, đã gãy thành hai nửa. Chu Phục tới nói là chiếc kẹp tóc này cực đắt, giá trị phải mấy nghìn. Phi Dung nói là bạn học nữ tặng, mọi người không tin, nó nóng lên ném gãy, Di Phân bảo nó đi mời cậu tới ăn cơm, nó không chịu, chú Trần tới mời cậu còn làm cao, chú ấy về, Di Phân lại mắng Phi Dung vài câu, nó khóc sướt mướt. Trương Khắc cầm kẹp tóc lên, tặc lưỡi. Kỹ thuật khảm tốt thật, gãy làm đôi rồi mà kim cương không rơi ra viên nào. Mà Chu Phục tới làm gì? Còn chẳng phải tới tiếp cậu, giờ cậu là nhân vật lớn rồi. Thấy Trương Khắc nói đầu đâu? Hứa Tư bực mình. Cậu thật là, nói thế nào đây, còn cười được à? Trương Khắc trở tay nắm lấy tay Hứa Tư, thật mềm thật ấm, cười hỏi. Em đã làm sai gì chứ? Tâm tư của con gái, đâu phải cậu không hiểu, còn giả vờ. Hứa Tư oán giận nói. Trương Khắc lắc đầu thở dài. Thiếu nữ 17 tuổi quá mẫn cảm, chẳng bằng chị Hứa Tư. Cái kẹp tóc này trả cho em, còn chẳng phải để người ta hiểu lầm em tặng cô ấy thật. Rồi nhét chiếc kẹp tóc vào tay Hứa Tư. Còn nói người khác nhỏ, cậu thì được mấy tuổi. Nghe y nhắc tới chuyện tuổi tác, Hứa Tư bỗng cảm thấy chút đau lòng.
cậu đưa tôi làm gì? Hứa Tư chẳng thể giải thích giúp Trần Phi Dung kẹp tóc do Đường Thanh tặng, mà có nói cha mẹ Trần Phi Dung cũng không tin. Lưu Phân tựa hồ càng muốn tin rằng của Trương Khắc tặng, khi Chu Phục nói đùa, còn rất đắc ý, thấy Trần Phi Dung ném gãy kẹp tóc nổi giận quát mắng. Trương Khắc nghĩ một lúc rồi nói. Em kiếm chỗ khác ăn cơm thôi, chuyện này có giải thích cũng khó rõ được, bị mọi người nhìn chằm chằm vào khó chịu lắm. Cậu vỗ mông đi mất còn Phi Dung phải làm sao? Hứa Tư đẩy y một cái. Cẩn thận Hứa Duy tìm cậu tính sổ. Trương Khắc cười bất lực, đứng dậy nắm hai vai Hứa Tư đẩy đi. Được, được, chẳng qua bữa cơm thôi. Trương Khắc và Hứa Tư vừa vào sân liền thấy Chu Phục đang ngồi ở hành lang hút thuốc, trêu. Mới đầu năm giám đốc Chu đã tới ăn trực rồi, không đợi nổi tới ngày mai sao? Chu Phục không thể nói là Trần Kỳ mời mình tới tiếp Trương Khắc, cười ngượng nói. Ngày mai tôi trực ở nhà máy, không thể để lỡ bữa tiệc này. Trần Kỳ mời mọi người vào nhà, Trần Phi Dung từ phòng mình đi ra, giấu nước mắt còn chưa khô, nói với Trương Khắc. Bạn nói cho ba mẹ tôi biết, cái kẹp tóc này là ai tặng đi? Chương 135, tiền bảo đảm. Trương Khắc không ngờ Trần Phi Dung tủi thân tới thế, dáng vẻ như bị sỉ nhục, một giọt nước mắt long lanh khóe mắt như trực trào ra, trong lòng có chút thương cảm, lấy cái kẹp tóc gãy từ tay Hứa Tư. Bạn nói cái này à? Thấy mọi người nhìn mình, làm vẻ thản nhiên nói. Em họ mình mua ở hàng ven đường, chẳng biết đáng mấy đồng, em họ mình nổi hứng bày hàng bán, làm phiền bạn chiếm chỗ, nó lấy tặng bạn coi như cảm ơn, gây rắc rối cho bạn như thế mình thật ngại quá, bạn không thích thì thôi vậy. Nói rồi ném hai mảnh gãy qua tường, chỉ nghe tõm một cái đã rơi vào sông Sơ Cảng, Trương Khắc phủi tay. Chẳng đáng mấy đồng, được rồi, ăn cơm thôi mình đói ngấu rồi đây. Mẹ Hứa Tư chỉ coi là đồ bán ngoài đường thật, song vẫn tiếc nuối nói. Cái kẹp tóc đẹp như thế, hôm khác bảo chú Hứa cháu sửa lại vẫn đeo được mà, bọn trẻ các cháu chưa chịu khổ nên chẳng biết quý trọng đồ vật gì cả. Hứa Tư ngẩn ra nhìn Trương Khắc, thứ tới mấy nghìn đồng mà nói ném là ném. Đúng là quá không biết quý trọng, nhà bình thường chừng đó tiền đủ lo nghĩ cả tháng trời. Trần Phi Dung sững người, tâm tình rối bời, không biết nói gì, cô vốn không cho rằng thứ Đường Thanh tặng đắt tiền, chỉ bởi bị Chu Phục nói làm tự ái, lúc này thấy Trương Khắc ném đi, hoài nghi có phải mình hơi thái quá, trong lòng áy náy, song không chịu nhận sai với Trương Khắc. Hứa Duy bê thức ăn từ trong bếp ra, trợn mắt với Trương Khắc. Thằng nhóc cậu sao lại làm Phi Dung không vui rồi? Còn không mau xin lỗi đi. Chu Phục có thể nhận ra được kim cương thật hay ra, thấy chuyện thành ra thế này biết vừa rồi nói lộ ra là sai lầm lớn, tất nhiên là đóng kín miệng, tiếp lấy mâm thức ăn từ tay Hứa Duy, trốn vào phòng trước. Lưu Phân ngồi ở hành lang nhìn thấy hết, tuy cũng không cho rằng cái kẹp tóc đó đáng giá bao nhiêu, nhưng lại nhận định rằng Trương Khắc tặng cho Trần Phi Dung, chẳng qua bị Chu Phục nói ra trước mặt mọi người, nên mới hờn dỗi, đi tới mắng con. Chừng đấy tuổi đầu rồi còn tính trẻ con. Lúc này Lưu Phân không còn nhìn ra dáng vẻ bệnh tật nửa năm nằm liệt giường nữa, ăn mặc gọn gàng gừa người, thêm vào lúc ở bệnh viện an tâm tĩnh dưỡng, khí sắc rất tốt, hoàn toàn khôi phục được nét quyến rũ của thục phụ chưa tới 40, trắng trẻo hấp dẫn, Trần Phi Dung đúng là được hưởng gen trội từ mẹ. Trình độ làm tiệc của Trần Kỳ đúng là sổ một, chỉ một bàn tiệc nhỏ với đồ ăn không phải đắt tiền vẫn khiến mọi người khen không ngớt. Trong bữa tiệc tất nhiên nói tới chuyện nhà máy giấy, Lưu Phân rất quan tâm tới chuyện này, hỏi Chu Phục. Hôm qua kế toán Trương qua đây chơi, nói bán được đợt giấy này đi, ít nhất kiếm được 600 vạn, ôi chao, nói thế chẳng phải nhà máy 20 năm qua kiếm tiền chẳng bằng một năm vừa rồi. Tình thế nhà máy hiện nay rất tốt đẹp, cho nên nói chuyện này Chu Phục rất hào hứng, vui ra mặt nói. Nếu chẳng phải trong khu miễn cho nhiều chi phí thì chẳng lãi lớn đến thế, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Dù không có chính sách ưu đãi của khu, tính cả nhà máy cũ vào một năm vẫn kiếm được 1.000 vạn. Đám Triệu Tam Cương trước kia kiên quyết chống rời nhà máy, lần này phục rồi, đám đó nhất quyết không nộp tiền đảm bảo, chỉ làm công nhân tạm thời. Hôm trước Tết nhận 600 đồng không dám ngẩng mặt nhìn tôi, hôm 30 Tết tới nhà tôi hỏi liệu bây giờ nộp bù tiền đảm bảo có được không, hừ, không nhớ ban đầu tôi khuyên hắn nộp tiền, hắn hất trà lên người tôi. Anh ta lúc này sao lại sốt ruột thế? Lần trước cùng vợ tới viện thăm tôi, không hề nhắc tới chuyện này. Qua năm mới nhà máy sẽ điều chỉnh tăng lương, nhưng tạm thời chưa tăng cho công nhân tạm thời, khỏi phải nói tới việc tiền lãi mà nhà máy trả đã đủ làm hắn lỗ méo mồm, sao không rốt ruột cho được. Chu Phục cười đắc ý. Trương Khắc chỉ ngồi ăn nghe mà không nói, khoảng năm 95,
vật giá tăng vọt, vô số xí nghiệp kinh doanh không tốt, nợ lương công nhân, làm cuộc sống của họ sa sút. Khi ấy công nhân đối với phần thưởng vật chất mẫn cảm nhất. Chênh lệch lớn thế sao? Lưu Phân trước đó muốn giữ thân phận nhân viên chính thức, song 1.000 tiền đảm bảo với nhà bà ta lúc đó khá khó khăn, rời viện còn nợ nhà máy mấy nghìn tiền thuốc men. Cô nói tiền lương ấy hả, công nhân bình thường tăng hơn ít một chút, ngả về phía nhân viên kỹ thuật và quản lý nhiều hơn. Triệu Tam Cường nếu chẳng phải là công nhân tạm thời, với trình độ kỹ thuật của hắn, làm kỹ sư trợ lý là không thành vấn đề, tiền lương ít nhất tăng gấp đôi so với hiện nay. Nhiều vậy sao? Lưu Phân mắt tỏa sáng. Vậy 1 vạn tiền đảm bảo, 2 năm là thu về đủ, như thế lương giám đốc Chu tăng lên gấp mấy lần? Chu Phục xua tay. Tôi điều sang Cẩm Hồ lâu rồi, giờ là đồng nghiệp với trợ lý Hứa, nhà máy điều chỉnh lương không liên quan gì tới tôi. Lưu Phân quay sang Hứa Tư. Tiểu Tư ở Cẩm Hồ lương bao nhiêu, chắc không ít hơn giám đốc Chu nhỉ. Tên nhóc Chu Văn Bân mấy ngày trước còn khoe khoang muốn mua máy nhắn tin, hắn tới Cẩm Hồ đâu đã được 2 tháng. Cháu sao so được với giám đốc Chu? Hứa Tư lắc đầu. Cháu là nhân viên bình thường, giám đốc Chu thuộc tầng quản lý mà. Chu Phục không biết Hứa Tư lương bao nhiêu, nhưng nhìn vào quan hệ của cô với Trương Khác và Tạ Vãn Tình, chắc không thể ít hơn mình và Tương Vi. Trên bàn tiệc chẳng cần mang tiền lương ra khoe khoang, biết Lưu Phân nhắc tới chuyện này là quan tâm tới việc an bài công tác khi quay về nhà máy. Quả nhiên tiếp đó Lưu Phân đùa. Giám đốc Chu không còn thuộc về nhà máy nữa, chẳng phải bữa cơm hôm nay tôi mời phí công sao? Không phí đâu, nhà máy do Cẩm Hồ quản mà, cô là kế toán của nhà máy cũ, ai thiệt chứ không để cô thiệt được. Trương Khắc quay sang nói với Hứa Hồng Bá. Nghe khẩu khí này, giám đốc Chu ở Cẩm Hồ nói 1 là 1, 2 là 2. Trong công ty tối kỵ loạn thứ bậc, Trương Khắc e Tạ Vãn Tình mới nắm quyền, tính cách lại hiền lành, không chấn áp được đám công thần kiêu binh này, nên chọc cho Chu Phục một câu. Chu Phục vừa rồi đắc ý nên có nói không suy nghĩ, vả lại trước mặt mỹ nhân, nam nhân nào chẳng thích ra vẻ một chút, biết mình lỡ lời, vội nói. Nhà máy quy củ ra sao vẫn làm thế, nói chung sẽ không bạc đãi nhân viên cũ. Chu Phục đổi giọng làm không khí bàn tiệc hơi thay đổi. Lưu Phân dựa vào ưu thế trời sinh của mỹ nữ, có thể nói những lời nửa thật nửa giả mà không làm người ta ghét, hỏi Chu Phục. Nếu không gom đủ tiền đảm bảo, tôi về nhà máy chỉ có thể làm công nhân tạm thời, kế toán cũng tuyển nhân viên tạm thời sao? Chu Phục cười, hiện giờ Tạ Vãn Tình là tổng giám đốc Cẩm Hồ, nhưng chuyện tiền ủy lạo trước Tết, chẳng phải do Trương Khác quyết sao? Đoán không ra được ý tứ của Trương Khác đành trả lời nước đôi. Tôi cũng nộp cả tiền bảo đảm rồi, cô còn sợ nhà máy sập hay sao? Dù nhà máy có sập, tháo máy móc, bán nhà xưởng, cũng phải trả tiền đảm bảo cho công nhân viên đầu tiên. Nói thẳng ra, qua mùa xuân nhà máy có thiếu cũng chẳng thiếu vào chục vạn, nộp tiền đảm bảo là gia tăng phúc lợi cho công nhân, lời hơn ngân hàng nhiều. Cứ nói Chu Văn Bân đi, hiện giờ cậu ta chẳng còn dính dáng tới nhà máy nữa rồi, cô thử hỏi nhà máy trả lại tiền đảm bảo cậu ta vui hay không? Lưu Phân thở dài. Gia cảnh nhà tôi sao so với mọi người được, hay là giám đốc Chu cho tôi vay 1 vạn, tiền lãi nhà máy coi như của ông. Nếu tôi cho vay số tiền này, Trần Kỳ nhà cô lại chẳng hoài tôi và cô có chuyện kia. Chu Phục cười ha hả. Tôi phải về hỏi vợ tôi đã. Nói bậy bạ. Lưu Phân đỏ mặt. Nếu ông gật đầu, tôi đi nói với Trương Thúy. Lưu Phân làm kế toán ở nhà máy từ lâu, ai thanh ai liêm biết rất rõ, nhà máy trung dược của vợ Chu Phục sắp sập rồi. Phát được lương là may, thầm nghĩ, ông ta ở Cẩm Hồ chắc kiếm được không ít. Chương 136, muốn làm người xấu không? Lưu Phân đã nghĩ kỹ rồi, bà làm kế toán 10 mấy năm, về nhà máy làm chức cũ là không vấn đề, tiền lương chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều, cho nên thế nào cũng phải gom cho đủ tiền đảm bảo, trong những nhà quen biết Chu Phục dư giả một chút, mắt nhìn chăm chú vào ông ta, mong ông ta đồng ý. Chu Phục đành nói, nếu cho cô vay tiền thật, Trần Kỳ sẽ nghi ngờ lung tung, sau này không mời tôi tới uống rượu nữa, làm ăn lỗ vốn như thế tôi không làm. Hay là thế này, tôi đem tiền cho Trương Khác vay, rồi cô vay cậu ấy. Trương Khác đang ăn, nghe vậy ngẩng đầu lên. Sao lại lôi tôi vào? Từ mùa hè được nghe Hứa Hải Sơn nói tiền nhà ông thiếu do Trương Khác bù vào, đường đường khu trưởng khu Nam Thành cũng bị y mời tới cái quán rách này ăn cơm, mấy ngày trước còn nghe Chu Văn Bân nói đang là lái xe riêng cho chàng trai này. Bao nhiêu việc khiến trong mắt Lưu Phân, Trương Khác mang cảm giác thần bí, thấy Chu Phục trên bàn tiệc cũng phải nhìn mặt y,
Lưu Phân ít nhiều có chút đắc ý, gắp một miếng thịt cho vào bát Trương Khác. Dì Phân đang trông cậy vào cái gật đầu của cháu đấy. Dì Phân, vậy tiền lãi có tính không? Tính chứ, tôi không thể vay tiền còn chiếm luôn cả cái lợi này, nhà máy cho bao nhiêu lợi tức, trả cậu hết. Trương Khác lại hỏi, giám đốc Chu cho tôi vay tiền không lấy lãi chứ? Chu Phục chố mắt, kẹp tóc kim cương ném xuống sông không chớp mắt, lúc này lại tính toán chút tiền nhỏ nhặt, nói. Tôi mặt mũi nào dám lấy lãi của cậu? Vậy được. Trương Khác thản nhiên ăn cơm tiếp. Thế thì tôi làm, chị Hứa Tư, mai chị lấy tiền giúp em nhé. Giám đốc Chu, cần tôi viết giấy vay nợ ngay bây giờ không? Không, không cần. Trương Khác giọng rất ôn hòa xong Chu Phục cứ thấy rợn rợn người, hối hận tự nhiên lòng vòng qua Trương Khác, chẳng bằng cho Lưu Phân vay tiền luôn cho xong. Cần chứ, nếu không ông lại chẳng biết trả lời với vợ ra sao. Nói xong Trương Khác nhìn Trần Phi Dung. Trần Phi Dung không hiểu, thấy Trương Khác nhìn mình, cúi gằm mặt xuống nhìn bát cơm. Lưu Phân thấy con gái mặt trơ trơ, không để ý tới Trương Khác, giận không biết để đâu cho hết, hơi gắt giọng. Đi lấy giấy bút ra đây. Trần Phi Dung cắn môi, khuôn mặt xinh đẹp do dự, không biết có nên đi lấy giấy bút hay không. Hứa Hải Sơn cười gạt đi. Vội gì, ăn cơm xong không được hay sao? Trương Khác nói ngay. Cũng phải ăn, cơm xong còn đợi giám đốc Chu đi lấy tiền, chúng ta đợi ở đây viết cũng được. Chu Phục dầu thối ruột, thời này có nhà nào đem mấy vạn để trong nhà. Mùng hai chẳng biết ngân hàng có mở cửa không, bị Trương Khác chơi ép lại chẳng thể nói không đi. Chắc y trả thù vụ buổi sáng mình lắm mồm nói hớ chuyện cái kẹp tóc đây mà, Chu Phục than thở trong lòng, tự nhận xui xẻo. Ăn chưa xong, Chu Phục vội về gom tiền, may mà Chu Văn Bân chưa mua máy nhắn tin. Nửa tiếng sau theo Chu Phục quay lại. Hứa Hải Sơn đang giúp Trần Kỳ tính món ăn cho ngày mai, thấy Chu Phục tay cầm một phong bì, cười nói. Giám đốc Chu đúng là về nhà lấy tiền. Trương Khác đâu? Đánh ở với thầy Hứa ở viện cờ đằng sau. Trần Kỳ cũng không ngờ Chu Phục vội về nhà lấy tiền thật. Để tôi bảo Lưu Phân viết giấy. Chu Phục không dám coi lời của Trương Khác là trò đùa, lắc đầu nói. Số tiền này phải qua tay Trương Khác. Rồi cầm tiền tới đạo quán. Nửa đạo quán bị cây hạnh cổ ngàn tuổi che phủ, trong sân có hương đàn, hương tháp, còn có đạo sĩ giữ quán ngồi chơi trong sân. Trong đại đường thênh thang, bày 20-30 bàn cờ, không có phương tiện sưởi ấm, lạnh thấu xương. Chu Phục vào xương phòng bên cạnh, thấy Trương Khác, Hứa Tư và Hứa Hồng Bá ngồi quây quanh bàn, trên bàn trải một tấm bản đồ, nghe thấy Trương Khác lắc đầu nói. Từ ngõ Đơn Tình tới đây chiếm 1/3 xa điền rồi, theo suy nghĩ của bác. Cũng phải tốn 1 tỷ, thành phố lấy đâu ra nhiều tiền thế. Phương án này khỏi nhắc tới nữa. Hứa Hồng Bá thuyết phục. Khu vực này bao gồm kiến trúc cổ trọng điểm của khu, mất đi nó là phạm sai lầm lịch sự. Thầy nói câu này với cháu tác dụng gì? Dù có nói với thị trưởng Đường, bác ấy nhất định sẽ nói, biết sai cũng không sửa. Chu Phục ghé đầu vào thấy Trương Khác đang chỉ vào đạo quán Thanh Dương, thầm nghĩ, tự dưng xem bản đồ xa điền làm gì. Trương Khác lấy phong bì trong tay Chu Phục, mở ra xem rồi đưa cho Hứa Tư. Chị đưa tới nhà họ đi. Chu Phục than vãn. Phải tới chỗ Chu Văn Bân gom tiền, may mà cậu ta chưa mua máy nhắn tin, nếu không chẳng đủ được tiền. Chu Văn Bân cũng tới ăn trực sao? Cậu ta ở tiền viện. Tốt, mai còn cần anh ấy đưa tôi lên tỉnh thành. Trương Khác thắc mắc. Ericsson sắp ra di động rồi, mua máy nhắn tin làm gì nữa? Chu Phục cười không nói, nghĩ, giá máy di động và máy nhắn tin cách nhau một trời một vực. Đột nhiên nảy ra suy nghĩ, hay công ty cấp cho. Mình và Tương Vi, Hứa Tư còn có khả năng này, Chu Văn Bân chỉ là lái xe. Nhưng nếu Trương Khác khẳng khái một chút cấp cho cũng không phải là không có khả năng. Thấy Trương Khác mắt lại theo dõi bản đồ, liền không nói nữa. Bản đồ này rất chi tiết, đem hết ngõ lớn ngõ nhỏ ở xa điền vẽ ra. Chu Phục là người gốc Hải Châu mà giờ mới phát hiện có quá nửa số ngõ ông ta không biết tên. Trước đó có người suy đoán, Hứa Hồng Bá kỳ thực là túi khôn trong dân gian của Đường Học Khiêm, xem ra đúng là vậy thật. Chu Phục biết chuyện gì nên nghe chuyện gì không nên nghe, xoay người muốn ra ngoài. Trương Khác gọi với theo. Lão Chu là người Hải Châu, có thể góp ý cho thầy Hứa. Chu Phục giờ không coi bản thân là người chính phủ, việc gì cũng báo cho Tống Bồi Minh nữa rồi. Tôi thì góp ý được gì? Chu Phục nói thế nhưng vẫn ghé tới. Hứa Hồng Bá nói tiếp. Sơ cảng sau khi khai thông xong,
người dân sẽ chú ý tới Sa Điền, khu thương mại ở Tiền Môn quá chất trội rồi, mà Sa Điền cũ nát, nên phá bỏ là chuyện đương nhiên trong mắt nhiều người, nhưng khu này phải giữ lại, nếu không Hải Châu không còn chỗ nào có thể gọi là Hải Châu nữa. Khó lắm, Sa Điền như miếng thịt mỡ treo bên mép, phải là người năng lực kiềm chế cực ới không cắn. Điều Trương Khác nói, trong lòng Hứa Hồng Bá càng thấu triệt, cho nên ông ta mới tìm y tới để thăm dò. Trương Khác gõ gõ đầu, lẩm bẩm. Nếu có phương án cấp bách, chỉ có thương nghiệp hóa. Vẫn khó lắm. Hứa Hồng Bá lắc đầu. Cả Sa Điền như hình chữ nhật, Nam Bắc rộng 1.000 mét, Đông Tây dài 2.000 mét, khu vực hạch tâm tôi vẽ nằm ở góc phía đông của hình chữ nhật, cách Tiền Môn hơn 1.000 mét, ở giữa là khu dân cư còn sập xệ hơn, ai chịu tới đây đầu tư hạng mục thương nghiệp. Trương Khác hơi bất ngờ. Thầy Hứa có vẻ cũng rất thông thuộc thương nghiệp. Tôi hơn cậu mấy chục tuổi đầu đấy, không làm thì ít nhiều cũng thấy qua, khái niệm cơ bản tôi vẫn ít nhiều. Theo như cậu nói, nếu đợi khu phía Tây phá bỏ xây lại, đợi phát triển nhất định, khu thương nghiệp trọng điểm mới dần chuyển tới đây. Nhưng đến khi đó đám thương nhân địa ốc phát hiện ra phá bỏ nơi này xây dựng lại càng kiếm lợi nhiều hơn, bọn họ đồng ý để lại không? Trương Khác giang tay ra. Đó là vấn đề đau đầu của thầy lại mang ra hỏi cháu. Hứa Hồng Bá cười. Cậu nói thế tôi thua rồi, bài văn đó từ cậu mà ra, tôi vỗ tay hùa theo, càng không có trách nhiệm. Trương Khác đột nhiên quay sang Chu Phục. Chiều rảnh rỗi, kiếm bốn người đánh bài thôi. Người rảnh rỗi không thiếu, tôi đi xem nhà Trần Kỳ có bài không. Chu Phục nói xong đi ngay. Bấy giờ Trương Khác mới hỏi Hứa Hồng Bá. Bác có muốn làm người xấu một hồi không? Phải xem loại người xấu nào đã. Trương Khác chỉ giới tuyến giữa khu vực Hứa Hồng Bá muốn bảo tồn và khu phía Tây, đó là con đường Đường Thanh tới Bảy Hàng, cười gian xảo. Dụ người vào bẫy, nếu có người ngay từ đầu tới đây đầu tư thương nghiệp địa ốc, là có thể phá được thế bế tắc. Người ta đi từ mép vào, ai lại tự nhiên nhảy vào giữa mở ra. Chưa chắc, khu gần Tiền Môn giá đất rẻ chưa tính, lại còn đông người, giao thông thuận lợi, nếu như thành phố quy hoạch trong 1,2 năm phá bỏ khu vực này, nói không chừng có người cướp trước rồi. Chương 137, thỏa hiệp bất ngờ. Hứa Hồ Bá ồ lên. Vậy là tôi hiểu điều Lý Minh Học nói rồi. Gần đây Hứa Hồng Bá và Lý Minh Học tiếp xúc với nhau, điều này không có gì mà lạ, xem ra cha có ý kéo Hứa Hồng Bá vào công ty giống ruột kia rồi. Trương Khác không cần giả ngốc với Hứa Hồng Bá. Nếu có người ở phố thị đầu tư thương nghiệp cỡ lớn, mà mảng phía Tây không kịp nhanh chóng phát triển nối liền tới, cháu nghĩ tình huống sẽ khá thê thảm. Ức chế người khác nhiệt tình đầu tư về phía đông, theo trình tự, lấn từ phía Tiền Môn sang, không còn ai quá hứng thú với khu vực phía đông nữa. Cậu nói trước khi khu phía Tây kịp phát triển, áp chế không cho người khác tới chiếm khu phía đông. Hứa Hồng Bá suy nghĩ rồi nói. Thời gian không đủ. Đủ, một người nóng vội đầu tư thương nghiệp cỡ lớn ở phố thị, độc lập phát triển là không đủ, nhưng có thể tăng lưu lượng người nhất định, ngõ đàn tình cải tạo qua một chút. Tức thì có thể cùng khu thương nghiệp ở phố thị hình thành vùng thương nghiệp, như thế giá đất có nó sẽ tăng vọt, trước khi cả khu vực kịp phát triển, ngõ đan tình giá đất đắt đỏ sẽ là một phòng tuyến ngăn thương nghiệp tiếp tục phát triển về phía đông, lúc đó chúng ta mới tính tới làm sao thao tác thương nghiệp hóa khu phía đông. Lúc đó càng không thể phá bỏ xây lại được nữa. Quan trọng phải có người chịu mắc lừa, phát tán tin đồn Sa Điền sẽ mau chóng bị phá bỏ. Hứa Hồng Bá than. Ai làm chuyện này đây? Hình như không liên quan gì tới cháu. Trương Khác nhún vai cười. Thầy có nói với người ta những lời này là cháu nói thì cũng chẳng ai tin. Hứa Hồng Bá cười phá lên. Được, được, để tôi làm kẻ ác. Trương Khác thấy Hứa Hồng Bá cười còn gian hơn mình, lòng kinh hãi, đây là lão hồ ly thành tinh mấy chục năm không phải người thường, xem ra gần đây mọi việc quá thuận lợi làm mình đắc ý mất rồi, nhưng nghĩ Hứa Hồng Bá không thể gài bẫy mình, việc gì phải sợ ông ta. Hứa Tư chạy tới hỏi. Nói là muốn đánh bài, sao mọi người còn ở đây? Trương Khác rất thích được Hứa Tư quản lý mình, thu bản đồ lại. Thầy Hứa đã sao tấm bản đồ này chưa? Có, để tôi lấy cho cậu. Cái này rõ hơn. Trương Khác chẳng khách khí, cẩn thận gấp tấm bản đồ lại cho vào túi áo khoác. Tới nhà Trần Phi Dung, Lưu Phân đem giấy nợ đã ký tên cho y, Trương Khác cũng nút cả vào túi, chẳng ai dám nhắc chuyện y phải viết giấy nợ cho Chu Phục. Trương Khác, Hứa Hồng Bá, Chu Phục, Chu Văn Bân chui vào phòng chính sát phạt nhau, Hứa Tư ngồi bên cạnh Trương Khác cổ vũ, Lưu Phân bảo Trần Phi Dung pha trà mọi người, khi đưa trà cho Trương Khác,
cô còn đứng cách Chu Văn Bân nhờ Hứa Tư chuyển giùm, tựa hồ không muốn tới gần Trương Khác, rót trà xong lấy cớ ra ngoài giúp chuẩn bị bữa tiệc ngày mai rồi đi luôn. Trương Khác ăn tối ở nhà Trần Kỳ, y hy vọng được Hứa Hải Sơn giữ ở lại nhà, Hứa Tư và Hứa Duy ngủ cùng giường, y ngủ ở giường Hứa Duy, tuy chẳng làm được gì, nhưng ngủ cùng phòng ít nhiều cũng có cảm giác. Song đại khái Hứa Hải Sơn thấy Trương Khác lúc này đủ trưởng thành rồi, ăn tối xong hoàn toàn không giữ lại, Trương Khác đành cực kỳ bất đắc dĩ bảo Chu Văn Bân đưa tới nhà chiêu đãi của chính phủ. Khách sạn Văn Sơn là nơi chiêu đãi của chính phủ và thành ủy, tuy danh tiếng không so được với khách sạn Tây Thành, nhưng nếu cho chọn, Trương Khác sẽ chọn nơi này, vì khách sạn cư ngụ trong vùng non nước xanh xanh của Tiểu Cẩm Hồ. Tiếc là khách sạn Văn Sơn lại thuộc quản hạt của thành ủy, nếu chẳng phải có hội nghị thì người chính phủ rất ít qua bên này, cả Đường Học Khiêm cũng thà chọn nhà khách Tây Thành. Từ chi tiết này có thể nhìn ra, Đường Học Khiêm và Chu Phú Minh vì nhiều nguyên nhân phải kết thành liên minh chặt chẽ nhưng không phải là không có hiềm khích. Trương Khác bảo Chu Văn Bân lái xe thẳng vào sâu bên trong, dừng lại trường khu số 6, thấy có vài cỗ xe đỗ trong sân, lúc đầu không để ý, xuống xe rồi mới phát hiện ra một chiếc Toyota Crown. Thời đó loại xe này nhập vào trong nước không nhiều, thuộc loại xe cao cấp, Hải Châu tối đa chỉ có 4-5 người có. Bất kể họ là ai, lúc này tới đây khả năng lớn nhất là đánh bài. Đánh bài thắng thua đều không tính là hối lộ, cho nên các lãnh đạo đều thích chơi bài. Tối mùng 2 Tết trực ban gọi giám đốc xí nghiệp Tư tới chơi bài, là ai? Cha không thể làm chuyện vượt khuôn khổ này, lãnh đạo trực ban còn có phó thị trưởng Phương Hoành Xanh, Trương Khác không quen người này. Có ba ở đây, Phương Hoành Xanh ngại chuyện tới tai Đường Học Khiêm, vậy thành ủy hôm nay ai trực? Lúc này đã sắp 9 giờ, ở quầy phục vụ có một nam một nữ, Trương Khác báo ra tên cha, người nam gọi điện thoại nội bộ, Trương Khác nói với cô phục vụ. Giám đốc của Cẩm Thành chăm chỉ nhỉ, mới mùng 2 đã chạy tới nộp tiền rồi. Cô phục vụ mím miệng cười không dám đáp, cô gái này khuôn mặt rất xinh đẹp, phục vụ của khách sạn Văn Sơn có thể nói được dùng lưới mắt nhỏ đánh bắt được, đó là truyền thống từ thời Vạn Hướng Tiền làm bí thư thành ủy. Xem ra mấy tin đồn không sạch sẽ về ông ta chẳng phải vô căn cứ. Nam phục vụ gọi điện xong nói với Trương Khác. Thư ký trưởng Trương chơi bài ở tầng 3, để tôi dẫn cậu lên. Trương Khác đi theo hắn, vờ lơ đỉnh hỏi. Triệu Cẩm Vinh thường tới đây chơi à? Trước kia thì không, trước năm mới có tới vài lần. Nam phục vụ đi nghiêng người dẫn đường, đó là thói quen tạo nên do lâu ngày dẫn đường cho lãnh đạo, làm việc ở đây phải kín miệng, nên chỉ đáp qua loa với Trương Khác không nói nhiều. Trương Khác thầm kêu may mắn, nếu không nhờ ưu thế ít tuổi đừng mong moi được câu này từ hắn, mặc dù chỉ được một câu, nhưng thế là đủ rồi. Triệu Cẩm Vinh là một trong số chủ xí nghiệp tư nhân thành công nhất ở Hải Châu, luôn là nhân vật khá quan trọng. Có một điều không cần nghi ngờ, ông ta luôn có quan hệ thân mật với nhà họ Vạn. Tuy Vạn Hướng Tiền bị Đinh Hương Sơn đẩy về tuyến 2, nhưng nhà họ Vạn vẫn có thế lực chính trị mạnh ở Hải Châu, Triệu Cẩm Vinh cũng không thay cờ đổi trận, từ đó thấy được quan hệ cộng sinh khá sâu giữa hai bên. Đáng lẽ người đứng đầu đảng chính phủ đều có mâu thuẫn rất sâu với Vạn Hướng Tiền, Triệu Cẩm Vinh không có lý nào tới đây mới đúng. Nhưng chuyện vô lý lại cứ xảy ra, hơn nữa là vài ngày trước Tết, nói rõ mấy ngày qua thành phố Hải Châu lại có thay đổi mà người dân bình thường không nhận ra được. Nam phục vụ đứng trước phòng 308 gõ cửa, Trương Khác đẩy cửa đi thẳng vào, thấy Vạn Dũng giật bắn mình, ngồi cạnh ông ta là một trung niên lạ mặt đeo kính gọng vàng, chắc là Triệu Cẩm Vinh. Đây là cục diện Trương Khác không muốn thấy nhất, Chu Phú Minh đã gạt bỏ Đường Học Khiêm, bắt tay thỏa hiệp với lão hồ ly Vạn Hướng Tiền rồi. Sao chú Vạn hôm nay cũng trực ban cơ à? Trương Khác rủa thầm trong bụng, vẫn ghé tới thăm dò Vạn Dũng. Thằng nhóc thối này miệng ngọt lắm, nhưng có để chú Vạn này trong mắt thật không? Vạn Dũng đưa tay ra bợp tai Trương Khác. Ở trường toàn bắt nạn bạn. Vạn Dũng bỗng nhiên ra tay đánh người, người bên cạnh thấy ông ta cười toét miệng, chỉ nghĩ ông ta đùa, Trương Khác thì bị đánh cho ù cả tai, y giận sôi máu, nhưng không thể phát tác, biết hai thằng rác rưởi kia mấy lần thua thiệt đều về mách cha rồi. Nhưng không ngờ Vạn Dũng lại kém cỏi đến thế, ỷ người lớn bắt nạt trẻ con. Đáng tiếc món nợ này chưa tính sổ được, tạm thời tính lên đầu Vạn Thiên Tài đã, mẹ mày, ai biết đời cha ăn mặn đời con khát nước, Trương Khác trong thoáng chốc mặt tối sầm lại, nhưng mau chóng tươi cười giấu đi cơn giận. Nếu nhất định muốn xa cách thì sau này tôi xin cung kính gọi một câu chủ nhiệm Vạn vậy. Trương Khác thấy sắc mặt Phương Hoành Thanh rất bất thiện, cha cũng chẳng có vẻ gì là cao hứng. Hôm nay bên thành ủy do trưởng phòng tổ chức Dương Húc thăng trực,
dù ông ta có việc bận, cũng không tới lượt Vạn Dũng thay chân. Chẳng trách sắc mặt cha và Phương Hoành Thanh không vui, không thể không ngồi vào cùng bàn đánh cờ. Lưu Văn Bình lái xe của Đường Học Khiêm đứng sau Trương Chi Hành xem bài, thấy Trương Khác tới liền về phòng nghỉ, mai hắn còn phải lái xe. Trương Khác đi quanh bàn một vòng, không ngờ Vạn Dũng còn thắng nhiều hơn Phương Hoành Thanh, chẳng trách sắc mặt ông ta khó coi như vậy. Chương 138, lại lên tỉnh thành. Phương Hoành Thanh không phải là thường ủy, địa vị không coi là quan trọng, lãnh đạo các ban ngành trực thuộc chính phủ có thực quyền không phải do ông ta quản lý, chẳng cần nể mặt ông ta. Vạn Hướng Tiền và Chu Phú Minh nếu đã thỏa hiệp, phải chăng tiếp theo sẽ đưa Vạn Dũng vào thường ủy? Xem ra khả năng này rất cao, cha có làm tốt mấy cũng phải 2-3 năm nữa có khởi sắc, có Từ Học Bình chiếu có, lên phó thị trưởng không thành vấn đề, nhưng nếu để Vạn Dũng lúc này kém phó thị trưởng một bước leo lên trước, thì rất khó vượt qua nổi ông ta. Cứ nghĩ tới sau này bị một kẻ mình căm ghét đè trên đầu, Trương Khác cảm thấy phiền lòng thay cho cha, quan trọng nhất là Đường Học Khiêm còn giữ được quan hệ trăng mật bên ngoài với Chu Phú Minh nữa không. Vụ án oan của Đường Học Khiêm, Chu Phú Minh là kẻ lợi dụng hưởng lợi lớn nhất, giờ có hành vi này, có thể nói là kẻ phản bội liên minh của hai người. Chu Phú Minh là con hồ ly âm hiểm, Đường Học Khiêm tính cách quyết liệt, xem ra quan trường Hải Châu không hy vọng yên bình được nữa, quan trọng nhất phe mình ở thế yếu, làm trong lòng Trương Khác cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trương Khác đứng giữa Triệu Cẩm Vinh và Vạn Dũng xem bài, xem dưới vành mắt của mình họ Triệu kia biếu tiền cho họ Vạn thế nào, Triệu Cẩm Vinh thả cho Vạn Dũng ăn 2 ván, Trương Khác giả ngốc nói. Giám đốc Triệu đánh bài lạ quá, tôi chẳng nhìn bài chủ nhiệm Vạn cũng biết người ta cần quân nào rồi, lại cứ nộp cho người ta. Trò này ai cũng biết cả rồi, Phương Hoành Thanh tức mình thẳng ít hơn Vạn Dũng, thấy Trương Khác nói một câu vô tâm như thế, liền lợi dụng ngay. Chẳng trách hôm nay tôi và Chi Hành toàn thua, giám đốc Triệu, đánh bài không thể chơi vậy được đâu. Câu cuối còn nhấn mạnh. Vạn Dũng sắc mặt rất khó coi, Triệu Cẩm Vinh không thẹn là gian thương, tươi cười nói. Tôi đã bảo mà mình không biết đánh bài, thị trưởng Phương lại không tin. Trương Khác đứng sau nói. Tôi ở trường đánh bài rất được, hay là để tôi làm trợ thủ cho ông? Vạn Dũng cho rằng biểu hiện của Trương Khác thuần túy là của kẻ ngu ngốc, coi thường y, nói ngọt nói nhạt. Giám đốc Triệu kiếm được trợ thủ, có cơ hội gỡ vốn rồi. Thấy mặt Vạn Dũng tím tái, Trương Khác hả dạ được một chút, y chẳng sợ Vạn Dũng, Triệu Cẩm Minh hận mình. Tiếp theo Trương Khác đứng sau coi bài, khiến Triệu Cẩm Vinh không thể thả bài cho Vạn Dũng nữa, bọn họ vốn hẹn nhau chơi tới 12 giờ đêm, nhưng tới 11 giờ, Vạn Dũng bực bội ném bài đi không đánh nữa, Phương Hoành Thanh càng thêm khó chịu. Nhìn Triệu Cẩm Vinh vào phòng của Vạn Dũng, Trương Khác nói nhỏ với cha. Vừa rồi nghe phục vụ viên nói, trước Tết Triệu Cẩm Vinh thường tới đây, ba có biết cụ thể không? Trương Chi Hành nghe vậy thì giật mình nhíu mày lại, ông có dự cảm không lành. Trương Chi Hành kéo con vào phòng. Chỗ này mặc dù là nơi chiêu đãi chung của chính phủ và thành ủy, nhưng bên chính phủ trước nay ít tới đây. Hôm nay bên thành ủy tới Trương Hiểu Kiện trực ban, dù thế nào cũng không tới lượt Vạn Dũng thay thế. Con đi đánh răng trước đi, ba đi gọi điện cho bác Đường của con. Trương Khác không muốn nghe cuộc điện thoại này, tin tức Chu Phú Minh có khả năng thỏa hiệp với Vạn Hướng Tiền là một tin dữ với Đường Học Khiêm. Nhưng đây mới là chuyện thường ở quan trường, nói không chừng Đường Học Khiêm sớm đã dự liệu được rồi. Vạn Hướng Tiền nhượng bộ đổi lấy việc tiến bộ của Vạn Dung, với hai người Chu, Đường mà nói không ảnh hưởng gì tới cái ghế của họ. Nhưng thế cục từ nay sẽ khác, dù Từ Học Bình trên tỉnh có kiên định ủng hộ Đường Học Khiêm cũng chỉ đảm bảo ông ta ngồi vững ở vị trí thị trưởng, nhưng từ nay về sau sẽ bị cô lập, làm việc gì cũng khó. Trương Khác đánh răng rửa mặt xong, thấy cha vừa cúp điện thoại, sắc mặt nặng trĩu, nói. Chu Phú Minh là người giỏi chơi trò cân bằng, đối nhân xử thế không quá đáng. Cục diện nói không chừng không xấu lắm, giờ lo lắng cũng vô ích. Nói thế chẳng qua là an ủi bản thân mà thôi, Chu Phú Minh trước kia luôn bị Đinh Hướng Sơn chèn ép, đương nhiên xử sự nhún nhường ôn hòa, nhưng lúc này ông ta chơi trò đâm sau lưng Đường Học Khiêm, là đã muốn gây dựng lên uy thế của người đứng đầu. Đường Học Khiêm đi đến bước này, đã là đỉnh cao rất nhiều người không thể với tới, trừ khi gặp vấn đề kinh tế nghiêm trọng, nếu không sẽ không có trắc trở lớn. Cùng lắm nhường nhịn Chu Phú Minh, tránh đối đầu với ông ta là được. Nhưng Trương Khác lo một khi Chu Phú Minh trở nên chuyên quyền độc đoán, City cổ phần Hải Châu sẽ thành trướng cái gân gà, rất nhiều người không muốn nó thành ngại vật ngăn cản tài lộ của họ. Ngày mai phải tới tỉnh thành, cha nói phải ngủ sớm,
nhưng Trương Khác trong lúc mơ mơ màng màng còn nghe thấy tiếng cha trằn trọc chở mình. Hôm sau Trương Chi Hành dậy sớm, Trương Khác tham ngủ, khi thấy trong phòng có tiếng người đi lại thì thầm nói chuyện mới mở mắt ra, thấy Đường Học Khiêm đứng trước giường. Bác Đường, sao tới sớm thế? Sắp 8 giờ rồi đấy. Từ Tân Thái lái xe tới đây phải mất 2 tiếng, xem ra Đường Học Khiêm dậy từ 5 giờ, Trương Khác cũng cựa mình bò dậy, điều hòa trong phòng đã tắt, ôm chăn quấn lấy người, thấy Đường Học Khiêm sắc mặt vẫn tốt, mắt sáng có thần. Với ông ta mà nói chuyện định sẵn sẽ xảy ra thì chẳng cần phải nghĩ, còn cha thì hốt hoảng lo lắng cả đêm, sắc mặt rất tệ, thôi dù sao lên xe cũng có thể ngủ bù. Trời lạnh quá. Trương Khác lười biếng nói. Cẩm Hồ buổi trưa có xe lên tỉnh thành, lúc này cháu không dậy nổi, để cháu ngủ thêm một chút. Đường Học Khiêm ấn đầu Trương Khác xuống. Hôm nay khả năng có mưa tuyết, thời tiết sẽ còn lạnh hơn hôm qua, cháu muốn ngủ thì cứ ngủ đi. Hôm qua đã nói với Chu Văn Bân tới đón đi ăn trưa rồi mới lái xe lên tỉnh thành, Trương Khác nằm lì trên giường tới 11 giờ mới dậy tắm rửa, trả phòng cho quầy phục vụ, xuống sân, thấy lạnh run. Xoa xoa tay chuẩn bị kiếm nơi giải quyết bữa trưa thì nghe thấy tiếng Hứa Tư gọi, quay đầu lại thấy chiếc phò đỗ ở góc, Hứa Tư thò tay ra ngoài cửa sổ vẫy hi, mặt bị chiếc kính râm che quá nửa mặt, nhưng môi càng thêm đỏ mọng, nữ nhân tuyệt mỹ như vậy, cho dù chỉ để lộ ra một góc, cũng có thể lộ hết nét phong tình. Sao chị tới đây? Trương Khác quên luôn cái lạnh, hưng phấn chạy ù tới, mở cửa xe chui vào xe, ngồi cạnh Hứa Tư. Con Chu Văn Bân tối qua bị sốt, hai vợ chồng ở bệnh viện trông con. Bảo tôi lái xe đưa cậu lên tỉnh thành. Hôm qua Trương Khác cũng định nhờ Hứa Tư đưa đi, chỉ là nghĩ không ra cớ, thầm nghĩ con Chu Văn Bân cảm thật đúng lúc, nghĩ thế miệng không kìm được nụ cười. Hứa Tư thừa biết tâm tư của y, vờ giận. Con Chu Văn Bân bị bệnh, cậu đắc ý cái gì? Chuyện này đúng là không nên tỏ ra vui mừng, Trương Khác lảng đi. Bên ngoài lạnh quá, cửa kính cũng đóng băng rồi. Hôm nay nhiệt độ thấp nhất xuống 9 độ, trời rất âm u, chắc lại đổ tuyết. Trương Khác gần như quên mất Hải Châu còn có thể lạnh đến thế, trong ấn tượng của y, sông ở Hải Châu rất ít khi đóng băng. Hai người ăn trưa ở thành phố rồi lái xe lên đường cao tốc. Mới mùng 3 Tết, đường rất ít xe, vừa mới lên đường cao tốc thì trời đổ mưa tuyết, đi tới địa phận Tân Thái, mặt đường toàn băng mỏng. May mà đường không có xe, Hứa Tư lại lái xe với tốc độ 30 dặm, vốn chặng đường chỉ cần đi 3-4 tiếng. Với tốc độ này sợ quá nửa đêm mới tới nơi, nhưng không sao được ở riêng với Hứa Tư thì có năm sau lên được tỉnh thành Trương Khác vẫn vui vẻ, bật nghe radio thấy báo đường cao tốc không bị tắc. Khi tới trạm thu phí Tân Thái, Trương Khác gọi điện cho Tả Vãn tình báo cho cô biết tình hình, đội xe của thành phố có cảnh sát đi mở đường, lại lên đường trước khi mưa tuyết đổ xuống, nên cho dù có đóng cửa đường cao tốc không bị ảnh hưởng. Khi xe tới huyện Thái Tây phía tây Tân Thái, cũng là cửa thu phí rời Tân Thái. Được nói phía trước bị tắc đường, lúc này muốn quay về Hải Châu cũng không được, đành rời đường cao tốc, đi quốc lộ, dù sao với loại tốc độ này có đi bằng đường cao tốc hay không cũng giống nhau, đi 6-7 tiếng nữa là có thể tới tỉnh thành. Chương 139, tai nạn. Trước năm 97, người chưa đủ 18 tuổi vẫn có thể lấy được bằng lái xe, sau này mới quản lý chặt hơn, vì thế Trương Khác trong kỳ nghỉ đông quấn lấy chú Kỳ Kèo đòi nhờ bạn ở cục giao thông kiếm cho bằng lái, chỉ là không có cơ hội lái. Ít nhất trước mặt người nhà và Tạ Vãn Tình, y luôn giữ vẻ thiếu niên tuân thủ luật lệ giao thông. Trời tối, hai người ăn cơm tối ở huyện Thái Tây, Trương Khác lái xe thay cho Hứa Tư, lúc này trời đổ mưa nhỏ, không có cảm giác giá buốt, đường cao tốc nối Huệ Sơn và tỉnh thành không đóng cửa, Trương Khác và Hứa Tư tâm tình cực cực tốt, tính toán có thể tới tỉnh thành ăn khua vào khoảng 9 giờ tối. Hứa Tư muốn y giảm tốc độ, nhưng Trương Khác đâu phải là tay mơ, vô lăng vừa vào tay là tốc độ tăng lên 100. Xe phóng như bay trên đường ướt át. Trương Khác lần đầu tiên đi trên đường cao tốc Huệ Sơn, không rõ đường cho lắm, ra khỏi thành phố Huệ Sơn, đèn đường phía xa không còn rõ lắm nữa, gặp một đoạn đường dốc, Trương Khác hãm phanh, chớp mắt mũi xem trầm xuống, thấy phía trước có ánh đèn pha loang loáng. Trương Khác giật nảy mình, đập phanh gấp, trên dốc có đóng băng, xe theo quán tính trượt xuống, phanh xe không có tác dụng, Trương Khác nắm chặt lấy vô lăng, thấy phía có ánh đèn có mười mấy chiếc xe đêm vào nhau. Tạo thành chướng ngại bằng thép. Vì xe phanh gấp, Hứa Tư đang ngủ gật tỉnh lại. Xe dừng lại trước một chiếc xa hàng, cách chừng 3-4 mét, thiếu chút nữa là chui vào gầm nó rồi, Trương Khác còn chưa hoàn hồn, quay sang thấy Hứa Tư vẫn hoảng hốt ngồi thừ người ra, y vội tháo đai an toàn cho cô, dục. Mau xuống xe, phía sau khả năng còn có xe xô phải.
Kéo Hứa Tư xuống xe, lúc này mới nhìn rõ thảm cảnh phía trước, có mười mấy chiếc xe con đâm vào nhau, con lươn bảo vệ bên đường cao tốc cũng bị xô tung, mảnh vỡ văng khắp nơi. Trương Khắc quay đầu nhìn lại đằng sau, có xe đi tới, chiếc xe đó khi xuống dốc hiển nhiên không giảm tốc độ, song đường trơn thế này xe không vào cần ga vẫn cứ lao xuống, phanh xe lúc này căn bản không ăn thua nữa. Chiếc xe này quá nửa sẽ xô vào rồi, Trương Khắc kéo tay Hứa Tư chạy sang bên đường, tóm lấy rào chắn muốn nhảy qua thì nghe thấy phía dưới có tiếng nam nhân hò hét, cảm giác hơi xa, lúc này mới phát hiện đây là cây cầu, phía là lòng sông đen xì xì, không biết sâu thế nào, Trương Khắc hoảng hồn ôm vội Hứa Tư, một tay bóp đúng ngực Hứa Tư cảm thấy tim cô đập thình thịch, đến khi chân chạm đất cả hơi mới thở phào, Hứa Tư vẫn run rẩy sợ hãi, nói vào tai cô. Chúng ta không sao nữa rồi. Lúc này trên đường có một chiếc xe đầm vào đuôi chiếc xe hàng, bên trong có một cảnh sát chui ra, Trương Khắc hét về phía người đó. Mau chạy đi. Người đó quay đầu thấy xe lao xuống dốc, theo bản năng chạy về phía bên Trương Khắc, đến bên đường cũng định nhảy qua rào chắn, Trương Khắc tóm vội lấy người đó. Phía dưới là song đấy không phải đất đâu, có người đã nhảy xuống rồi. Lúc này mới nhìn ra là nữ cảnh sát, song trời tối không thấy rõ mặt lắm. Ánh đèn kia tới gần mới nhận ra là chiếc hàng, xe loạng choạng lao tới, lướt qua chiếc pho của Trương Khắc, đâm sầm vào chiếc xe cảnh sát, tiếng va chạm chấn động màng nhĩ. Phía sau còn có xe xô vào, Trương Khắc chẳng mong có thể giữ được xe nữa, còn chưa chấn tĩnh lại, lại có một chiếc lao tới, khi sắp đâm phải chiếc pho thì xe đó xoay ngang, dừng lại ở giữa đường, phía sau còn có ba chiếc xe hơi nữa, tốc độ còn nhanh hơn, tiếng phanh xe rít lên chói tai, làm người ra rợn tóc gáy. Nhìn người từ mấy chiếc xe đó chui ra, Trương Khắc đi tới lớn tiếng nói. Phía dưới là sông, đừng nhảy xuống. Lúc này đứng bên đường cũng không an toàn, Trương Khắc bảo Hứa Tư theo nữ cảnh sát kia leo về phía trước, nơi này còn trong phạm vi thành phố Huệ Sơn, bảo bọn họ tìm người dùng điện thoại cầm tay mau báo cho cảnh sát. Không đóng cửa đường cao tốc, không biết còn có bao nhiêu chiếc xe xô vào. Trương Khắc đi tới xem chiếc xe còn có ai bị thương không, may chiếc xe hàng quay ngang qua. Một khi chiếc xe con chui vào gầm xe hàng thì người ngồi trước khó giữ được mạng, Trương Khắc giúp người lái xe ra ngoài. Đèn xe đan xen nhau, chỗ sáng chỗ tối, miễn cưỡng nhìn thấy mặt đường, nữ cảnh sát kia leo tới nóc xe hàng phía trước thì dừng lại, lúc này mới tỉnh táo lại, nói với Trương Khắc trong xe cảnh sát còn có người. Chiếc xe hàng đằng sau xoay ngang đường, tạm thời ngăn được xe đằng sau, nhưng chẳng may lại có xe hàng lớn chạy tới xô nó đi thì người ở lại trong xe cảnh sát rất có thể thành thịt nát. Trương Khắc tới chiếc xe cảnh sát, đuôi xe nát rồi, người ngồi đằng sau gục xuống, máu từ dưới cánh cửa xe chảy ra đã đông lại, Trương Khắc mở cửa trước của xe sát ra, kéo cảnh sát ngồi ở ghế phụ xuống, lúc này phía trước có người khác tới giúp, cùng khiêng viên cảnh sát tới phía trước. Trương Khắc lúc này mới phát hiện còn có 7-8 chiếc xe đâm rúm gió vào nhau, có một cô gái bị kẹt trong một chiếc Nissan bị đâm gần như tan ra, đang khóc lóc kêu gào đau đớn, vươn tay máu me ra ngoài khe hở cầu xin cứu giúp. Mấy người vây quanh đang tìm cánh cứu cô gái ra, nhưng mấy phút sau, tiếng khóc ngưng bặt. Đúng lúc này trời lại còn đổ mưa tuyết, ngoài trời lạnh buốt, gió lạnh thổi ù ù làm tai đau nhói như có kim đâm, khắp nơi trong không khí toàn mùi dầu xe. Trương Khắc tìm được Hứa Tư, lúc này lại nghe thấy phía sau có tiếng xe va chạm, mùng ba Tết, lại là ban đêm, đáng lẽ trên đường phải không có nhiều xe mới đúng, hỏi một lái xe mới biết đã gọi cho cảnh sát một tiếng đồng hồ trước, đối phương chỉ nói là biết rồi. Trương Khắc đùng đùng nổi giận, nếu quản lý giao thông phản ứng kịp thời thì y và Hứa Tư đã bị ngăn lại trước trạm thu phí, gặp phải đám nhân viên quốc gia vô trách nhiệm vô lương tâm này, nhưng không có khả năng thay đổi, ngoài phẫn nộ mọi người chỉ còn biết bi thương, may mà có người nói cục quản lý đường cao tốc Huệ Sơn đã báo cảnh sát. Mưa tuyết bắt đầu lớn dần, nhiệt độ không chừng đã dưới 10 độ, người bị thương trong xe nếu không kịp thời cứu ra, có khả năng sẽ chết rét, mọi người bắt đầu tổ chức cấp cứu. Nửa tiếng đồng hồ sau xe cấp cứu mới tới nơi, cảnh sát giao thông cũng ngày một nhiều, Trương Khắc không chịu nổi lạnh nữa, liền cùng quay về xe. Thật đúng là kỳ tích, hai người không sao, chiếc xe Ford cũng chẳng may may suy chuyển, bọn họ đã gọi điện tới tỉnh thành và Hải Châu, không dám nói là mình gặp tai nạn, chỉ nói đường cao tốc có sự cố giao thông lớn, bị chặn lại ở Huệ Sơn. Nhà Hứa Tư không có điện thoại, hơn nữa bọn họ cũng không biết cô cùng Trương Khắc đi đâu, chẳng cần gọi điện thoại báo tin bình an. Trương Khắc định chợp mắt trên xe một lúc thì nghe thấy dưới cầu có tiếng trẻ con khóc, ra ngoài cầm đèn pin chiếu xuống, thấy mặt nước đen kịt, nhưng có cảnh sát giao thông xuống tìm kiếm rồi. Bên ngoài quá lạnh,
Trương Khác chui lại vào xe, cởi áo khoác bị mưa tuyết làm ướt ra, tay chạm vào Hứa Tư mới phát hiện cô đang run rẩy, đưa tay sờ áo ngoài của cô, cũng bị ướt hết rồi. Trương Khác thấy Hứa Tư vẫn chưa thoát khỏi cơn kinh hoàng, liền giúp cô cởi áo ngoài, kéo vào trong lòng, nói. Không sao nữa rồi, đợi trời sáng chúng ta tới Huệ Sơn trước. Hứa Tư gật đầu, an tâm áp mặt vào ngực Trương Khác, y ôm lấy eo cô, hai người thì thầm nói chuyện, trước khi trời sáng còn ngủ được 2-3 tiếng. Khi tỉnh lại, quản lý giao thông đã cẩu xe phía sau đặt sang hai bên, dọn ra con đường ở giữa. Trương Khác quay đầu xe lại, có cảnh sát tới hỏi y có thể đưa một vài người về Huệ Sơn hay không. Trương Khác gật đầu, cảnh sát giao thông dẫn ba người tới, Trương Khác mở cửa sau cho họ vào. Một cô cảnh sát từ đằng sau chạy tới nói. Không biết phải cảm ơn anh ra sao, anh có thể để lại phương thức liên hệ, sau này tôi liên lạc lại. Đó là cô cảnh sát thiếu chút nữa nhảy xuống sông Trương Khác giữ lại, cầu cách sông hơn 10 mét, nước sông lại nông, trước Trương Khác có hơn 10 người nhảy xuống, bị chết 6 người. Trương Khác đưa danh thiếp của Hứa Tư cho cô ta, hai cảnh sát đi cùng với cô ta một chết một trọng thương, chẳng biết an ủi ra sao. Chương 140, nóng bỏng. Trên đường quay về Huệ Sơn cũng có băng đóng, Trương Khác lái xe cẩn thận, nên không xảy ra vấn đề gì. Qua trạm thu phí Huệ Sơn, ba người đi nhờ xe đều xuống, mọi người trao đổi danh thiếp cho nhau. Địa điểm xảy ra tai nạn cách trạm thu phí rất gần, nếu cảnh sát Huệ Sơn nhận được báo kịp thời đóng cửa đường cao tốc, ít nhất 2/3 số xe thoát được tai nạn, nhưng lúc này Trương Khác chẳng còn hơi sức mà tức giận nữa rồi. Những người gặp tai nạn đêm qua sẽ đem hết phẫn nộ dồn lên đầu cảnh sát Huệ Sơn, Trương Khác chẳng định làm việc kinh thế hãi tục gì để thay đổi cái quốc gia này, một quốc gia cũng chẳng dễ dàng vì một ai đó có thể phát sinh thay đổi lớn. Lúc sáng trong xe nghe tiếng gào khóc thảm thiết bên ngoài, hai người chẳng ngủ được ngon, Hứa Tư sắc mặt nhợt nhạt, Trương Khác bảo cô dựa vào vai mình, Hứa Tư mỉm cười, cô không muốn ảnh hưởng tới Trương Khác lái xe. Radio báo toàn tỉnh đều có mưa tuyết, toàn bộ đường cao tốc đóng cửa, Trương Khác mệt cả đêm, lại bị nhiễm lạnh, có dấu hiệu bị sốt. Quyết định ở lại Huệ Sơn một ngày, đợi thời tiết tốt hơn hãng tính. Trong xe tuy có điều hòa ấm áp, nhưng không thể hong khô y phục bị mưa tuyết làm ướt. Chuyện cấp bách hiện nay là tìm chỗ sấy khô y phục. Từ đường cao tốc xuống, gặp được khách sạn Bằng Duyệt, xuống xe, hai người đành khoác áo lên, nhanh chóng làm thủ tục thuê phòng, vừa mới vào phòng, mặc dù điều hòa còn chưa bật lên, Trương Khác đã chạy vội vào phòng khách, cởi y phục ra, dùng chăn bọc lấy mình, tới phòng Hứa Tư, thấy cô đã chui vào chăn, hỏi. Chị gọi phục vụ tới đi sấy khô quần áo chưa? Hứa Tư đã hơi khôi phục lại bình tĩnh một chút. Điều hòa đã bật lên. Giải quần áo ra, ngủ một giấc tỉnh lại là gần như đã khô rồi. Trương Khác thấy giọng Hứa Tư hơi khàn khàn, cũng có dấu hiệu bị cảm giống mình rồi, định lấy y phục của Hứa Tư ra phòng khách hong khô, chân dẫm vào mép chăn thiếu chút nữa ngã dập mặt, cả quần áo lẫn chăn đều rơi xuống thảm. Trương Khác chỉ mặc quần đùi, có chút xấu hổ, quay đầu nhìn Hứa Tư, thấy ánh mắt cô có vẻ né tránh, chứng tỏ vừa rồi có nhìn mình, cười nói. Còn nhìn trộm nữa là em thua tiền đấy. Hứa Tư chui đầu vào trong chăn, Trương Khác càng cười lớn, bê y phục ra phòng khách trước mới quay lại nhặt chăn. Trương Khác gọi phục vụ tới bảo đem y phục hai người đi giặt, cùng đưa thuốc cảm. Trương Khác lấy áo ngủ trong phòng tắm khoác lên, mang nước và thuốc tới phòng Hứa Tư. Chị uống đi, cẩn thận bị cảm. Hứa Tư dựa vào đầu giường, cô đưa tay ra đón lấy cốc, chăn tụt xuống đầu gối, bên trong mặc áo bó sát người, áo của cô hơi ướt càng ôm sát lấy cơ thể hơn, ngực, eo. Mông tất cả đường cong cơ thể trình diện một cách hoàn mỹ nhất, kích thích nam nhân hơn cả khỏa thân. Trương Khác gian nan nuốt nước bọt nói. Trong phòng tắm có áo tắm để em lấy cho chị. Trương Khác ra đến cửa còn không nhìn được quay đầu lại nhìn, Hứa Tư kéo chăn lên tận cổ che kín người, mặt đỏ dừ, trừng mắt lên, không cho y nhìn bừa. Trương Khác mang áo tắm tới cho Hứa Tư, lúc này đèn trong phòng đã bị Hứa Tư tắt hết, rèm cửa sổ kéo kín. Chỉ còn đèn ngủ, ánh sáng mờ mờ làm không khí càng thêm ám muội. Hứa Tư trốn trong chăn thay y phục, nghe tiếng thay y phục sột soạt, Trương Khác không kìm được tưởng tượng ra thân hình Hứa Tư mê người nhường nào, dục vọng sục sôi trong cơ thể, Trương Khác cảm thấy cổ khô khốc, cầm lấy cốc nước, ước một cái uống cạn. Hứa Tư thay y phục xong chui ra khỏi chăn, áo tắm cổ rộng, cô phải một tay giữ lấy cổ áo, thấy Trương Khác vẫn đứng trong phòng, vội dục. Mau về phòng đi, cẩn thận lại bị lạnh. Trương Khác chăm chú nhìn sâu vào mắt Hứa bằng ánh mắt chan chứa tình cảm, ôn nhu nói. Chị Hứa Tư,
hay là em ở lại đây nói chuyện với chị được không? Một tiếng chị Hứa Tư rất quen thuộc vậy mà làm trái tim Hứa Tư chẳng hiểu sao run lên, cô do dự một chút rồi nhích người sang một bên giường. Trương Khác mừng húm, vội đặt cốc nước xuống, chui ngay vào trong chăn, chiếc áo ngủ rơi ra, để lộ thân thể có mỗi cái quần đù, Hứa Tư quay mặt đi. Đợi Trương Khác ngồi xuống rồi cô quay lại kéo chăn lên cho Trương Khác, cơ thể mềm mại không tránh khỏi áp vào người Trương Khác. Trương Khác nỗ lực nghĩ tới chuyện khác phân tán đi chú ý của mình, nhưng u hương thoang thoảng trên người Hứa Tư lan vào cánh mũi, đánh tan mọi nỗ lực của y, lòng mỗi lúc một dạo dực. Sao cậu không sợ? Hả? Trương Khác mất một lúc mới hiểu ra Hứa Tư đang hỏi tới chuyện tai nạn xe, y từng gặp hai lần tai nạn chết người, cho nên lúc đó thì sợ, qua rồi cũng chẳng sợ hãi gì, mệt thì có mệt thôi, đáp cho có. Hiện giờ nghĩ lại mới sợ, có điều không sao cả. Hứa Tư nhìn Trương Khác, làm gì thấy có chút sợ hãi nào, ngần ngừ một lúc mới nói lý nhí. Có cậu ở bên cạnh thật là tốt. Nhìn hoa dung nhợt nhạt của cô, Trương Khác thấy yêu thương tha thiết, câu nói đó đặt lên vai y thêm một trọng trách, cũng làm càng quyết tâm bảo vệ cô, chiếm hữu cô. Nằm xuống nói chuyện đi. Hứa Tư nhìn Trương Khác một lúc lâu mới ngồi xuống, Trương Khác tim loạn nhịp, nằm xuống áp sát vào tấm lưng Hứa Tư, tay run run đặt lên chiếc eo thon nhỏ của Hứa Tư. Cô không phản đối, lúc này mới dám chạm hẳn vào người Hứa Tư cảm nhận sự mềm mại tươi mát của da thịt cô, tim như sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Sao cậu không nói gì? Giọng Hứa Tư nhẹ như tơ. Chỉ quay lại đây mặt đối mặt nói chuyện. Trương Khác chẳng biết lời này có lừa được ai không. Như thế này nói chuyện là được rồi. Hứa Tư không động đậy, tay khẽ nắm lấy tay Trương Khác đang đặt trên vòng eo của mình. Cứ quay lại nói chuyện thì hơn. Trương Khác vẫn kiên trì. Hơi chống người dậy, dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt Hứa Tư càng quyến rũ bội phần, đưa tay kéo người Hứa Tư quay lại, mắt mơ màng như phủ một tầng sương mù, Trương Khác biết, cô cũng giống mình, đều không thể khống chế được dục vọng trong cơ thể. Khi Hứa Tư quay lại, cổ áo tắm mở ra, lộ ra nửa bầu vú mơn mởn trắng mịn như ngọc cùng nụ hoa hồng thấp thoáng, Trương Khác luồn tay vào áo ngủ của cô, chạm vào chiếc bụng nhỏ, cảm giác cơ thể run lên nhẹ nhẹ, hơi thở thơm tho nóng hổi phả vào mặt mình. Tay Trương Khác thuận thế chạy xuống, xoa nhẹ nhẹ giữa hai đùi Hứa Tư cong người lên, hai chân khép chặt, Trương Khác định cho tay vào quần lót của cô thì bị Hứa Tư tóm chặt lại. Đường Thanh thì phải làm sao đây? Hứa Tư đột nhiên u oán hỏi, nhìn vào khuôn mặt dần dần trưởng thành của y, đôi mắt dưới mái tóc rối loạn vừa hoang mang lại nóng bỏng, làm Trương Khác say mê. Chị không trách em quá tham lam chứ? Trương Khác chống người ngồi dậy, một tay đặt lên mông Hứa Tư vuốt ve, nhìn vào mắt cô. Mặc dù không còn kiểm soát được dục vọng trong cơ thể, nhưng không muốn lừa dối cô. Hứa Tư lấy hai tay quấn lấy cổ Trương Khác, áp môi tới thay cho câu trả lời, Trương Khác ôm lấy đầu Hứa Tư, say sưa tận hưởng cảm giác choáng váng diệu kỳ mà cặp môi của cô mang lại, hai chiếc lưỡi tham lam trong cuộc đuổi bắt vô tận, bốn cánh tay vội vã trừ bỏ y phục vương víu còn thừa trên cơ thể đối phương, mê loạn mà cuống nhiệt, hận không thể đem đối phương hòa tan vào cơ thể mình, tìm kiếm khoái cảm tột cùng nguyên thủy của nhân loại. Kích tình trôi qua, hai cơ thể trần truồng mềm nhũn không còn chút hơi sức nào nằm đè lên nhau, Trương Khác mới nhớ tới vấn đề tránh thai, thấy Hứa Tư vẫn còn nhắm mắt hưởng thụ dư âm sau cuộc ân ái, gò má tuyệt mỹ ửng hồ, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô. Chúng ta đi tắm chút đi. Hứa Tư lười biếng khẽ một tiếng, không chịu động đậy, Trương Khác nhấc mông, rút tiểu huynh khỏi cơ thể Hứa Tư. Hứa Tư cau mày đưa tay ra che, không cho thứ kia chảy xuống giường, khẽ cắn môi trợn mắt nhìn Trương Khác. Nhiều oán tránh việc hay ho y làm, hờn giận đầy Trương Khác ra muốn đi tắm rửa. Trương Khác lưu luyến từ cơ thể Hứa Tư bò dậy y, tay chạm vào đùi cô, mềm mại chân mịn, không nhịn được thò tay vào khu địa đàng sờ soạng một lúc. Hứa Tư đứng dậy, lấy khăn tắm bọc lấy người, nhưng tay lại che hạ thân, không nhịn được cười, nhìn bàn tay dinh dính có vết máu, còn tưởng tới kỳ kinh nguyệt của cô, khi Hứa Tư đi tới cửa phòng mới sực nghĩ ra không phải, vội nhảy xuống giường đuổi theo, ôm chặt Hứa Tư từ đằng sau. Chương 141, vô đề. Ninh Hướng Sơn khi bị bắt không hề khai một lời nào bất lợi cho Hứa Tư, nhận hết trách nhiệm vào mình, dù sự thực Hứa Tư bị ông ta ép buộc thật, nhưng thông thường một người rơi vào hoàn cảnh đó luôn muốn kéo người khác chết chùm. Theo quỹ tích lịch sử thực, sau vụ án Hứa Tư kết hôn với Diệp Tân Minh, nhằm che giấu quan hệ tình nhân với Ninh Hướng Sơn, song có cần làm tới mức đó không? Ninh Hướng Sơn chắc chắn không chỉ có một tình nhân, vì sao ông ta làm thế? Vì sao thì điều đó không quan trọng nữa. Hứa Tư người cứng đờ,
nhìn bàn tay dính máu của Trương Khắc ôm trước bụng, trong tích tắc như mất hết toàn bộ sức lực, người nhũn ra sụi xuống thảm, bật khóc nức nở. Trương Khắc không kịp giữ lấy Hứa Tư, ngồi xuống, kéo cô vào lòng, lúc này mới biết Hứa Tư phải chịu đựng quá nhiều ủy khuất, lòng vừa đau vừa thương, áp mặt vào má Hứa Tư, khẽ hỏi bên tai cô. Sao chị phải ủy khuất bản thân như thế? Không có gì ủy khuất cả, tôi đi vay tiền là ý của bản thân, tôi chấp nhận số mệnh, 27 vạn, số tiền khủng khiếp đó làm sao trong nhà tôi trả nổi. Tôi chỉ đành đem cơ thể này ra trao đổi, từ khi vay số tiền đó ở tập đoàn Tân Phong, tôi đã xác định rồi. Không ngờ ông ta yêu cầu tôi làm cái chuyện kia, tôi phải làm sao đây, làm sao đây? Từng hàng lệ châu lóng lánh không ngừng lăn dài trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, Hứa Tư khóc nấc lên, đẩy mạnh Trương Khắc ra. Tôi là đứa con gái hư hỏng xấu xa. Trương Khắc bỏ tới trước mặt Hứa Tư, nâng khuôn mặt tội nghiệp của cô lên, nói chắn chắn. Em chưa bao giờ có nhận thức kiên định như lúc này, em không thể mất chị, cho dù mất đi tất cả mọi thứ, em không thể để chuyện mất chị xảy ra. Chuyện trước kia qua rồi, cứ để nó qua hết đi, em sẽ không để chị chịu thêm bất kỳ chút tổn thương nào nữa. Rồi kéo lấy chăn, bọc kín cả hai người, để Hứa Tư gục mặt lên vai mình khóc một hồi thật thống khoái. Sau khi vụ án Đinh Hướng Sơn được tuyên, Hứa Tư vẫn phải âm thầm chịu đựng điều cô không đáng bị. Trương Khắc chưa bao giờ cho rằng trung trinh hoặc thần khiết là chuyện đơn giản có thể nói rõ được, bất kể Hứa Tư đã làm gì, hoặc có lẽ ở giây phút ban đầu, nội tâm bản thân bị dung mạo tuyệt mỹ và vận mệnh thê thảm của Hứa Tư làm y động lòng, nhưng không có gì phải nghi ngờ, lúc này thứ Hứa Tư làm y yêu thương, thuần túy là vì con người cô, nói thế tựa hồ thật khó lý giải, nhưng tình yêu chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, bất ngờ mà sâu sắc. Tâm tình Hứa Tư dần bình tĩnh lại. Những thứ nàng dồn nén trong lòng bao lâu đều tiết ra ngoài, Trương Khắc từ đầu tới cuối ôm chặt Hứa Tư trong lòng, đúng là giai nhân làm người ta thương yêu không biết bao nhiêu mới đủ. Hai người tắm rửa xong, Trương Khắc bế Hứa Tư lên giường để cô ngủ trước, vất vả cả đêm, cả y cũng xương cốt rã rời, huống hồ Hứa Tư còn phải chịu đựng tác động tâm lý lớn như vậy. Khi Hứa Tư từ trong giấc mộng tỉnh lại, thấy Trương Khắc không có bên cạnh, gọi liền mấy tiếng không thấy y trả lời, vén chăn ngồi dậy. Thấy chiếc tủ đầu giường có đè một tờ giấy, y phục đã được giặt sạch đưa tới, Trương Khắc vào nội thành mua đồ. Hứa Tư không hiểu có gì khách sạn không có mà phải vào thành phố mua, cô ngồi thử người đầu giường, nhớ lại mọi chuyện từ lúc hai người gặp nhau cho tới đêm hôm qua, bị tai nạn đáng sợ kích thích, Hứa Tư mới buông thả mình trôi theo cảm xúc. Phụ nữ rất kỳ lạ, Hứa Tư cũng thế, sự chứng chạc chu đáo của Trương Khắc làm Hứa Tư coi y là chỗ dựa quan trọng nhất. Nhưng tất cả không xóa mờ được bản năng người mẹ của phụ nữ. Sau khi nảy sinh quan hệ kia, Hứa Tư nghiêm túc suy xét tới tuổi tác của Trương Khắc, điều này làm cô đầy lo lắng, cảm giác có chút tội ác. Cho dù không có chuyện mùa hè năm ngoái, xã hội cũng không dễ dàng chấp nhận phụ nữ trưởng thành 24 tuổi và thiếu niên nơn nớt 17 tuổi phát sinh loại quan hệ đó. Trong thời gian đợi Trương Khắc, Hứa Tư hối hận vì hành vi quyến rũ Trương Khắc của mình, cô rời giường, rót cốc nước, cầm cốc nước trong tay. Càng nghĩ càng hối hận, không biết phải đối diện với hoàn cảnh này ra sao, có lẽ trốn tránh là lựa chọn duy nhất. Hứa Tư mặc y phục vào, viết cho Trương Khắc một tờ giấy, cô thấy hai người tạm thời không gặp nhau thì hơn. Trương Khắc đẩy cửa ra, thấy Hứa Tư ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài, hỏi. Chị định đi đâu? Thấy Hứa Tư mặt lộ vẻ rối rắm, khẽ đẩy cô vào bên trong, đóng cửa lại, nhẹ giọng nói. Không phải chị thấy chúng ta đã làm một chuyện quá giới hạn sao? Đưa đóa hoa hồng giấu sau lưng cho Hứa Tư. Em ra ngoài rất lâu mới tìm thấy đấy. Hứa Tư không biết có nên nhận lấy hay không, bình tĩnh nói. Chúng ta không nên để xảy ra loại quan hệ đó. Vì sao, chị cho rằng em không thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình à? Trương Khắc đã đoán được Hứa Tư có lẽ sẽ có suy nghĩ này, đúng là đau đầu, nếu sau này Hứa Tư không ỉnh đụng vào nữa, thế thì khác gì vừa mới nghiện bị người ta cắt mất nguồn thuốc. Hứa Tư căn bản không rõ cô mê người nhường nào. Hứa Tư mím chặt môi, mặt cúi gằm nhìn mũi giày của mình không đáp, Trương Khắc đặt bó hoa hồng lên bàn trà, kéo Hứa Tư ngồi xuống ghế sofa. Hứa Tư vùng mình né tránh, Trương Khắc siết chặt tay, ôm ghì lấy cô vào lòng, thái độ mạnh mẽ quyết liệt, Hứa Tư biết không thể cưỡng lại y, đành thuận theo. Mùa hè năm ngoái em bị cảm, sốt cao hôn mê mấy ngày liền, lúc hôn mê em nằm mơ rất nhiều, khi tỉnh lại, đột nhiên hiểu ra nhiều chuyện. Thấy Hứa Tư ngẩng đầu nhìn mình, chiếc cằm xinh xinh chống lên ngực, đưa tay vuốt lông mày thanh mảnh của cô. Từ sau đó trở đi, em không coi mình là học sinh 16 tuổi,
điều em biểu hiện ra, việc em làm, cũng chẳng phải học sinh 16 tuổi làm được, chị Hứa Tư chỉ có hiểu không? Để Hứa Tư không phải mang bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, Trương Khác liền kể cho cô nghe một câu chuyện từ bộ phim Điều Kiện của Ma Nữ mà y rất thích, vì bộ phim này tới khoảng năm 98 mới chiếu, cho nên Trương Khác nói mình xem được trong cuốn tiểu thuyết Nhật Bản khi học tiếng Nhật. Đó là câu chuyện tình cảm giữa một cô giáo và một nam học sinh, cô giáo đó cũng cho rằng quan hệ này không được xã hội chấp nhận, còn nam sinh kia mang dũng khí chấp nhận ta cả vì tình yêu, cuối cùng cả hai gạt bỏ đi tất cả băn khoăn và sợ hãi kết hợp với nhau. Trương Khác không biết 3-4 năm sau chẳng may Hứa Tư xem được bộ phim này sẽ có liên tưởng gì, nhưng hiện giờ đánh tan băn khoăn trong lòng của cô mới là quan trọng. Trong lòng Hứa Tư vốn mang hai thái độ hoàn toàn khác nhau, nghe Trương Khác thì thầm bên tai nửa ngày tâm tình tiêu cực đã tiêu tan dần, quan hệ giữa cô và Trương Khác cũng không hề có xiềng xích đạo đức không thể phá bỏ. Bỏ đi được hai điều này Hứa Tư mới đối diện thẳng thắn với tình cảm trong lòng, tai nạn xe hôm qua đã khích thích phá vỡ khoảng cách đó, nhưng không thể không suy xét tới thực tế. Cô áp mặt lên ngực Trương Khác, buồn buồn nói. Nhưng tôi không nên giống vị chi mang bao nhiêu rắc rối tới cho Quang. Vị chi, Michi, là cô giáo do Thái Thái Tử đóng, Quang là nam sinh Hắc Trạnh Quang Hikaru, do Lang Trạch Tú đóng. Trương Khác vuốt ve mái tóc cả Hứa Tứ. Sẽ không có rắc rối gì hết, chẳng lẽ em không thể quyết định chuyện của mình hay sao? Lúc này bụng Hứa Tư sôi lên, Trương Khác cúi đầu xuống âu yếm hỏi. Đói rồi à? Hứa Tư còn chưa quen được quan hệ mới giữa hai người, xấu hổ đẩy cằm Trương Khác lên. Không được nhìn. Khách sạn lát nữa sẽ đem thức ăn lên, em cũng đói rồi. Cậu ra ngoài bao lâu đó vì mua một bó hoa thôi sao? Hứa Tư ngồi dậy, cầm lấy bó hoa hồng trên bàn đưa lên mũi ngửi, giữa bó hoa kẹp một túi giấy, cô đưa tay sờ, bên trong có vài viên thuốc, Hứa Tư nghi hoặc hỏi. Đây là cái gì thế? Trương Khác xấu hổ lấy ra một hộp bao cao su. Thuốc tranh thai, vì hai thứ này mà em lái xe khắp nội thành. Cậu, mặt Hứa Tư đỏ như gấc chín, xấu hổ ném cả bó hoa lẫn thuốc đi, chạy vào phòng ngủ, tới cửa đột nhiên xoay người lại hỏi. Sao cậu biết mấy chuyện này? Phải kiếm rất nhiều chỗ để hỏi đấy, chị cũng biết, chuyện này rất khó. Không giống mười mấy năm sau thuốc tránh thai và bao cao su có thể mua được khắp nơi như kẹo, thời đó muốn mua thứ này dễ dàng phải có giấy chứng nhận kết hôn. Trương Khác chu đáo tới những chuyện thế này, làm Hứa Tư cảm động lắm, cô quay lại phòng khách, hít sâu một hơi, lấy dũng khí làm ra vẻ tự nhiên nói. Thu dọn đồ đi, lát nữa còn ăn. Chương 142, đi chơi Huệ Sơn cùng mỹ nữ. Rạng sáng kiếm được ít sô-cô-la mà chỉ đồng bỏ sót lại trên xe, ngoài ra Trương Khác và Hứa Tư chưa có gì bỏ bụng, Trương Khác đã bảo khách sạn mang cơm lên, còn gọi một chai rượu vang. Buổi tối nghe tin tức thời tiết sẽ tốt lên. Chỉ cần mưa tuyết ngừng lại, đường cao tốc có thể thông xe, Trương Khác gọi điện cho Tả Vãn Tình nói ngày mai sẽ cùng Hứa Tư tới tỉnh thành, buổi chiều cùng về Hải Châu. Tả Vãn Tình thấy lần này không cần tới tỉnh thành nữa, bảo cả hai về thẳng Hải Châu. Trương Khác tới tỉnh thành, không đơn thuần là chúc Tết từ Học Khiêm, biến động bất ngờ trong thời gian Tết ở Hải Châu, cha và đường Học Khiêm sẽ không tiện nói với Từ Học Bình, chuyện này phải do Trương Khác nói. Chuyện này không chỉ giới hạn ở Hải Châu. Phải biết rằng Vạn Hướng Tiền nhường vị trí cho Chu Phú Minh, khả năng lớn nhất là lão ta sẽ điều lên tỉnh, đảm nhận chức nhàn kiểu phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân tỉnh gì đó. Loại an bài này Vạn Hướng Tiền và Chu Phú Minh không thể tự quyết được. Vụ án Đinh Hương Sơn làm Hải Châu và tầng cấp tỉnh cắt đứt liên hệ, trong các lãnh đạo tỉnh, mỗi Từ Học Bình vì nguyên nhân đặc thù có liên hệ với Hải Châu. Giờ vụ án Đinh Hướng Sơn đã kết, ông ta bị phán tù 20 năm, bản thân ông ta cũng từ bỏ quyền kháng cáo. Thêm vào cục diện Hải Châu đã ổn định ở mức độ nào đó, tất nhiên liên hệ kia sẽ nối lại. Từ hành động kia có thể thấy Chu Phú Minh không hề kiên định đứng về phía Từ Học Bình. Tạ Vãn Tình cho biết buổi trưa Hứa Duy gọi điện với cô, đã biết chuyện y và Hứa Tư kẹt ở Huệ Sơn, Trương Khác liền gọi điện thoại cho cửa hàng tạp hóa ngõ nhà Hứa Tư, nhớ người tìm Hứa Duy. Hứa Duy và mẹ cùng tới nghe điện thoại, thì ra buổi trưa bọn họ ăn cơm ở nhà Trần Phi Dung, nghe có người nói tới chuyện tai nạn. Có chút lo lắng, nên Hứa Duy mới gọi điện hỏi tình hình. Hứa Tư và Trương Khác thống nhất nói chỉ bị kẹt lại Huệ Sơn vì tai nạn, tránh mọi người khỏi lo. Hứa Duy nghe thế thì nói. Giang Đại Nhi ở trong nội thành Huệ Sơn, cô ấy đang chẳng biết làm gì ở nhà, cả hai tiện thể đón cô ấy tới Hải Châu chơi đi. Mặc dù Giang Đại Nhi cũng là đại mỹ nữ thiên kiều bách mị, song Trương Khác tuyệt không có tâm tư tìm Giang Đại Nhi vào lúc này,
vì sẽ phải lỡ mất bao việc. Hứa Tư nghe lời Trương Khác, tâm lý dễ chịu hơn nhiều, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn làm trong lòng bất an, càng không biết thời gian tiếp theo phải ở cùng với Trương Khác ra sao. Hứa Duy bảo cô đi tìm Giang Đại Nhi, vừa khéo giúp cô giải quyết khó khăn trước mắt. Hứa Tư bảo Trương Khác ghi lại số điện thoại của Giang Đại Nhi, y mặt mày nhăn nhó rầu rĩ nói. Năm mới năm me kéo người ta tới Hải Châu chơi, chẳng thích hợp tí nào. Hứa Tư cười cô thừa biết cái đầu óc đen tối của y nên lờ đi, đợi bên kia Hứa Duy liên hệ với Giang Đại Nhi trước cô mới gọi điện thoại tới. Không bao lâu sau, điện thoại trong phòng vang lên, Hứa Tư nhấc máy nghe em gái nói. Em gọi cho Giang Đại Nhi rồi, nhà cô ấy ở ngay bên cạnh khách sạn chị ở, cô ấy đã ra đón rồi đấy. Hả? Hứa Tư chột dạ la hoảng, vội cúp điện thoại chạy đi thu dọn phòng, ôm chăn Trương Khác trở lại giường y, rồi làm giường bừa bộn, bố trí giống như hai người ai ngủ phòng nấy. Trương Khác ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, phát chân lên nhìn vẻ Hứa Tư hoảng hốt luống cuống, nụ cười càng lúc càng sáng lạn, nhưng lọt vào trong mắt Hứa Tư thì vô cùng ám muội và dâm tà. Cô xấu hổ tới mức không trốn đi đâu nữa, hậm hức nắm lấy gối ném Trương Khác. Trương Khác lấy cái gối ra khỏi mặt, nụ cười vẫn giữ nguyên. Hay là em cho chị đấm vào cải cho hả giận, chị không thiếu tự tin thì ai mà biết chúng ta đã làm gì. Hứa Tư đứng ở cửa phòng, nhìn dấu máu và vết sót lại sau cuộc ân ái, khẽ cắn môi, mặt đỏ như sắp chảy ra máu. Nhưng lại chẳng có dũng khí xách tai Trương Khác tới để y xem mình làm việc hay ho gì, đành trải lại ga trải giường. Ít nhất nhìn từ bề ngoài không thấy được nơi này từng xảy ra việc gì, có điều trên thảm cũng còn chút dấu vết, xem ra Giang Đại Nhi tới đành đóng cửa phòng lại. Ngày mai đi rồi, phục vụ khách sạn sẽ thấy, Hứa Tư lo lắng, nghiêng đầu qua thấy Trương Khác cười khoái chí, hận không thể cắn một miếng thịt trên người y xuống cho hả giận. Thấy Hứa Tư đi tới, mắt xăm soi tai mình, đợi cô đến trước mặt, Trương Khác ra tay trước, ôm lấy eo cô hôn nhẹ lên cánh môi mềm. Y không dám thể hiện quá sành sỏi, tránh Hứa Tư sinh ra liên tưởng khác. Hứa Tư yếu ớt vùng vẫy, chính bản thân cô cũng không hiểu mình làm thế để chống trả hay để tìm một tư thế thoải mái hơn. Toàn thân bủn rùn, bắt gặp đôi mắt đen chứa quá nhiều tình cảm của Trương Khác đang nhìn mình, cô quay đầu đi né tránh. Một nửa ngọt ngào, nửa xấu hổ, đặc biệt trong lòng trào dâng sự hồi hộp hoảng sợ làm tim cô sắp ngừng đập, không dám có chút hành động chủ động biểu thị nào. Trương Khác đang tính toán tiến hành động tác kế tiếp thế nào thì bên ngoài có người gõ cửa, Hứa Tư từ trong lòng Trương Khác nhảy dựng dậy như có lò xo, mặt đỏ bừng, hai tay ôm ngực điều chỉnh lại nhịp thở, Trương Khác cười. Đời này chị không làm ăn trộm được. Trương Khác ra mở cửa, Giang Đại Nhi mặc chiếc áo lên hồng, tôn lên khuôn mặt diễm lệ như hoa của cô, giọng vừa vui mừng vừa oán trách. Hai người tới Huệ Châu từ hôm qua sao giờ mới liên lạc. Trương Khác nghĩ bụng. Giờ cũng phải là chúng tôi liên lạc với cô. Có điều thấy vẻ nhiệt tình của Giang Đại Nhi, trong lòng rất thoải mái. Chừng là Giang Đại Nhi dựa vào ưu thế tâm lý chủ nhà, nên không e thẹn như thường lệ. Trương Khác giải thích. Hôm qua chúng tôi bị kẹt ở cao tốc Huệ Sơn suốt một đêm, sáng nay mới quay về nội thành, chỉ muốn ngủ. Á, sao Hứa Duy nói hai người bị kẹt trong nội thành? Tôi và chị Hứa Tư may mắn không bị thương. Không có chuyện gì nên không muốn làm Hứa Duy lo lắng nên không nói thật. Giang Đại Nhi hai tay ôm má, hãi hùng nói. Buổi sáng nghe nói tai nạn trên đường cao tốc thật đáng sợ, may mà mọi người không sao, buổi tối để tôi mời cơm, coi như xua đi sợ hãi. Nói rồi nhiệt tình khoác tay Hứa Tư, không hề nhận ra Hứa Tư thiếu tự nhiên. Đúng vậy, vừa mới may mắn thoát chết khỏi tai nạn, tâm tình có bất kỳ chỗ nào thất thường, chắc trong lòng Giang Đại Nhi đều tự giải thích hộ cô rồi. Huệ Sơn là thành phố tốc độ phát triển nhanh nhất tỉnh Đông Hải, mười mấy năm sau tốc độ phát triển vẫn luôn đứng đầu trong tỉnh, quy mô kinh tế thậm chí vượt quá tỉnh thành. Diện mạo thành phố của Huệ Sơn đúng là thoáng đạt, chỉnh trang hơn Hải Châu nhiều. Khách sạn Tây Thành 21 tầng hoàn thành năm kia luôn là kiến trúc cao nhất Hải Châu, vừa rồi khi Trương Khác đi mua bao cao su, đã thấy liền mấy tòa nhà cao hơn thế cả trăm mét. Huệ Sơn có cơ sở kinh tế chắc chắn hơn Hải Châu, song điều kiện địa lý không ưu việt bằng. Các lãnh đạo đảng chính phủ Hải Châu cần phải kiểm điểm lại bản thân. Không còn cơ hội ân ái triền miên với Hứa Tư, vậy lái xe dạo quanh Huệ Sơn là một lựa chọn không tệ, để có thể nhận thức trực quan chênh lệch giữa hai thành phố, cũng để tìm thứ có thể trực tiếp tham khảo của Huệ Sơn áp dụng cho Hải Châu. Giang Đại Nhi tíu tít nói dẫn hai người tới Thố Phường Kiều thưởng thức món ăn vặt nổi tiếng ở Huệ Sơn. Hiện giờ Thố Phường Kiều còn chưa nổi danh như sau này, nhưng vẫn là khu thương mại trọng yếu của Huệ Sơn.
có tới mấy trăm gian hàng. Chập tối, mưa tuyết đã dừng, không khí ô nhiễm vô cùng, Trương Khắc đưa xe vào bãi đỗ, hào hứng tháp tùng hai đại mỹ nữ đi dạo thố phường Kiều. Đi qua cổng, đập vào mắt Trương Khắc là biển quảng cáo khuôn mặt mang nụ cười đặc trưng chưa hề có vẻ tang thương tuổi tác của Lưu Đức Hoa, với dòng chữ, ngày 14 tháng 2, ai sẽ làm tôi động lòng. Chương 143, con nhà giàu. Mặc dù tứ đại thiên vương cuối cùng cũng không tránh khỏi ngày sa sút. Nhưng lúc này địa vị của bốn người Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Quách Phú Thành, Lê Minh trong giới biểu diễn Hong Kong trông có vẻ như sẽ không bao giờ thay đổi, cho tới khi bọn họ dần già yếu. Lưu Đức Hoa là người thành danh sớm nhất trong tứ đại thiên vương, trong lòng nhiều người là hình mẫu nghệ nhân thành công hoàn mỹ, anh ta có một tinh thần cuồng lao động như công nhân kiểu mẫu, làm người trong nghề tán thưởng không thôi, lúc này có lượng fan hâm mộ cực kỳ khả quang. Giang Đại Nhi thấy Trương Khắc nhìn tấm biển quảng cáo, dưới ánh đèn neon, nụ cười của Lưu Đức Hoa có sức sát thương cực lớn với thiếu nữ, Giang Đại Nhi không kìm được hưng phấn nói. Lưu Đức Hoa sẽ biểu diễn ở Huệ Sơn, còn chọn ngày 14 tháng 2. Trương Khắc quay sang nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của Giang Đại Nhi, không ngờ cô cũng là một fan hâm mộ. Làm gì có chuyện đó, ở Hải Châu cũng có biển quảng cáo tương tự, chẳng lẽ Lưu Đức Hoa đồng thời biểu diễn ở hai nơi? Đâu chỉ thế, toàn bộ thành phố chủ yếu của khu Hoa Đông đều có biển quảng cáo tương tự, tới ngày 14 tháng 2 thế nào cũng có bất ngờ chờ đợi mọi người. Chắc là Lưu diễn. Giang Đại Nhi không phải người dễ thất vọng. Trương Khắc mỉm cười, được, cứ để cô ấy chờ đợi đi. Tới ngày 14 tháng 2, tấm biển quảng cáo kia sẽ quay lại, đưa ra đáp án, Ericsson 398 làm tôi động lòng. Đó là phương án quảng cáo do Trương Khắc bày ra cho Thịnh Hâm. Thời ấy có rất ít ngôi sao làm đại diện ột sản phẩm, Trương Khắc không thể thuyết phục được tổng đại lý chấp nhận phương án của mình, nhưng Diệp Kiến Bân, Diệp Tiểu Đồng ở Thịnh Hâm rất tin vào khả năng lập kế hoạch thị trường của Trương Khắc. Thịnh Hâm đưa ra dự toán quảng cáo cho Ericsson 398 tới 800 vạn. Trong đó 260 vạn dùng để mới Lưu Đức Hoa làm người đại diện cho thị trường Đông Hải. Bị chính Thái chèn ép, Trương Khắc rút khỏi Hải Thái, xem như tạm thời không liên quan gì tới Ericsson nữa, nhưng không thể không niệm tình cũ với Thịnh Hâm, nên bỏ thời gian thiết kế phương án quảng cáo này. Thịnh Hâm mặc dù không có thực lực khổng lồ, tài chính hùng hậu như chính Thái, không có nghĩa là căn cơ của họ cạn hơn chính Thái, chủ yếu thời gian thành lập Thịnh Hâm của Diệp Kiến Bân muộn, phương hướng kinh doanh chưa ổn. Thời gian đầu dù kiếm được ít tiền, nhưng do tình thế kinh tế chính trị trong nước chuyển biến, định sẽ Thịnh Hâm phải triệt để truyền hình kinh doanh. Diệp Kiến Bân và nhà họ Diệp gần như đem hết thành bại cuộc truyền hình này đặt trên điện thoại di động Ericsson. Hứa Tư không thể tới nhà Giang Đại Nhi ngủ, càng không thể rủ Giang Đại Nhi về phòng khách sạn tán gẫu. Sau khi bụng bị đủ các loại đồ ăn ở Huệ Châu nhét đầy, lái xe dạo quanh Huệ Châu tới 10 giờ, liền đưa Giang Đại Nhi về nhà. Trương Khắc đã sớm nhất ra Giang Đại Nhi chẳng phải là con cái nhà cùng khổ, xe đi vào tiểu khu thương phẩm cao cấp nơi nhà cô ở, không hề bất ngờ. Khu nhà rất mới, trong tiểu khu nhiều đại thụ sum xuê, công nhân làm vườn tạo cảnh cũng rất tốt. Trương Khắc theo chỉ dẫn của Giang Đại Nhi dừng xe lại trước ngôi nhà 4 tầng, trên bãi có đỗ một chiếc BMW 300, Trương Khắc giật mình, quay lại nói với Giang Đại Nhi ở ghế sau. Đây không phải là xe nhà Đại Nhi chứ, giấu kín quá đấy. Thời bấy giờ một chiếc BMW ở trong nước có sức chấn động khá lớn. Giang Đại Nhi cau mày, nhìn chiếc BMW với vẻ ghét bỏ, tay nắm cửa xe, nhưng lại không hề có ý đi xuống. Hứa Tư và Trương Khắc nhìn nhau, có thể ở khu này là nhà giàu có rồi, nhưng còn chưa xứng với một chiếc BMW 300, song trong thập niên 90, người phất lên quá nhiều, khả năng nhà Giang Đại Nhi chưa kịp đổi chỗ ở mới. Trương Khắc tính toán gia sản của mình cũng có chừng 1.000 vạn. Nhưng y có dám nói với cha chuyện chuyển nhà không? Có điều từ nét mặt Giang Đại Nhi có thể nhìn ra nhiều điều, chiếc xe này không phải của nhà cô, còn người lái xe là người cô ghét, lúc này còn ở trong nhà cô. Từ kính chiếu hậu, Trương Khắc thấy rõ khuôn mặt mâu thuẫn bất an của Giang Đại Nhi, cô do dự rất lâu mới mím chặt môi mở cửa xe, vừa ra khỏi xe thì có tiếng bước chân trên cầu thang xuống, Giang Đại Nhi hoảng hốt mở cửa xe chui vào. Kiểu nhà này tầng trệt là Gaza. Trước nhà có cầu thang đi thẳng lên tầng 2, từ cầu thang có một đôi nam nữ trung niên tiễn chân thanh niên ăn mặc bảnh bao đi xuống, bọn họ vừa vặn nhìn thấy Giang Đại Nhi chui vào xe, người phụ nữ gọi. Đại Nhi. Giang Đại Nhi đành xuống xe với vẻ rất bất đắc dĩ, chào nhỏ. Ba, mẹ. Con biết hôm nay Diệp Hồng tới, sao còn đi chơi muộn như thế mới về? Phụ nữ trung niên trách móc,
liếc nhìn chiếc xe Ford, tuy không bắt mắt bằng BMW, ít ra cũng là chiếc xe không tệ. Bọn họ là ai? Trương Khác chỉ để hé một khe cửa kính để cho y tiện quan sát bên ngoài, nhưng không quen để người khác quan sát mình. Té ra Giang Đại Nhi nói ngày mai theo bọn họ tới tỉnh thành rồi tới Hải Châu để tránh thanh niên tên Diệp Hồng kia. Thanh niên này trắng trẻo, mặc đồ tây trắng, giày trắng, đầu vuốt keo dựng ngược, dưới ánh đèn đường trông bóng loáng, hắn đút tay vào túi quần, khinh khỉnh nhìn chiếc xe Ford. Hai hôm nay mưa tuyết không ngừng, thêm vào vụ tai nạn hôm qua, chiếc Ford tuy không tổn hại, nhưng dính rất nhiều cáu bẩn, bùn đất, vẻ ngoài trông rất thảm. Trương Khác thì chẳng bận tâm, nghe Giang Đại Nhi nói rất thiếu tự tin. Là bạn con. Cha mẹ Giang Đại Nhi còn chưa nói gì thì tên thanh niên kia đã nhướng mày, nghênh ngang hống hách nói. Bạn bè gì, hiện giờ ngoài xã hội nhiều kẻ lòng dạ xấu xa, Đại Nhi, em đừng kết bạn tùy tiện. Nghe hắn nói thế Trương Khác đoán tên này quá nửa là con nhà giàu sổi, nên rất cuồng, phải biết rằng các cô gái luôn có chút tâm lý nổi loạn. Giang Đại Nhi khó chịu nói. Là bạn đại học của tôi, ai tùy tiện kết bạn? Giang Đại Nhi nói dối rất kém tất nhiên không qua được mặt cha mẹ, cha cô rất có hàm dưỡng, khoanh tay không nói, mẹ cô thì hỏi. Sao con không mời bạn vào nhà chơi? Trương Khác ấn cửa kính xuống, nói với cha mẹ Giang Đại Nhi. Thời gian không còn sớm nữa, chúng cháu không muốn phiền hai bác trả nước. Y không xuống xe, chỉ liếc nhìn thanh niên kia, nghĩ, còn có loại người toàn thân từ trên xuống dưới khiến người ta căm ghét thế này sao? Hành động vô lễ của Trương Khác làm cha mẹ Giang Đại Nhi không vui, thế nào cũng phải xuống chào hỏi chứ. Bọn họ không biết rằng Trương Khác và Hứa Tư đang trong giai đoạn tình nồng ý được, y chẳng muốn tự nhiên vô duyên vô cớ rước lấy một tên tình địch. Nhưng Trương Khác thất sách ở chỗ khi khuôn mặt y lộ ra ngoài, khiến cho Diệp Hồng cực kỳ bực bội, hắn cau mày nói với Giang Đại Nhi. Sao em chơi với thằng nhãi mặt trắng như vậy? Nguyên văn tiểu bạch kiểm, thường ám chỉ nam nhân dựa vào mẽ đẹp trai sống ăn bám bằng tiền nữ nhân. Trương Khác nghe ra giọng nói của hắn có chút nóng nảy lo lắng, tên này trông cũng tuấn tú lịch sự, nhưng không chịu được có người đẹp trai hơn hắn. Trương Khác quay đầu lại hỏi Hứa Tư. Em giống tên mặt trắng lắm à? Hứa Tư phì cười, đưa tay nhéo hồng y, không cho nói bừa bãi. Từ lúc phát sinh quan hệ kia với Trương Khác, làm cô hơi sợ gặp người ngoài, nhưng không chào hỏi cha mẹ Giang Đại Nhi thì quá thất lễ, đành xuống xe. Chào bác trai, bác gái, em gái cháu là bạn học của Đại Nhi, chúng cháu đi lên tỉnh thành, bị kẹt lại do đường cao tốc đóng cửa, chúng cháu đành tạm ở lại Huệ Sơn, không tới chúc Tết hai bác, thật thất lễ quá. Trương Khác thấy Hứa Tư xuống xe giải thích như cô vợ nhỏ, cười gượng, cũng xuống xe theo, nhưng đứng một bên không nói. À, cháu là chị của Hứa Duy, cháu và em cháu giống nhau lắm. Mẹ Giang Đại Nhi thường tới trường thăm con, nên biết Hứa Duy. Trương Khác thì thấy Hứa Duy và Hứa Tư khác nhau rất lớn, Hứa Tư hiền dịu đầy phong tình, Hứa Tư kiên cường thoáng đạt, song thiếu chút nữ tính. Từ lúc Hứa Tư xuống xe, Diệp Hồng cứ ngây ra nhìn, dù Giang Đại Nhi cũng đáng gọi là tuyệt sắc, nhưng vẫn thiếu phong tình ướt át mê hoặc như Hứa Tư. Hứa Tư kéo Trương Khác tới bên cạnh. Đây là em cháu, vừa khéo đi qua Huệ Sơn, đang chuẩn bị mời Đại Nhi tới Hải Châu chơi. Giang Đại Nhi rối rít nhảy mắt ra hiệu, hiển nhiên cô còn chưa cho người nhà biết chuyện định tới Hải Châu. Mẹ Giang Đại Nhi dù biết con gái định giấu mình tới Hải Châu chơi, nhưng không giận, chỉ hơi do dự, gặp Hứa Duy ở trường, trông qua có vẻ gia cảnh không được tốt. Diệp Hồng thấy uy hiếp của Trương Khác không lớn như hắn nghĩ, cũng có lẽ là thấy vẻ đẹp kiều mị của Hứa Tư, muốn bù đắp lại hình tượng, đưa tay ra tự giới thiệu. Tôi là Diệp Hồng, cha tôi là chủ tịch tập đoàn Giang Thiên. Tôi và Đại Nhi là thế giao hai đời. Trương Khác chưa từng nghe thấy cái tên tập đoàn Giang Thiên, nhưng ở Huệ Châu sĩ nghiệp dân doanh không ít, có lẽ Giang Thiên là một trong số đó, té là con nhà giàu. Có điều du dưỡng hơi kém, nói chưa được hai câu đã vội vàng mang cha mình ra khoe, làm cha Giang Đại Nhi cau mày lại. Chương 144, lần thứ hai âu yếm. Rời nhà Giang Đại Nhi về khách sạn, trên xe Trương Khác không kìm được mơ tưởng lung tung. Hứa Tư lại có ra bứt rứt bất an, càng tới gần cửa phòng, cảm giác này càng mạnh, khuôn mặt phủ đầy dáng hồng. Chị muốn uống gì không? Trương Khác cẩn thận xoay tay khóa trái cửa phòng lại, cạnh cửa có tủ rượu, nhưng chỉ bày ít đồ uống giải khát. Hứa Tư lắc đầu, định trống vào phòng, nhưng bị Trương Khác tóm lấy tay, chai rượu vang hôm qua vẫn còn, Trương Khác rót rượu vào cốc pha lê đế cao, nhấp một ngụm. Vị vẫn còn nguyên, chị uống thử xem.
Hứa Tư nhận lấy lý rượu, xoay một ít, cố ý tránh chỗ miệng Trương Khác chạm vào uống một ngụm, Trương Khác giành lấy ly rượu, liếm quanh mép ly một vòng mới trả lại cho Hứa Tư. Tởm. Hứa Tư cười khúc khích đặt ly rượu xuống, đưa tay ra định nhéo tai Trương Khác, nhưng bị y tóm lấy tay, ánh mắt long lanh sao động như mặt nước hồ thu e thẹn khép lại, hàng mi con rung rinh, tựa sợ hãi, tựa chờ đợi mong mỏi, Trương Khác thấy tim như muốn nảy khỏi lồng ngừng, chỉ hôn phớt qua cánh môi đỏ mỏng ướt mềm đó, đêm còn dài. Hai người ôm nhau ngồi xuống ghế sofa, mỗi người một ngụm rượu trong y, Trương Khác muốn chơi trò uống rượu qua miệng nhau, nhưng Hứa Tư sống chết không chịu. Rượu rồi cũng hết, Trương Khác bế Hứa Tư vào phòng, muốn cởi y phục của cô, nhưng Hứa Tư giữ lấy, không cho y cởi. Trương Khác buông tay, ôm khuôn mặt xinh đẹp của cô hỏi. Hay là chúng ta đi tắm trước? Không cần, cứ thế này ngủ, y phục cũng không cần cởi. Thấy Trương Khác kéo áo ngoài của mình lên, vội nói. Áo ngoài cũng không cần cởi. Rốt cuộc không kiên trì nổi, bị Trương Khác cởi áo ngoài, cô chui ngay vào trong chăn, không cho y kịp có hành động tiếp theo. Không ngờ lần thứ hai còn rắc rối hơn cả lần đầu, Trương Khác cũng chui vào theo, cảm giác được chăn che đậy, Hứa Tư thả lỏng hơn đôi chút, mặc Trương Khác ôm vào lòng, mặc bàn tay lạnh giá của y chui vào trong y phục, vuốt ve khắp cơ thể. Trương Khác chưa được hưởng thụ cảm giác thành tựu lớn như cởi y phục của Hứa Tư, trước kia những cô gái y từng có quan hệ, luôn cảm thấy đối phương cởi y phục còn nhanh hơn mình. Đặt hôn lên môi Hứa Tư một nụ hôn nồng nàn, cô hơi hé miệng hưởng ứng. Tay Trương Khác lần xuống từ từ vén áo len bó sát người Hứa Tư kéo lên, chiếc áo kéo qua cái rốn nhỏ nằm ngay chính giữa cái bụng phẳng lì quyến rũ, tiếp đó là chiếc áo ngực đen tuê hoa, dừng lại ở cổ, da thịt Hứa Tư như nhuộm bởi máu phấn hồng, làm Trương Khác như mê như say. Không kịp cởi hết áo cho Hứa Tư, một bàn tay luồn vào áo ngực của cô, miệng đồng thời lướt xuống với ham mê không cưỡng lại nổi, ngoạm lấy điểm nho nhỏ gồ lên dưới lớp áo ngực mỏng. Hứa Tư cựa mình muốn cởi chiếc áo len vướng ở đầu. Nhưng lúc này Trương Khác úp mặt vào áo ngực của cô ra, áp môi vào vú cô bú như đứa trẻ khát sữa, không chịu nổi kích thích như vậy, người cong lên vặn vẹo như rắn, càng không thể cởi nổi áo nữa, miệng thở nặng nhọc. Giúp tôi! Hai tay Trương Khác lướt xuống tấm thân mịn màng mát rượu, nắm lấy hai bên chiếc quần lót trắng của cô, Hứa Tư gắt lên. Không phải chỗ đó. Trương Khác mặc kệ lần theo cặp đùi bóng mượt tiến tới, xoa nhẹ nhẹ chỗ mềm mại nhất trên cơ thể cô. Thì thoảng cách một lớp vải mỏng đặt môi mút mạnh trốn riêng tư kín đáo đó. Há Tư đã cởi được chiếc áo len ra, mặt như hoa đào, dù cực lực áp chế bản thân, nhưng mỗi lần Trương Khác ma sát sinh ra khoái cảm cực độ làm cô vẫn phát ra tiếng rên khe khẽ. Tay Trương Khác dính đầy dịch thể dinh dính, tình dục một khi bùng phát, như nước lũ phá vỡ đê, không sao ngăn cản được. Lần đầu tiên Hứa Tư gần như không cảm thấy đau, lần này cũng chẳng hề có chút nào thiếu thích ứng, Trương Khác vội vàng cởi hết áo lót. Quần lót trên người Hứa Tư, tay quay lại dạo chơi khắp cơ thể non mịn như ngọc, miệng hướng tới hôn như mưa lên má lên cổ lên mặt cô, hai tay không quên tận tình nắn bóp tạo vật hoàn mỹ của ông trời. Cậu! Hứa Tư cố kìm xấu hổ thốt ra một câu, Trương Khác hiểu ý quỳ dậy cởi hết thứ vướng vị yếu trên người, Hứa Tư liếc nhìn hạ thể của Trương Khác, lại mất hết dũng khí nhắm mắt lại, nhưng hơi thở càng thêm gấp gáp, người mềm nhũn ra trên giường không nhúc nhích, toàn thân là vệt hồng nhạt do môi Trương Khác để lại. Không nóng vội như lần đầu, Trương Khác cũng là kẻ tinh thông rồi, nhưng đối diện với cơ thể như mộng ảo này, vẫn cảm thấy trái tim gánh áp lực rất lớn. Nhẹ nhàng nâng cặp chân thon dài của Hứa Tư lên, cô thẹn thùng đưa tay che lấy mặt, Trương Khác tiến vào cơ thể cô, khoái cảm ào ạt đổ tới, làm Trương Khác kích động như chàng trai trải đời lần đầu, như muốn bắn hết ra ngoài, đành dừng động tác, để mình thích ứng với chôn ướt dính bó chặt đó, rồi từ từ hoạt động, đưa Hứa Tư vào tiên cảnh tiêu tan hồn phách. Hứa Tư vươn tay mềm bấu chặt lấy đôi vai rộng của y, 10 ngón tay bấu chặt vào da thịt, cửa ngửa lên phát ra tiếng rên dài sung sướng. Trương Khác như con thú say mồi đang không ngừng chiếm hữu thành quả, Hứa Tư cũng buông trôi bản thân, mặc cơ thể như con thuyền nhỏ bập bềnh giữa những đợt sóng khoái cảm. Cuộc chiến ngừng rồi lại tiếp tục lại ngừng, như đứa trẻ con với món đồ chơi mới, say sưa chơi mãi không biết chán, tới khi tạm dừng Trương Khác cảm thấy khát nước. Lấy bình rót nước cho hai người thì đã là 3 giờ sáng rồi, Trương Khác lăn lộn tình trường bao nhiêu năm, chưa bao giờ thỏa mãn đến thế. Hứa Tư ngồi dựa vào đầu giường, không quên kéo chăn che ngực, hưởng thụ hạnh phúc yên tĩnh sau khi ân ái điên cuồng, lúc này mới cảm thấy người có hơi chút không thoải mái, hai chân kẹp lại. Trương Khác đưa cốc nước cho cô. Chị làm sao thế? Chẳng phải vì cậu sao, thật là điên.
Hứa Tư giọng nũng nịu như mưa xuân miên man. Mau vào đi, đừng để bị lạnh. Trương Khác uống hết cốc nước, nhưng không lên giường, ngược lại còn đi ra cửa sổ, kéo rèm, mở cửa ra, để không khí lạnh cắt ra lùa vào. Cậu điên thật rồi đấy. Hứa Tư vội vàng ôm chăn tới, bọc cả bản thân và Trương Khác lại. Bị lạnh thì sao? Trương Khác đắm đuối nhìn Hứa Tư. Có được chị, em không biết đây phải chăng chỉ là giấc mơ, muốn gió lạnh thổi, không chừng sẽ tỉnh lại. Hứa Tư si mê đưa tay sờ cằm Trương Khác, thân hình nóng bỏng áp sát vào lồng ngực rắn chắc của y. Sao có thể là mơ được? Tôi muốn làm nữ nhân của cậu mà, đó không phải giấc mơ. Gió lạnh căm căm quất vào mặt, giữa hai chân lại ran rát, nhu tình trong lòng càng nồng, thầm nghĩ lúc ông trời tạo ra con người, tàn nhẫn tách nam nhân và nữ nhân ra, làm mình không thể hòa vào trong cơ thể cậu ấy. Nếu chẳng phải sáng mai còn phải lên đường, Trương Khác còn định triền miên tới sáng, hai người ôm nhau ngủ thiếp đi, tới khi bị tiếng gõ cửa đánh thức, rồi nghe thấy giọng của Giang Đại Nhi. Còn tưởng Giang Đại Nhi không thể tới Hải Châu cơ, Trương Khác nhanh nhẹn bò dậy, thấy Hứa Tư hoảng hốt, nghĩ, nếu để Giang Đại Nhi nhìn thấy dáng vẻ Hứa Tư lúc này, cô ấy có đơn thuần đến đâu cũng sinh ra lên tưởng. Nói nhỏ, chị đừng ra khỏi phòng vội. Ôm lấy y phục chạy sang gian phòng kia, làm giường lộn xộn lên, mới khoác áo tắm ra mở cửa cho Giang Đại Nhi. Mấy giờ mà chị đến rồi? Phá mất giấc ngủ của tôi. Rồi đi tới phòng Hứa Tư vờ vịt gõ cửa. Chị Hứa Tư, Đại Nhi đến này. Hứa Tư bên trong đáp lại, nói còn thay y phục. Giang Đại Nhi cười ngượng. Sợ muộn hai người đi mất. Nếu là Hứa Tư mặc áo ngủ ra mở cửa, vết hôn trải khắp chiếc cổ ngà của cô chắc chắn không che giấu hết. Đương nhiên Giang Đại Nhi không nhìn ra được gì từ biểu hiện của Trương Khác. Sao, chị vẫn theo chúng tôi tới Hải Châu à? Sao không đi chứ? Giang Đại Nhi cười duyên, dưới đáy mắt che giấu chút giảo hoạt. Tôi dứt khoát muốn đi, cha mẹ tôi làm gì được. Cha tôi còn lén đồng ý, tài trợ cho tôi ít chi phí nữa kìa. Chương 145, biến cố sinh ra từ tai nạn. Hứa Tư lề mề ở trong phòng rất lâu mới thu dọn xong, Trương Khác sợ hai người nhìn nhau sẽ lộ sơ hở, vội về phòng mặc y phục, Hứa Tư từ đầu tới cuối không dám nhìn y, cô có tật giật mình mà. Hôm qua hai người ngủ ngày, nên đêm ngủ 4 tiếng cũng đủ rồi. Trương Khác bảo Hứa Tư và Giang Đại Nhi tới phòng ăn khách sạn ăn sáng trước, y lại đại khái sắp xếp phòng một chút, đem vật tùy thân theo, ăn sáng xong liền trả phòng luôn. Từ hôm qua nhiệt độ tăng dần, bầu trời trong hơn, đường cao tốc đã có thể thông hành, đi qua đoạn đường xảy ra tai nạn, ngoại trừ rào chắn bị xe đâm làm méo mó chưa kịp thay thì đã không còn thấy dấu vết nào để người khác tưởng tượng ra vụ tai nạn giao thông làm 8 người chết 7 trọng thương nữa. Trên đường đi, Giang Đại Nhi nhắc tới tên con nhàu dầu Diệp Hồng, tập đoàn Giang Thiên là xí nghiệp dân doanh khá có thực lực ở Huệ Sơn, dựa vào cha Giang Đại Nhi có chút nghiệp vụ qua lại với tập đoàn Giang Thiên, Diệp Hồng quấn lấy Giang Đại Nhi. Thì ra nhà Giang Đại Nhi cũng mở một xưởng đúc linh kiện cỡ nhỏ, nhìn cha cô cũng không giống loại người bán con gái kiếm mối làm ăn, Trương Khác nhếch mép nói. Hôm nào Đại Nhi tát cho con ruồi đó một phát, họ Diệp này không biết điều, tát chết hắn. Không biết nhìn xem bản thân hắn là cái hạng gì. Huệ Sơn cách tỉnh thành chỉ 100 km, Trương Khác kiềm chế tốc độ, tới 10 giờ mới đến được Tân Mai Uyển, Giang Đại Nhi cùng Hứa Tư qua đây vài lần, không xa lạ gì nhà từ học bình. Tạ Vãn Tình nhìn thấy trên nóc xe, trên cửa kính cũng có bùn đất, mới biết kỳ thực Trương Khác từ hiện trường tai nạn quay về Huệ Sơn. Cô là người trải qua tai nạn, mặc dù thấy Trương Khác và Hứa Tư vẫn lành lặn đứng trước mặt mình, vẫn nghĩ mà thấy sợ. Quá nửa đại lão của Tình sống ở Tân Mai Uyển, hiện giờ cấp dưới biếu xén cấp trên đã thành thông lệ, Trương Khác vốn tưởng xe công vụ ra vào Tân Mai Uyển không ngớt, nhưng hiện giờ lại hết sức vắng vẻ. Từ học bình không ra ngoài, thư ký Lý Nghĩ Giang cũng có mặt. Trương Khác vào nhà chúc Tết, rồi ôm Chỉ Đồng trong lòng. Trương Khác cứ thắc mắc, dù Từ Học Bình có thanh liêm đến đâu cũng không thể không biết đối nhân xử thế, không cho người đến thăm vào nhà. Quan trọng là cả Tân Mai Uyển đều không thấy người chúc Tết, chẳng lẽ quả đen trong thiên hạ đổi tính hết cả rồi. Hàn huyên ở phòng khách chốc lát, Trương Khác cùng Từ Học Bình vào thư phòng đánh cờ, những người khác đi giúp chuẩn bị cơm trưa, Lý Nghĩa Giang dọn bàn cờ xong cũng ra ngoài. Trương Khác đem thắc của mình ra hỏi. Từ Học Bình thở dài. Phó Bí Thư Chính Pháp ủy Huệ Sơn chết trong vụ tai nạn xe ngày 4 tháng 2. Trương Khác toát mồ hôi, nhớ tới người cảnh sát trung niên gần như bị ép nát trong xe, chắc là ông ta rồi. Trương Khác không hiểu tình hình Huệ Sơn,
nhưng chắc vị phó bí thư chính pháp uy kia kiêm nhiệm cục trưởng cục công an mới mặc cảnh phục. Đồng thời cũng hiểu ra Tân Mai Uyển vì sao vắng vẻ như thế, phó bí thư chính pháp ủy vì chạy xe đêm lên tỉnh thành chúc Tết mà chết, người khác dại gì tới chuốc họa vào thân lúc này. Trương Khắc độc ác nghĩ, chết cũng là đáng đời, nếu như cảnh sát giao thông Huệ Sơn không thất chức, kịp thời đóng cửa đường cao tốc sau khi nghe tin báo, thì bọn họ đã bị chặn ngoài đường cao tốc. Trương Khắc càng lo chuyện này liệu có ảnh hưởng xấu tới Từ Học Bình hay không, bình thường thì không đáng gì, nhưng thời khắc mẫn cảm này hệ thống chính pháp ủy có vấn đề như thế, thành hết sức nghiêm trọng. Trương Khắc đem chuyện y và Hứa Tư trải qua vụ tai nạn từ đầu tới cuối kể ra một lượt, lại nói cả biến cố phát sinh ở Hải Châu trong thời gian qua. Từ Học Bình hơi nhíu mày lại, theo thói quen đưa tay chống cái trán đầy nếp nhăn, nói. Khi Vạn Hướng Tiền từ vị trí bí thư thành ủy Hải Châu lui về tuyến 2, tỉnh cũng hy vọng ông ta tới Hội đồng Nhân dân tỉnh làm phó chủ nhiệm dưỡng già, tỉnh trưởng Văn đưa ra ý kiến bất đồng, thêm vào bản thân ông ta cũng muốn ở lại Hải Châu, tỉnh tôn trọng ý kiến của ông ta, để ông ta ở lại. Tình hình ở Hải Châu hiện nay trên tỉnh cũng chưa rõ, không thể vì chơi trò bình hành mà làm lỡ dở kiến thiết kinh tế. Tỉnh trưởng Văn lần này lui về, để Vạn Hướng Tiền lên tỉnh cũng là hợp lý, còn chuyện Vạn Dũng chưa từng nghe ai nói tới. Năm xưa khi Đinh Hướng Sơn đuổi Vạn Hướng Tiền tới Hội đồng Nhân dân, Vạn Dũng leo lên ghế chủ nhiệm ủy ban mậu dịch từ lúc đó, nói về tư lịch đủ leo lên một cấp rồi. Với quỹ tích sĩ đồ của Vạn Dũng mà nói, khả năng cao nhất là tới khu huyện phía dưới làm người đứng đầu chính phủ, làm bí thư khu huyện gì thì hơi phá cách. Nhưng từ thái độ khinh thường rõ ràng của Vạn Dũng với Phó Thị trưởng Phương Hoành Thanh nói rõ trong này có vấn đề, Trương Khắc ngả về hướng Vạn Dũng một bước lên trời. Tới thẳng phó thị trưởng thường vụ đề chống mà Đường Học Khiêm bỏ lại, Chu Phú Minh muốn kiềm chế Đường Học Khiêm thì đây là chiêu tốt nhất. Nhưng Chu Phú Minh và Vạn Hướng Tiền có liên thủ cũng tuyệt đối không có năng lực làm được. Điều này nói lên trên tỉnh có người không hy vọng cả hai người đứng đầu Hải Châu đều là môn hạ của Từ Học Bình. Từ Học Bình cau mày, cái tên người kia lởn vởn trong đầu. Trương Khắc dè dặt hỏi, có phải trên tỉnh cũng muốn Hải Châu bình hình một chút không ạ? Đây là kết quả tốt nhất mà Trương Khắc muốn thấy trong tình thế này, y không hy vọng Chu Phú Minh và cha con họ Vạn thực sự tìm được chỗ dựa lớn trên tỉnh. Từ Học Bình trầm ngâm, ông cũng có khuynh hướng ngả về ý kiến mình, có vết xe đổ của Đinh Hướng Sơn, quan hệ giữa tỉnh và phía dưới định sẵn sẽ xa cách một chút, đại khái không hy vọng hai người đứng đầu Hải Châu quá gần gũi với mình. Với cục diện bình hành này, Từ Học Bình cũng đành chịu. Bí thư Đào Tấn gần đây thường nói phải phá cách đề bạt cán bộ. Đại khái có ý hướng này. Thấy Từ Học Bình cũng phải chấp nhận, Trương Khắc chỉ biết cười bất lực, đâu thể đem hết ân oán trong thành ủy Hải Châu đem ra nói như kể khổ, thành phố đấu đá, tỉnh cũng chẳng hài hòa, chỉ cần ngày nào Từ Học Bình còn tại vị, chẳng lo đám Chu, Vạn dám trở mặt. Từ Học Bình thấy Trương Khắc mặt mày ủ rột, cười nói. Cháu mới 17 tuổi, đừng học đám già bọn ta nhăn mày, con người dễ già, phải biết quý tuổi trẻ. Kim Quốc Hải hay nhắc tới cháu đấy. Nhưng lần này không được rồi, lần sau cháu tới chỗ cậu ta chơi. Kim Quốc Hải là phó viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh, là người chịu trách nhiệm điều tra chính trong vụ án Đinh Hướng Sơn. Từ Học Bình đột nhiên nhắc tới hắn, đương nhiên không đơn giản là nhắc y tới bái phỏng, Trương Khắc nghi hoặc hỏi. Hôm nay là mùng 5, lần sau cháu lên tỉnh chẳng biết là lúc nào, đâu lấy cớ chúc Tết được nữa ạ. Từ Học Bình mỉm cười. Khi điều chỉnh một loạt cán bộ lãnh đạo mới, phòng tổ chức sẽ an bài nhiều cán bộ giữ chức vị tới cương vị mới rèn luyện, đó là truyền thống từ trước tới giờ. Trương Khắc vỗ đầu, lúc này mới hiểu hoàn toàn, tỉnh đang chơi trò bình hành, nên có khe cho Vạn Dũng chui vào, liền hỏi. Có phải phó kiểm sát trưởng tự đề xuất tới Hải Châu rèn luyện không ạ? Từ Học Bình lắc đầu. Kim Quốc Hải có tên trong danh sách này, nhưng chuyện chưa chính thức đưa ra thảo luận. Kim Quốc Hải hiện cấp phó sở. Tới địa phương chí ít cũng phải là thường ủy thành phố, nói không chừng sẽ là phó bí thư thành ủy, mặc dù cán bộ giữ nguyên chức xuống địa phương tuy không có tác dụng lớn, song ít nhất có thể lên tiếng ở thường ủy. Trương Khắc đương nhiên mong Kim Quốc Hải có thể tới Hải Châu, song lo lắng hỏi. Cán bộ rèn luyện thế này có phải do phòng tổ chức thống nhất bố trí? Chương 146, nhà ở tạm thời. Đúng vậy, nhưng cũng xét tới ý nguyện bản thân, Kim Quốc Hải năm ngoái tốn hơn nửa năm ở Hải Châu. Tới đó không cần làm quen từ đầu. Có một số lời Từ Học Bình không tiện nói ra, Đào Tấn đã đề xuất đề nghị phá cách nhân tài, như vậy làm sao phát huy hữu hiệu sở trưởng của cán bộ cũng là vấn đề phòng tổ chức cần suy xét. Nếu chẳng phải có vụ tai nạn Huệ Sơn, Từ Học Bình không chắc,
giờ có thể tin tưởng Kim Quốc Hải nhất định gật đầu tới Hải Châu. Tai nạn tạo thành hậu quả nghiêm trọng như thế, hành vi thất trách của 110 là không thể dung thứ, lãnh đạo chủ quản, phó bí thư chính pháp ủy đã mất mạng trong tai nạn, không có nghĩa là bí thư chính pháp ủy không phải chịu trách nhiệm. Thành phố Huệ Sơn lần này sẽ có vị trí trống, an bài tốt có thể đưa Kim Quốc Hải tới Hải Châu làm bí thư chính pháp ủy, đây là cục diện khá lý tưởng. An bài như thế với cá nhân Từ Học Bình không có lợi lắm, chẳng bằng trực tiếp an bài Kim Quốc Hải tới Huệ Sơn, địa vị của Huệ Sơn quan trọng hơn Hải Châu nhiều, nhưng ông không muốn Đường Học Khiêm vừa mới sáng tạo ra được cục diện mới ở Hải Châu, không tới mức vì đấu tranh nội bộ mà chết hiểu. Trương Khác cũng mừng, vì qua vụ án Đinh Hướng Sơn, quan hệ mọi người rất hài hòa, thêm vào Kim Quốc Hải do một tay Từ Học Bình đề bạt lên, như thế ít nhất không lo tên tiểu nhân đắc chí vạn dũng vào thường ủy rồi sẽ quá vênh váo. Đúng lúc này Tạ Vãn Tình dắt tay Chỉ Đồng đi vào gọi bọn họ ra ăn cơm, thấy bàn cờ trống không, mời đặt 2-3 quân cờ, nói. Hôm nay ba và Tiểu Khác đánh cờ nhanh sao? Đâu ạ, đây mới là ván thứ nhất. Trương Khác nhặt cờ cho vào hộp. Mới đó đã tới giờ cơm trưa, lần này không có thời gian đánh cờ với bác Tử nữa rồi. Tạ Vãn Tình nhận lấy hộp cờ đặt lên tủ. Vừa rồi ba và Tiểu Khác toàn nói chuyện sao? Từ Học Bình xoa trán, cười. Tiểu Khác giỏi nói khoác, làm ba quên cả đánh cờ. Tạ Vãn Tình nhìn Trương Khác, nếu theo thói quen tính tuổi mụ của Đông Hải, Trương Khác năm nay đã 18, cằm, môi đều có râu, cạo đi nhìn thâm thâm, khiến y trông người lớn hẳn, mặt mày có chút trầm ổn. Ngay cả người trưởng thành như Kim Quốc Hải, Lý Giang Nghĩa ở trước mặt ông nội Chỉ Đồng quá nửa chỉ có phận ngồi nghe, vậy mà với Trương Khác lại có chủ đề nói lâu như vậy. Ăn cơm chưa ở nhà Từ Học Bình xong, tranh thủ thời tiết tốt. Mọi người không nấn ná ở lại nữa, hội họp với Chu Du xong, liền quay về Hải Châu. Chu Thúc Huệ sau khi nghỉ hưu xong sẽ ở nhà, muốn giữ Chỉ Đồng bên cạnh, nhưng nghĩ lần này tới Hải Châu có cả Hứa Duy và Giang Đại Nhi chơi cùng, nên cũng cho Chỉ Đồng đi. Từ khi phát sinh quan hệ ở Huệ Sơn, trong thời gian ngắn Hứa Tư không thể nào tự nhiên đối diện với Trương Khác được, cố gắng tránh y, khi về Hải Châu cũng chia ra ngồi xe khác. Trương Khác đành chịu, hôm qua nghỉ ngơi ít. Nên vào xe xong ngủ suốt, tai nạn xe ở Huệ Sơn làm mọi người vẫn còn sợ, giảm tốc độ, tới Hải Châu thì trời đã tối hẳn. Trương Khác trước tiên đưa Hứa Tư và Giang Đại Nhi tới Sa Điền, sau đó gọi điện hỏi cha chỗ nào có thể ăn cơm trực. Trương Chi Hành và Đường Học Khiêm hôm nay đều đi xã giao, Lương Cách Chân và Cố Kiến Bình bày tiệc gia đình ở khách sạn Tây Thành, mời Tạ Vãn Tình, coi như bù lại bữa tiệc tất niên. Trong bữa tiệc nhắc tới Trương Khác bị kẹt ở Huệ Sơn, Đường Thanh Quấn lấy y hỏi Huệ Sơn có gì hay. Trương Khác bị kẹt ở đường cao tốc một đêm, ở trong khách sạn một ngày một đêm, còn được Giang Đại Nhi kéo đi chơi thành phố khắp lượt, nói ra chuyện xảy ra ở Huệ Sơn vô cùng có ý nghĩa với Trương Khác. Nhưng y có gan nói ra với Đường Thanh sao? Liền đem các loại món ăn vặt ở Huệ Sơn miêu tả thật chi tiết, làm Đường Thanh chảy nước miếng, đòi Trương Khác phải nhận lời nhất định hôm nào đó phải đưa mình tới Huệ Sơn để thưởng thức những món ăn nó. Sau này Tạ Vãn Tình sẽ ở lại Hải Châu dài ngày để quản lý Cẩm Hồ, khách sạn có tốt đến mấy cũng không có cảm giác gia đình, ở nhiều sẽ làm người ta chán ngán. Sau khi đoán ra Chu Phú Mình và Vạn Hướng Tiền thỏa hiệp, hy vọng duy nhất của Đường Học Khiêm gửi gắm vào sự ủng hộ của Từ Học Bình. Nên từ hôm mùng 3 lên tỉnh, ông đã gọi điện dặn vợ đích thân lo chỗ ở tạm thời cho Tạ Vãn Tình ở Hải Châu. Trước đó trong điện thoại không nhắc tới là muốn đem lại niềm vui bất ngờ cho Tạ Vãn Tình. Ăn cơm xong, mọi người lái xe tới chỗ ở mà Cố Kiến Bình chuẩn bị, xe vòng qua khách sạn Văn Sơn, đi vào đường Tĩnh Hải, tới chỗ cách công viên Cẩm Hồ chưa tới 1 km, lái xe vào một khu biệt thự. Trương Khác chớp mắt mất một lúc, không ngờ Đường Học Khiêm an bài Tạ Vãn Tình ở chỗ này. Đây là khu biệt thự cao cấp của lãnh đạo thành phố, phía bắc là công viên Cẩm Hồ, phía đông bắc là tòa nhà Tân Hải Thông. Trong khu rừng rộng hơn 2.000 mẫu này, phân tán hơn 10 biệt thự. Tạo thành khu nhà ở thường ủy Hải Châu, mỗi biệt thự đều có lối ra vào cách biệt hoàn toàn với nhau. Đây là khu nhà cao cấp nhất của Hải Châu, đoán chừng 20, 30 năm sau địa vị của nó cũng không thay đổi, chỉ là không có tên gọi chính thức, mọi người thường gọi khu tập thể thành ủy. Đường Học Khiêm đương nhiên có một biệt thự riêng ở đây, chỉ là ông quen ở khu nhà mà Viện Sư Phạm Hải Châu cấp cho rồi, chỗ này luôn để trống. Lần này Tạ Vãn Tình tới Hải Châu thường trú, liền bảo vợ bố trí cho cô ở đây. Mới đầu Cố Kiến Bình không muốn lắm, dù sao bà cũng hao tốn không biết bao tâm huyết vào nó, chỉ riêng trang trí nội thất đã tốn 3 tháng, dày công chỉnh trang bố trí lại vườn hoa,
đang tính sau Tết chọn ngày vào ở, sao đành nhường cho người khác. Cho nên lúc nghe điện thoại của chồng còn hờn dỗi, đợi Đường Học Khiêm về phân tích tỉ mỉ rối rắm bên trong, bà mới không làm mình làm mẩy nữa, dù có là người phụ nữ chỉ lo việc nhà, chuyện lợi hại cơ bản vẫn hiểu được. Tạ Vãn Tình cũng rất ngạc nhiên, nơi này là chỗ ở của lãnh đạo thành ủy, cô lo mình ở lại sẽ có ảnh hưởng không tốt. Nhưng đối diện với sự nhiệt tình niềm nở của Cố Kiến Bình, cô không biết chối từ ra sao, chỉ hy vọng Trương Khác nói giúp vài câu. Tuy đã là tối khuya, nhưng trên thảm có đặt đèn, còn có cả đèn đường trên cao chiếu xuống, làm ánh lên sắc hồ nước, cùng hoa cỏ tươi màu của mùa xuân, chỗ này đúng là đáng tới một chuyến. Trương Khác thấy Tạ Vãn Tình có vẻ khó xử, cười nói. Kiếm chỗ ở khác ít ra cũng phải tốn nửa năm mới có thể bố trí thỏa đáng, không bằng tạm thời ở đây, em thấy rất ổn. Tạ Vãn Tình khá ỷ lại vào ý kiến của Trương Khác, thấy y đã nói như vậy, đành miễn cưỡng đồng ý. Nơi ở mới của thị trưởng Đường, mọi người còn chưa kịp ở ngày nào, sao tôi mặt dày ở lì. Khi nào tìm được chỗ khác, tôi lập tức chuyển đi. Cố Kiến Bình cười tươi. Ở bao lâu cũng được, bài bố bên trong đều là do tôi và mẹ Tiểu Khác cùng làm đấy, cô xem có vừa lòng không? Nếu là người khác trong hai ngày bố trí lại nhà ở cho hoàn mỹ là cực kỳ khó khăn. Nhưng với phu nhân thị trưởng là chuyện khác hoàn toàn, Chu Du ăn tối xong cũng tới cùng tham quan nơi ở mới của Tạ Vãn Tình, cùng Trương Khác đi tụt lại sau, hỏi. Cậu kiếm đâu ra được chỗ tốt hơn ở đây để giám đốc Tạ chuyển ra ở chứ? Nếu vợ con anh tính tới chuyện tới Hải Châu ở, tôi sẽ an bài giúp, đảm bảo khiến anh hài lòng. Kế hoạch cậu Chu Du là sau tháng riêng sẽ chuyển từ Hải Thái sang Cẩm Hồ, mục tiêu sau này của Cẩm Hồ là chỉnh hợp toàn bộ ngành giấy ở Hải Châu, nếu không có 3-5 năm không có được thành công sơ bộ, Chu Du đương nhiên tính tới chuyện đưa vợ con tới sống. Mặc dù từ tỉnh thành tới Hải Châu chỉ tốn 3-4 tiếng đi xe, nhưng vợ chồng sống hai nơi có điều không tiện, Chu Du tuy chẳng bận lòng, nhưng vợ hắn kiên trì muốn ở bên cạnh trông coi. Chương 147, mua điện tử Thanh Đạt. Chu Du nghe Trương Khác mạnh miệng bao lấy việc này, liền nói. Vậy tôi kiếm chỗ ở tạm, tôi đợi bất ngờ của cậu. Trương Khác không phải là thuận miệng mà nói, trong lòng y sớm đã có tính toán rồi, nói. Anh đã xem kỹ bên Sa Điền chữa, ở đó có nhà ở tốt lắm. Chu Du tất nhiên biết quần thể kiến trúc thời Thanh, nơi đó chắc chắn có chỗ ở không tệ, nhưng hoàn cảnh chỉnh thể của Sa Điền thì lại quá tệ, thêm vào chủ nhân của nó cũng không biết quý trọng, tùy tiện ngăn chia ra phân chia ở, rất là loạn, không phải chỗ ở tốt. Với hiểu biết của Chu Du với Trương Khác, tất nhiên biết y còn điều giấu chưa nói. Chỉ lắc đầu cười, đợi xem y còn trò gì nữa. Thập niên 90, cư dân thành thị vẫn thói quen ở nhà phúc lợi do đơn vị cấp, chỉ có rất ít người giàu lên trước mới bố trí thêm nhà, thêm vào khi đó mua nhà ở nội thành là có thể chuyển hộ khẩu lên thành phố, mới hình thành thị trường nhà thương phẩm hẹp nhỏ tí ti. Hôm mùng 2 Tết thảo luận với Hứa Hồng Bá việc lừa người đầu tư vào khu vực trung tâm Sa Điền, ngoại trừ phát tán tin tức còn phải có một số hành động thực tế khiến người khác hiểu lầm mới được. Phương pháp hữu hiệu nhất là lấy danh nghĩa của Cẩm Hồ bố trí vài chỗ ở trong ngõ đơn tỉnh và phố thị, người có chút đầu não sẽ liên tưởng nhà ở nơi này sẽ mau chóng tăng giá, tới thời điểm thích hợp tung ra tin đồn, cho dù là Chu Phú Minh nghe thấy cũng hiểu lầm Đường Học Khiêm có hành động gì đó. Một mũi tên trúng nhiều cái đích tội gì không làm, huống chi trong tay Cẩm Hồ có hơn 200 vạn, không cần gửi ngân hàng ăn tiền lãi. Biệt thự bên tiểu Cẩm Hồ này chắc chắn là chỗ ở thích hợp nhất ở Hải Châu rồi. Đây vốn là nơi chuẩn bị cho các lãnh đạo thành ủy, chị An không thành vấn đề, nhưng mỗi một mình Tạ Vãn Tình ở, không khỏi quá trống trải, phải thuê thêm giúp việc, đầu bếp, còn lái xe vẫn là người luôn lái cho cô. Trương Khác nói với Tạ Vãn Tình chuyện muốn lấy danh nghĩa Cẩm Hồ chọn vài đại trạch viện có giá trị đầu tư ở ngõ đơn tỉnh để mua, đợi thành cải tạo khu Sa Điền, hoàn cảnh bên ngoài triệt để cải thiện, sẽ mời chuyên gia thiết kế về tiến hành cải tạo, giữ lại bề ngoài là kiến trúc cổ. Bên trong đương nhiên phải càng mang vẻ hiện đại, thích hợp người ở mới được. Cho dù Trương Khác không đem hết tính toán trong lòng giải thích ra thì Tạ Vãn Tình cũng không chất vấn gì, Cẩm Hồ chỉnh hợp toàn bộ ngành giấy ở Hải Châu, dù tiền thiếu thật thì 200 vạn cũng chẳng giải quyết được vấn đề, chỉ cần giữ tài chính lưu động nhất định là được, huống hồ còn có 20% cổ phần ở Hải Thái, có thể rút được khoản tiền nhất định, còn lợi nhuận của nhà máy giấy thì đầu tư vào việc không ngừng mở rộng sản xuất. Chỉ là hiện giờ bộ khung của Cẩm Hồ chưa hoàn toàn được dựng lên, trong thời gian ngắn không tìm được chuyên gia phụ trách việc này. Trương Khác không lo việc ấy, Hứa Hồng Bá thời gian này tập trung toàn bộ tinh thần vào nghiên cứu bảo hộ khu thành cổ Sa Điền,
đại trạch nào đáng chú ý một chút là ông sẽ biết. Còn về giá cả, Trương Khắc không muốn so đo chi ly, thời này giá đất vốn ở mức thấp nhất, thêm vào Trương Khắc vốn muốn nâng giá đất ở Sa Điền, Cẩm Hồ lại không dựa vào đầu tư địa ốc, giá cao thấp một chút không ảnh hưởng gì. Cho nên chuyện này không cần người có chuyên môn phụ trách, quan trọng là phải làm thật dùm beng, làm một số người biết hành động của Cẩm Hồ, cho họ suy đoán. Đương nhiên, tâm tư xấu xa này chỉ Trương Khắc và Hứa Hồng Bá hiểu, những người khác dù Tạ Vãn Tình hay Trương Chi Phi đều không rõ. Những chuyện này đã định xong, không cần làm cấp tốc nữa. Nhân viên kỹ thuật của Vạn Yến từ ngày 6 Tết lục tục tới Hải Châu, trong nhóm người đầu tiên tới Hải Châu còn có một nhân vật khá trọng yếu, Tô Tân Đông, phó trưởng phòng sản xuất của Vạn Yến. Trừ hứa hẹn lương cao cùng trả tiền đổi công ty ra, công việc của vợ và con của Tô Tân Đông cũng nhờ quan hệ điều vào trường trung học văn hội khu Thành Nam. Những nhân viên kỹ thuật, quản lý khác đều được Trương Khắc sai Lưu Minh Huy giải quyết vấn đề công việc của người thân bọn họ. Trương Khắc dự tưởng giữa năm sẽ sản xuất ra máy mẫu, trước khi nhập đông sẽ sản xuất ra nhóm sản phẩm đầu tiên, như thế việc chọn đất xây dựng cơ sở sản xuất là không hiện thực, phương pháp đơn giản nhất là mua một xưởng điện tử. Trương Khắc có tâm tình nghỉ Tết, còn chính thức phát triển quan hệ nam nữ với Hứa Tư, Lưu Minh Huy thì thê thảm hơn nhiều, trước năm mới từ Hồng Kông trở về, Trương Khắc liền điều cho hắn hai nhân viên phòng kế hoạch, một kế toán, lệnh hắn chủ bị công tác tiền kỳ. Hiện giờ đã khóa chặt mục tiêu một công ty điện tử tên Thanh Đạt ở Thành Nam, công ty này năm ngoái làm một việc không vẻ vang lắm, làm giả máy cassette của Yến Vũ, bị Yến Vũ đánh tới tận nhà. Điện tử Thanh Đạt thuộc về xí nghiệp tập thể Trần Ích Long khu Nam Thành, hiệu ích vốn không được tốt, không cần Yến Vũ lôi ra tòa kiện cáo, bản thân đã rơi vào vòng nợ ác tính, cuối năm tiền lương công nhân chưa có. Quản đốc Trần Cường vốn tưởng rằng tháng riêng được dễ thở hơn một chút, nào ngờ Lưu Minh Huy liên lạc mấy chỗ Thanh Đạt thiếu nợ. Bọn họ ngày ngày tới nhà hắn đòi tiền, còn Lưu Minh Huy chính thức thảo luận với lãnh đạo Trần Ích Long việc thu mua điện tử Thanh Đạt. Khi Trương Khắc ở tỉnh thành, Lưu Minh Huy đã đàm phán đại khái chuyện này, xưởng điện tử Thanh Đạt quy mô ước chừng 30 mẫu, thời đó giá đất công nghiệp rất thấp, có một số nơi vì thu hút thương nhân đầu tư, thậm chí miễn phí sử dụng đất, Trần Ích Long đồng ý do chính phủ Trấn tiếp nhận nợ của Thanh Đạt, còn toàn bộ nhà xưởng chuyển nhượng với giá 150 vạn. Đồng thời nhóm 4 người Tô Tân Đông ngồi tàu hỏa tới Hải Châu. Trương Khắc cùng Tương Vi, Lưu Minh Huy mở tiệc tẩy trần cho họ ở nhà hàng Tây Thành, định an bài cho bọn họ tới chỗ ở nghỉ ngơi, Tô Tân Đông nói. Chúng tôi ở trên tàu ngủ một ngày một đêm rồi, cả chặng đường dài rảnh rỗi phát nản, đâu còn tâm tư nào nghỉ ngơi nữa. Tô Tân Đông lần đầu tiên được gặp Trương Khắc, trước đó chỉ được nghe nói. Một ông chủ chỉ nghe người ta giới thiệu mà đưa ra tiền lương cao hiếm thấy, nếu không phải là loại người đầu óc dễ kích động thì là loại người cực kỳ có khí phách. Nhưng hai loại người này khó phân biệt rõ ràng được, nếu chẳng phải Trương Khắc đã gửi 15 vạn vào tài khoản của hắn, chỉ e Tô Tân Đông chẳng tới đây góp vui làm gì. Lương của Tô Tân Đông ở Vạn Yến cả năm chỉ có 4 vạn, đó là khoản lương không tệ, cho dù tới Hải Châu lãng phí một năm cũng có sao. Khi rời nhà Tô Tân Đông nghĩ như thế. Thậm chí ông ta không muốn vội điều công tác của vợ tới Hải Châu, nhưng bên Hải Châu nhiệt tình như thế, ông ta không tiện từ chối. Sau khi tới Hải Châu, lần đầu tiên gặp mặt, Trương Khắc để lại cho Tô Tân Đông ấn tượng không tệ. Trương Khắc thấy hai người đinh hòe, Tô Tân Đông không muốn lãng phí thời gian, bảo Lưu Minh Huy an bài xe tới thẳng xưởng điện tử Thanh Đạt, muốn nghe ý kiến của hai người bọn họ. Cá nhân Trương Khắc rất hài lòng việc chọn lựa xưởng ở Trấn Ích Long, nơi này gần khu bảo hộ rừng Tượng Sơn. Tất nhiên diện mạo rất tốt, trong lòng Trương Khắc Trấn Ích Long thích hợp xây thành mới để sinh sống. Trên thực tế mấy năm sau, Hải Châu vì theo đuổi hiệu quả kinh tế, không ngờ quy hoạch vùng đất tốt này vào khu công nghiệp ô nhiễm. Đó là một trong số việc ngu độn nhất chính phủ Hải Châu làm, ngang hàng với việc dỡ bỏ toàn bộ Sa Điền xây dựng lại. Nếu có thể Trương Khắc đương nhiên sẽ cực lực ngăn cản chuyện này xảy ra. Khi xe đi qua Tượng Sơn, Đinh Hòe không kìm được nói. Nhà máy chọn ở gần đây làm tôi thấy đau lòng. Trương Khắc cười. Người làm kỹ thuật cũng không phải là người toàn lý trí. Bên nhà máy Thanh Đạt, sau khi tiếp nhận được điện thoại, trừ Trần Cường ra còn có một phó trấn trưởng tới đón nhóm người Trương Khắc tới. Thanh Đạt thành lập năm 87, 2-3 năm đầu còn thịnh vượng, nhưng đi xuống rất nhanh, do không có nhân tài kỹ thuật chính quy, ngay cả một người tốt nghiệp đại học cũng không có, chỉ dựa vào mấy người tốt nghiệp trung học điện tử duy trì được nhà máy. Trần Cường làm được thế là rất khá rồi. Ninh Hòe và Tô Tân Đông đi quanh nhà máy Thanh Đạt mấy vòng, trừ hỏi Trần Đông một số vấn đề chi tiết thì không có thái độ,
Trương Khác càng không tùy tiện nói lung tung. Vị phó trấn trưởng kia mang có tính lãnh đạo, thiếu kiên nhẫn, thân thể bị tử sắc khoét sống rõ ràng không có thể lực bằng đám Trương Khác, đi quanh nhà máy 2-3 vòng, tốn mấy tiếng liền mà không thấy đám Trương Khác có lấy một lời mang tính định hướng, liền bực bội về văn phòng nghỉ ngơi. Tới tận khi trời tối, hai người Đinh Hòe mới bày tỏ cái nhìn của mình với Trương Khác. Tạm được, có thể chấp nhận, đặc biệt là mấy kỹ thuật viên của nhà máy có thể giúp được việc. Trương Khác có ý kiến của Tô Tân Đông và Đinh Hòe mới hạ quyết tâm mua nhà máy Thanh Đạt, nói thực cái giá chính phủ Trần Ích Long ra giá không cao, đại khái nguyên nhân là bọn họ nóng lòng thoát khỏi rắc rối của năm ngoái. Trương Khác thảo luận với Lưu Minh Huy và Tương Vi, liền quay về văn phòng nhà máy, chấp nhận điều kiện của Trần Ích Long với vị phó trấn trưởng kia. Trương Khác không hề ép giá, làm vị phó trấn trưởng kia rất bất ngờ, mặt tỏ vẻ bực bội trông rất khó coi. Trương Khác bảo Lưu Minh Huy ở lại đại biểu công ty mời lãnh đạo Trần Ích Long ăn cơm, rồi cùng Tương Vi và hai người Đinh Hòe về thành phố trước. Thuê phòng cho hai người Đinh Hòe trong khách sạn Thành Kiến ở Đông Cầu Tứ Phượng, trước bữa tối cùng hai bọn họ tới phòng xem qua, Trương Khác nói với Tô Tân Đông. Điều kiện thời gian đầu có khó khăn một chút, tạm thời chỉ có thể ở khách sạn, đợi người nhà các vị tới, công ty sẽ giúp thuê phòng. Ngoài ra hiện nay công ty chỉ có một cỗ xe đưa đón các vị đi làm. Tô Tân Đông chưa quen với Trương Khác, nhưng cảm thụ rõ ràng được nhiệt tình chân thành của y, nói. Nếu tiện, có thể giúp chúng tôi thuê phòng ở Trấn Ích Long được không? Cách nhà máy càng gần càng tốt, lão Đinh là người cứ có việc là quên mất nhà, ở gần nhà máy một chút anh ấy còn có thể về nhà ngủ, không làm văn phòng rối bung bét cả lên. Trương Khác cười lớn, Tô Tân Đông đưa ra yêu cầu này không nằm ngoài dự liệu của y, bọn họ đều là loại người đặt sự nghiệp lên hàng đầu, liền đồng ý. Tôi sẽ bảo Lưu Minh Huy an bài cho hai vị, anh ấy phụ trách đảm bảo hậu cần cho hai vị, đảm bảo các vị cùng người nhà ở Hải Châu không cần lo lắng gì về cuộc sống. Giờ không cần vội công tác, tôi bảo Tương Vi đưa các vị đi chơi Hải Châu vài ngày. Đinh Hòe lắc đầu. Chỉ cần chuẩn bị mấy bộ máy tính ở khách sạn là chúng tôi có thể làm việc được rồi, phải xứng đáng với tiền lương công y trả cho chúng tôi. Muốn thăm thú Hải Châu, ít nhất đợi chiếc máy đầu tiên sản xuất ra rồi hẵng hay. Lời này của Đinh Hòe làm Trương Khác nghe mà nở từng khúc ruột, người làm kỹ thuật thành thực, dễ quan hệ. Nói không chừng phải mời Tống Bồi Minh ăn cơm với đám quan liêu Trần Ích Long. Hai người họ làm kỹ thuật, không giỏi uống rượu, Trương Khác cùng họ ăn cơm ở khách sạn xong tới trung tâm ẩm thực. Cải tạo trung tâm ẩm thực đã được 2 tháng, mới có quy mô sơ bộ, ngược lại tiến độ khu nghỉ ngơi của người dân giữa cầu Tứ Phượng và trung tâm ẩm thực, tiến độ nhanh hơn một chút. Nhưng trời còn chưa chuyển ấm. Cây cỏ mới chuyển tới trông còn tiêu điều chưa thành cảnh tượng gì, đoạn sông này đang nạo vét, trong không khí tanh mùi bùn, khương không còn mùi thối của nhà máy giấy như trước kia. Lần này Trương Khác lấy tiền bán cổ phần ở Hải Thái ra mua nhà máy điện tử với danh nghĩa cá nhân Trương Khác tại City Việt Tú. Dẫn hai người Đinh Hòe tới đây là để họ có thêm lòng tin, Việt Tú nắm 30% cổ phần của Cẩm Hồ không phải là công ty ma. Hôm nay mới là mùng 6 Tết, công trường vào đêm vẫn không nghỉ. Thiệu Chí Cương còn đỡ chứ Ngô Thiện Bảo, Thịnh Thanh những người trực tiếp kinh doanh, nóng ruột chỉ mong trung tâm ẩm thực sớm ngày hoàn thành, liên tục tới đây giám sát công việc. Trương Khác dẫn hai người Đinh Hòe đi dạo quanh công trường, gặp được Ngô Thiện Bảo mặc áo khoác xanh thấm, trông hết sức ục ịch, Trương Khác cười nói. Áo đẹp thế này mà để ông trà đạm uổng phí. Ngô Thiện Bảo cười xòa, chỉ công trường bên ngoài nói. Khác thiếu gia, phía ngoài kia cậu có thể dục lão Triệu tranh thủ thời gian chút không? Nếu không bên trong này chúng tôi làm xong hết cả lại còn đợi hắn. Ông và lão Thiệu còn thân quen hơn cả tôi, ông cứ gọi điện thẳng cho anh ta, à hỏi xem anh ta có thời gian không, tôi giới thiệu vài người bạn cho anh ta làm quen. Khác thiếu gia đã gọi, hắn có bận cũng phải tới. Ngô Thiên Bảo lập tức gọi điện cho Thiệu Chí Cương, thấy Ngô Tôn không cần đợi sai bảo đã gọi người mang bàn ghế tới cười mắng. Ngồi xuống đây nói chuyện chẳng phải là mời hai hàm răng đánh nhau hay sao? Bất kể thế nào Ngô Thiên Bảo thấy con trai gần đây bắt đầu khá lên rồi, không còn rửng rưng chơi bời nữa, biết tới công trường học hỏi vài thứ, mới đầu tay chân còn lóng ngóng, nhưng Ngô Thiên Bảo cảm thấy rất mừng, thế nào cũng tốt hơn ngày ngày đưa tay ra vòi tiền. Lưu Minh Huy lại tới trước cả Thiệu Chí Cương, hắn vừa ăn cơm cùng lãnh đạo Trần Ích Long về, nói với Trương Khác. Tên phó trấn trưởng kia tỏ ra không hài lòng vì chúng ta không ép giá, gặp riêng tôi ám thị hắn có thể giúp ép giá xuống 20 vạn nữa. Trương Khác lòng nổi lên sự căm ghét, thiên hạ chẳng có bữa ăn nào miễn phí, tên phó trấn trưởng đó tất nhiên hy vọng được bên bọn họ báo đáp,
có lẽ hắn hy vọng có 10 vạn chui vào túi riêng. Có điều bề ngoài không hề biểu hiện gì, hỏi. Liệu có phải hắn nói thay một người khác? Trương Khắc tất nhiên không vì 20 vạn mà phá hỏng nguyên tắc của mình, nhưng cũng phải đề phòng tiểu nhân khó chơi, dù sao sau này phải làm việc trên địa bàn Trần Ích Long. Không rõ nữa. Lưu Minh Huy lắc đầu. Tôi cũng lo lắng điều này. Được, tôi biết rồi, chuyện này anh coi như chưa từng xảy ra, tôi sẽ mời Tống Bồi Minh ra mặt. Trương Khắc chỉ biết lắc đầu. Cứ làm theo giá Trần Ích Long đưa ra, hạng mục này có thành công hay không không ở 20 vạn đó, không cần vì chút lợi nhỏ mà vỗ béo đám sâu mọt này, càng không thể phá hỏng nguyên tắc của bản thân. Ngoài ra lấy ra một lúc 150 vạn, tài chính sẽ hơi căng, yêu cầu Trần Ích Long cho chúng ta thanh toán làm 4 lần. Tống Bồi Minh ra mặt, cho dù tên phó trấn trưởng này có chuyển lời thay kẻ khác thì cũng không cần lo. Đám người này cho dù có tham lam tới cực điểm cũng không dám há miệng đớp càn, bọn chúng có lẽ sẽ nghĩ bên này đã đả thông quan hệ với Tống Bồi Minh, bọn chúng có mấy lá gan tranh ăn với Tống Bồi Minh. Đương nhiên nhất định phải biểu thị một chút, sau này cần Trần Ích Long phối hợp tốt mới được. Nếu như mời được khu trưởng Tống ra mặt thì hẳn không có vấn đề gì nữa. Lưu Minh Huy gật đầu. Lần này làm việc với danh nghĩa City Việt Tú, nhìn bề ngoài không có danh tiếng vang vọng như Cẩm Hồ, nhưng thực tế hai công ty là một thể, hắn không phải lo. Trương Khắc nói lời này nói những lời này là biểu thị lập trường sau này của Cẩm Hồ và Việt Tú, Lưu Minh Huy mặc dù không tán đồng lắm, nhưng nghĩ lại với bối cảnh của Cẩm Hồ đúng là không cần lằng nhằng với đám hề lố lăng này. Trương Khắc không để chuyện vặt xen ngang này làm phiền lòng, sau khi Thiệu Chí Cương tới, giới thiệu Tô Tân Đông cho hắn. Đinh Hòe trước kia ở Hải Châu một thời gian, tuy không quen Thiệu Chí Cương, nhưng cũng tính là biết nhau. Chương 148, đổi tên Ái Đạt. Ngày hôm sau vừa khéo Tống Bồi Minh tháp tùng Phương Hoành Thanh tới cầu tứ phượng thị sát công tác, Trương Khắc nhận được điện thoại liền chạy tới, khi có cơ hội tiếp xúc riêng với Tống Bồi Minh, nhắc tới chuyện Thanh Đạt. Trương Khắc không nhắc tới chuyện vòi tiền hối lộ, Tống Bồi Minh chỉ nghĩ Trần Ích Long không chấp nhận yêu cầu chia đợt trả tiền của Trương Khắc. Điện tử Thanh Đạt là đống hỗn độn, cậu giúp giải quyết là quá tốt rồi, được, tôi sẽ gọi điện hỏi chuyện này là sao. Vì Trương Khắc cho chính phủ vay 500 vạn khởi động hạng mục, việc nhỏ này, Tống Bồi Minh đương nhiên không từ chối giúp đỡ. Hôm nay Phương Hoành Thanh cũng có mặt, Trương Khắc không muốn ông ta nhìn ra điều gì, cảm ơn xong liền rời đi, tới khách sạn Thành Kiến, tụ họp với nhóm Đinh Hòe. Tống Bồi Minh gọi cú điện thoại này xuống, việc thu mua Thanh Đạt sẽ không còn vấn đề gì nữa. Buổi chiều Lưu Minh Huy nhận được điện thoại của trấn trưởng Trần Ích Long là Lưu Hoa, đồng ý điều kiện trả tiền theo đợi của họ, tên phó trấn trưởng kia không phụ trách việc này nữa.